Chương 2069, kẻ cười cuối cùng mới là anh hùng. Nửa thân trên vạm vỡ của Vương Nhân Bàng lộ hẳn ra. Mà trước ngực cũng có hai vết xích lưu lại, máu tươi ứa ra, tuy nhiên, phỏng chừng cũng không sâu lắm. Võ Ba Đế, thân thủ khá lắm. Vương Nhân Bàng hừ một tiếng. Chú em cũng thật giỏi dụng thủ đoạn. Võ Ba Đế cũng đáp. Sảng khoái. Hai người không ngờ đồng thanh kêu to ra thành tiếng, ngửa mặt lên trời cười ngất. Không lâu sau, hai người đều được người đỡ về ghế thay quần áo. Không việc gì chứ? Diệp Phàm kiểm tra rồi hỏi. Không việc gì, bị thương ngoài da thôi. Chỉ có điều vừa rồi vận động hơi mạnh, phỏng chừng gân chân có bị bầm tím chút ít. Tuy nhiên cũng không có thương thế gì nghiêm trọng. Băng bó một chút, vẫn còn có thể tiếp tục. Tuy nhiên, tên kia rất lợi hại, phỏng chừng trình độ cũng không khác gì so với tôi. Đáng tiếc anh em ạ, nếu có thêm viên thuốc giúp tôi thăng tiến thêm một bậc thì hôm nay, kẻ chịu nhục chính là lão già này, đáng tiếc thay. Vương Nhân Bàng thở dài thườn thượt. Không thể tưởng tượng được, người thanh niên này bản lĩnh lại thâm hậu đến thế, không ngờ có thể cùng lão Tam bất phân thắng bại. Tên họ Lam vừa rồi cũng không kém, bọn họ là ai vậy ta? Ở đâu ra lắm cao thủ trẻ tuổi như vậy, cơ mà hiện tại bọn họ vẫn còn ba người chưa có động thủ. Cấp độ của tôi e hẳn là không bằng hai người này. Chỉ có điều cái tên ngồi trên ghế, làn da trắng trẻo như thư sinh kia có vẻ rất bình tĩnh. Trong đám người kia dường như hắn là tên cầm đầu, mà vừa rồi chú hai cũng đã bị hắn dùng âm ba công công kích, hắn có vẻ lợi hại, phỏng chừng cũng không tầm thường chút nào. Võ Mã Đỉnh vừa kiểm tra thân thể Võ Ba Đế vừa nhận định. Cũng không chắc, có lẽ tên tiểu tử kia chỉ có âm ba công là lợi hại thôi. Cũng như tôi vậy, chỉ thiên về cầm âm công kích, nếu bàn về vũ lực, tôi còn đánh không lại một đệ tử tam đẳng. Nhưng, cầm công của tôi lại có thể chế phục cao thủ ngũ đẳng. Võ Cầm Huyền liếc nhìn Diệp Phàm một cái, rồi bảo khẽ ông anh cả. Hừ, mặc kệ so bì như thế nào, chúng ta nhân số chiếm phần hơn, nếu phải đánh nhau kịch liệt, thì cứ mặc sức đánh một trận sảng khoái. Võ Mã Đỉnh tôi phải đánh bật gốc toàn bộ bọn chúng ngay tại võ gia trại chúng ta. Để sau này không còn có người dám đến làm ầm ĩ nữa. Không lấy ra tấm gương là không được, tiếp tục thế này, chúng ta còn được yên bình sao? Võ Mã Đỉnh khí phách sơ hiện. Không lâu sau, hai bên tiếp tục về lại chỗ ngồi. Anh bạn trẻ, các người còn có ba người chưa động thủ. Các người chọn hai vị, chúng ta cũng phái ra hai vị tiến hành đồng thời thì thế nào? Võ Mã Đỉnh chỉ vào Tề Thiên và Lý Cường mà nói. Tỷ đấu như thế nào? Diệp Phàm hỏi. Ai cười đến cùng là người thắng? Võ Mã Đỉnh đáp. Như vậy không công bằng, các người nhiều người, nếu dùng chiến thuật xoay vòng thì bọn tôi còn không bị mệt chết hay sao? Lam Tồn Quân hừ nói, liếc nhìn Võ Mã Đỉnh một cái, nói. Hơn nữa, vừa rồi so đấu cũng phải tính gộp vào mới được. Vừa rồi tiểu ngũ nhà các người bị tôi đánh bại, mà lão nhị nhà các người cũng bị đại ca bọn ta đánh bại bằng âm ba công. Các người đã bại hai, mà lão tam nhà các người cùng người anh em Vương Nhân Bàng bên ta bất phân thắng bại, cho nên, tính gộp lại ba trận thì chúng ta đã thắng hai hòa một. Lam Tồn Quân không uổng là tay xuất thân buôn bán, cái bản tính vẫn được rút ra giòn vang. Âm ba công lần đó không tính, không có chính thức đánh nhau kịch liệt. Chỉ là khởi động làm nóng cơ thể trước cuộc chiến thôi, nhưng tôi cũng thừa nhận vị Diệp Phàm tiên sinh này mồm mép lợi hại, tôi quả không bằng hắn. Nhưng lần này không xem như chính thức, về phần anh cùng tiểu ngũ so đấu, lúc trước đã nói rõ đấy chỉ là nghi thức qua cửa, là chứng tỏ tư cách để các người tiến vào võ gia chúng ta thi đấu. Cũng như trận đấu trong Thế vận hội Olympic phải không nào, trước hết phải sơ tuyển, về sau là vòng thứ nhất rồi mới đến đợt thứ hai cho đến vòng cuối. Cho nên, kẻ cười cuối cùng mới là anh hùng, có tuyển thủ thi đấu ở vòng loại tuy lợi hại, nhưng khi tiến lên vòng cuối lại thất bại thì vẫn là thua. Võ Cầm Huyền còn không phải kẻ mồm miệng kém giảo hoạt, lập tức đã phản kích lại Lam Tồn Quân. Hổ thẹn thay, Lam Tồn Quân tôi chưa từng thấy qua có ai vô liêm sỉ như các người. Rõ ràng đã so đấu mà sao lại phủi tay coi như không vậy. Dựa vào cái gì mà nói như vậy, vào đánh nhau kịch liệt cũng phải tính chứ. Nếu là luận bàn, tất cả đều phải tính hết vào. Các người đông người, muốn đánh hội đồng thì cứ động thủ tự nhiên, làm gì mà phải giấu giấu giếm giếm. Công phu mồm mép của Lam Tồn Quân cũng không phải tầm thường. Thôi vậy, cứ vậy đi,
tiểu ngũ trận đó coi như tính. Nhưng trận lão tam thì không tính được, rất không chính quy. Hơn nữa trước đó cũng không chính thức hứa hẹn gì cả, Diệp tiên sinh, anh xem vậy được chưa? Võ Mã Đỉnh cất tiếng hỏi Diệp Phàm. Được, vậy thì bên tôi một thắng một hòa, bên các người một bại một hòa có phải không? Diệp Phàm gật gật đầu nói. Ừ. Võ Mã Đỉnh gật đầu xác nhận. Vậy tiếp tục so đấu thế nào nữa đây? Diệp Phàm hỏi. Tôi đã nói rồi, có thể tham chiến đều có thể lên đài. Tỷ như các người tổng cộng 5 người, chỉ cần có thể chiến đều có thể lên. Võ Mã Đỉnh vẻ mặt bình tĩnh nói. Chúng ta ra 5, các người cũng chỉ có thể ra 5. Bằng không, còn so đấu thế nào được? Diệp Phàm hừ nói. Được, chúng ta cũng ra 5. Chiến đến cùng bên nào còn người thì thắng. Cũng chính là, cười đến cùng mới là anh hùng. Võ Ba Đế hừ lạnh nói. Được, tuy nhiên, quyết chiến như vậy cũng phải có điều kiện. Diệp Phàm nói. Điều kiện, được, cậu cứ nói ra là muốn cái gì, tôi biết các người là vì Giang Đại Phát mà đến. Các người cứ đề xuất trước, bọn ta có thể suy xét. Võ Mã Đỉnh có vẻ rất điềm tĩnh chắc chắn. Điều kiện chính là Giang Đại Phát, các người nếu thua, Giang Đại Phát nhất định phải đi theo bọn tôi, hơn nữa, các người phải ký kết hợp đồng. Đương nhiên, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm hắn bị thương. Chỉ có điều, hắn đã làm chuyện gì thì sẽ do pháp luật quyết định. Điều kiện thứ hai, võ gia các người đệ tử không ít. Tôi còn nợ vị lãnh đạo bên quân đội một mối ân tình. Bởi vì bọn họ cần cao thủ làm giáo quan. Cho nên, điều kiện thứ hai là võ gia các người cho hai đệ tử ngũ đẳng. Tuổi tác không được quá 35, nói đến đây Võ Mã Đỉnh quả quyết xen ngang. Giang Đại Phát bọn ta có thể giao ra, nhưng phải xem các người có bản lĩnh này không. Còn đòi bọn ta phải giao hai cao thủ ngũ đẳng tuổi dưới 35 là không có khả năng. Bởi vì, bọn ta đích thực là không có. Ha ha, tiểu ngũ nhà các người không phải lục đẳng đỉnh bậc sao, y tuổi tác cũng không lớn, mới 40 đổ lại, có thể tính y là một. Thêm một đệ tử tứ đẳng dưới 30 tuổi nữa là được. Đây xem như là điều kiện thứ hai. Diệp Phàm vừa mới nói đến đây đã thấy tiểu ngũ Võ Tác Phượng lớn tiếng hô. Tôi đồng ý, chỉ cần họ Diệp kia có thể cười đến cùng, bằng không, các người cũng phải đáp ứng điều kiện của bọn ta. Nói đi, các người muốn điều kiện gì? Diệp Phàm hừ nói. Rất đơn giản, tôi muốn đánh gãy một chân của anh, để từ nay về sau anh thành người thọt, vĩnh viễn không có khả năng hồi phục. Đây là điều kiện của tôi. Tiểu ngũ gia Võ Tác Phượng là đang chọc tức, liều lĩnh giành quyền lên tiếng trước. Tiểu ngũ, đừng hành động theo cảm tính. Lúc này, lão tam Võ Ba Đế vẻ mặt nghiêm túc nói. Không việc gì đâu anh ba, võ gia chúng ta sẽ bại sao, ha ha. Tiểu ngũ không ngờ cười cười, ánh mắt kia không ngờ vô ý nhìn sang tòa bảo tháp phía sau tuyết sơn. Diệp Phàm dụng ưng nhãn phát hiện, không khỏi nhìn sang tòa bảo tháp kia, thầm nhủ chẳng lẽ bên trong có cao thủ ẩn cư. Được, tôi đồng ý với đề nghị của ngũ đệ, cứ quyết như vậy đi. Võ Mã Đỉnh hừ quyết. Điều kiện cuối cùng, xã hội bây giờ, hết thảy cái gì cũng quy ra tiền được cả, Diệp Phàm tôi là tục nhân, đương nhiên cũng không thể ngoại lệ. Diệp Phàm nói tiếp. Thêm bao nhiêu làm điều kiện đây? Võ Ba Đế trong mắt hiện lên một tia khinh miệt, cho rằng bọn người kia là hạng không đáng lên đài. Không ngờ ngay trong cuộc so đấu thần thánh này mà vẫn còn muốn trục lợi, rất tục, tục đến khó chịu nổi. Chắc là bọn nghèo kiết xác đây, với võ gia ở Tây Tạng này mà nói, tiền chưa bao giờ là thiếu. Ngần này thì thế nào? Diệp Phàm thản nhiên cười, giơ năm ngón tay lên hỏi. 500 ngàn. Có ngần ấy mà các người cũng nói ra được. Võ Ba Đế trên mặt hơi có vẻ khinh thường. 50 triệu. Diệp Phàm đột nhiên nói ra. 50 triệu. Đám đông võ gia nhao nhao đánh ực một ngụm khí, có vài người không khỏi thất thanh kêu lên. Mặc dù là đối với võ gia mà nói thì con số này cũng thực kinh người. Võ gia ở Tây Tạng tuy từ đời tổ tông đến nay đều có kinh thương, nhưng tiền kiếm được cũng không nhiều. Cũng chỉ có thể nói là duy trì toàn bộ võ gia xong thì dôi dư ra chút ít. Cho đến ngày nay, toàn bộ gia sản của nhà họ Võ cũng sẽ không vượt quá 200 triệu. Anh bạn trẻ, cậu cứ xuất ra 50 triệu cho Mã Đỉnh tôi nhìn một cái. Chỉ múa mép khua môi thôi sao, võ gia chúng ta ở Tây Tạng cũng không phải là thằng ngốc. Võ Mã Đỉnh có chút nổi giận, cảm thấy mấy tên này phỏng chừng đang đùa giỡn với mình.
trong này có 50 triệu, các người có thể lập tức kiểm tra. Diệp Phàm bình tĩnh lấy từ túi ra ra một tấm chi phiếu của ngân hàng nông nghiệp. Võ Ba Đế liếc nhìn đại ca một cái, nói. Không cần tra xét mất công, đánh cuộc thêm 50 triệu, chúng ta đồng ý. Thỏa thuận xong. Diệp Phàm gật gật đầu, hai bên thật ra không cần ký hợp đồng gì cả. Cứ quyết định bằng miệng như vậy, bao nhiêu cao thủ như này, cũng không sợ đối phương sẽ mặt dày mà quyệt nợ. Tuy nhiên, người mà đối phương đem ra tỷ võ cũng khiến Diệp Phàm trong lòng có chút bất an. Võ Ba Đế, Giang Đại Phát, Võ Mã Đình, Võ Nhu Nhu. Mà Diệp Phàm bên này là Diệp Phàm, Vương Nhân Bàng, Lam Tổn Quân, Lý Cường, Tề Thiên. Trong năm người có Diệp Phàm là cửu đẳng nhị nguyên, Vương Nhân Bàng bát đẳng nhị nguyên, Lam Tổn Quân mới vừa chạm ngõ thất đẳng. Lý Cường cũng là lính mới bên lục đẳng, Tề Thiên kém cỏi nhất, mới vừa lên ngũ đẳng. Mà bên kia, Võ Ba Đế bát đẳng nhị nguyên, Giang Đại Phát lục đẳng khai nguyên, Võ Mã Đỉnh không rõ ràng lắm về đẳng cấp, Võ Nhu Nhu khẳng định là đàn bà nên cũng không biết đẳng cấp như thế nào, chỗ nguy hiểm ở đây chính là còn thiếu một vị. Đại đương gia, không phải các người dùng 4 người khiêu chiến 5 người bọn tôi chứ? Diệp Phàm hỏi Võ Mã Đỉnh. Đương nhiên là không. Võ Mã Đỉnh lắc lắc đầu, nói. Về phần người thứ 5 này, chúng tôi tạm thời chưa nêu ra. Dù sao hai bên cũng đều sẽ ra 5 vị, chúng tôi tuyệt không dụng đến 6 người, cậu cần gì phải hỏi người thứ 5 là ai? Chỉ cần các người có bản lĩnh, vị thứ 5 khẳng định sẽ xuất hiện. Các người muốn giấu bài hử? Lam Tồn Quân hừ nói. Các người cũng có thể làm vậy chứ sao? Võ Tác Phượng nối xong cánh tay bị gãy cũng đã trở ra, người này mất hết mặt mũi nên mới cố ý châm chọc. Vậy được, chúng ta trước hết cứ để Tề Thiên ngồi ngoài. Lần trước theo các người tỉ thí bị thương đến bây giờ vẫn chưa khỏi, cứ để cậu ấy nghỉ ngơi một chút. Chúng ta cũng là 4 người, vị thứ 5 cũng làm bài tủ. Diệp Phàm hừ nói, thầm nhủ Trần Khiếu Thiên đang bí mật ở gần đó, nếu quả thực không xong thì cũng có thể ra mặt. Vậy cứ quyết thế đi. Võ Mã Đỉnh nói. Ba cho gọi con. Lúc này, từ dưới một tàng cây đi ra một cô gái hướng về phía lão tam Võ Ba Đế kêu lên. Chương 2070, tài sắc vẹn toàn. Cô nàng nhìn qua tuổi tác không lớn lắm, phỏng chừng chưa đến 20. Khuôn mặt mượt mà như thảo quả, trên trán có một nốt ruồi màu đỏ xinh xắn to bằng hạt đậu tương. Tóc búi ngược lên trên cao buộc ngang bằng một vòng bạch kim ngân quang lóng lánh bên trên có khắc họa tiết cổ quái, hai bên vành tai có hai bím tóc nhỏ, kết hợp với hoa tai thật to theo phong cách cổ xưa có khắc hoa văn. Thân mang một bộ tạng phục trên có thêu những đường viền hoa rực rỡ kiểu dân tộc. Làn da cũng không trắng trẻo rõ ràng như gái thành thị, mà nửa trắng nửa ngắm ngăm, tuy nhiên, với kẻ ngắm gái thành phố trắng như trứng gà bóc lâu năm kiểu Diệp Phàm thì cảm giác được cô gái này có vẻ gì đó đặc biệt xinh tươi, có một loại mỹ cảm khác lạ. Ừ, Võ Ba Đế gật gật đầu, chỉ vào mấy người bọn Diệp Phàm nói. Nhu Nhu, ở đây có mấy tên kiêu ngạo, ngông cuồng. Không ngờ lại dám khiêu chiến võ gia ta. Đang là dịp sang năm mới, vì thanh danh bên ngoài, nhà chúng ta dù sao cũng phải nghênh chiến có phải không nào. Cô này tên là Võ Nhu Nhu, là con gái Võ Ba Đế. Nghe nói cô này mới 19 tuổi, đã là bậc cao thủ lục đẳng khai nguyên. Có thể nói là tuyệt đỉnh thiên tài trong giới võ thuật Trung Hoa, so với Diệp Phàm còn hứa hẹn hơn nhiều lắm. Hết thảy các ngành các nghề đều có một số ít hạng người tài sắc vẹn toàn. Những người này đều là cục cưng của ông trời sinh ra. Tỷ như Võ Nhu Nhu chính là một trong số đó. Cô chẳng những có tư chất tốt mà khi luyện võ lại tiến triển thần tốc. Người khác cần vài năm mới có thể đột phá một bậc nhỏ, cô chỉ dùng 1 đến 2 năm là có thể đạt tới. Hơn nữa, Võ Nhu Nhu là được người nhà họ Võ sủng ái cho cả đời, được người xưng tụng là công chúa nhà họ Võ. Nghe nói vì tổ tiên thân bí của Võ gia được xưng là Dương Cực Đạo Thuận kia. Khi Võ Nhu Nhu mới sinh ra không lâu đã dùng tinh tức thuật kiểm tra đo lường lướt qua thân thể cho cô. Cái gì gọi là tinh tức thuật? Thật ra, cơ thể con người đều tồn tại khí lực. Mà người luyện võ chỉ là đem khí lực thân mình vốn có được qua quá trình rèn luyện kết hợp lại cùng một chỗ mà khai thác, phát triển đi ra thôi. Giống như là một mảnh đất hoang, không ai khai thác, phát triển thì trước sau vẫn là đất hoang. Nhưng, nếu có người khai thác, phát triển thì có lẽ đất hoang sẽ biến thành bất động sản phồn hoa nơi mỗi mét vuông đáng giá ngàn vàng.
cùng sống trên trái đất nhưng người cổ đại liệu có thể nghĩ đến trình độ thông minh của con người hiện nay. Đây là kết quả của việc khai thác, phát triển, luyện võ cũng không khác gì, người luyện võ kích hoạt toàn diện tiềm năng cơ thể, khai thác, phát triển thể năng cậu bản thân đến cực hạn, mà công lực từ đó có thể đột phá, đó là bởi vì trình độ khai thác, phát triển nhân thể ở tăng mạnh và tiến triển theo cả chiều sâu, nói trắng ra là cũng không có gì thần bí cả. Võ Nhu Nhu trời sinh cân cốt, hơn nữa lại được Dương Cực Đạo thuận sủng ái. Dù ngơ tinh thức thuần khiết trong chính cơ thể ông khai thác, phát triển ra tinh hoa để tiến hành tẩy tủy. Lại được trời phú cho là thiên tài bẩm sinh, cho nên, luyện công tiến triển so với người thường phải nhanh đến N lần. Còn cân cốt của Diệp Phàm cũng không phải tốt gì cho lắm, chỉ là hắn may mắn chút thôi. Trên cơ bản mỗi lần đột phá đều là chịu tác dụng của ngoại lực. Đây chỉ là do vận khí chế ngự, hoàn toàn khác với Võ Nhu Nhu khi đột phá. Chỉ có mấy đứa đây thôi hử. Võ Nhu Nhu liếc xéo đám Diệp Phàm một cái, vẻ mặt nhạt như nước ốc, có vẻ căn bản là không có chút hứng thú, dường như đám Diệp Phàm không hề tồn tại. Qua đó cũng đủ biết tính khí cô nàng Võ Nhu Nhu này thế nào rồi. Cô bé bảy vốn xưa nay không cảm thấy hứng thú với bất cứ chuyện gì. Dù sao ở võ gia cũng không thiếu ăn thiếu mặc, bình thường ngoại trừ luyện công ở ngoài thì chỉ có cắm chốt trong nhà. Còn hiện cô nàng đang học đại học, Tết âm lịch nhà trường cho nghỉ nên mới về đây. Khi ở trường cũng vì nhan sắc độc đáo của cô mà đám công tử nhà giàu theo đuổi có thể xếp thành một hàng dài đến cả dặm. Tuy nhiên, Võ Nhu Nhu tính cách độc đáo, thích thì thích, không thích mà lại muốn theo đuổi cô thì thường thường cuối cùng đều sẽ tự rước lấy xui xẻo. Tự nhiên không phải bị giã thành đầu heo thì cũng không biết sẽ thành cái giống gì. Cho nên, ở trường cô có một nhã danh là Băng Liên. Vị trí cũng là có thể khiến người ta cảm thấy ý tứ lạnh lẽo của một bông tuyết liên. Nhu Nhu, đừng xem thường mấy tên đó, bản lĩnh rất đáng gờm đó. Võ Ba Đế sợ con gái khinh địch mà chịu thiệt, khẩn trương thận trọng giải thích một chút. Con biết rồi ạ. Võ Nhu Nhu gật gật đầu ngồi lên ghế, điềm tĩnh nhấm một ngụm trà. Hai bên tiến hành tỷ đấu, lần này bên Diệp Phàm vận khí không tốt, phải báo danh trước. Rút thăm quyết định ai là người đánh đầu tiên, bên ra sau đương nhiên là chiếm lợi thế. Tỷ như, Diệp Phàm cử Lam Tồn Quân ra, bên võ ra lại cử Võ Ba Đế thì bên Diệp Phàm không thể không thua. Lý Cường, cậu lên trước. Diệp Phàm nói. Về phần Lý Cường, bởi vì vẫn chưa triển lộ quyền cước. Võ gia khẳng định không biết cụ thể thế nào nên Diệp Phàm muốn quan sát võ gia có thể phái ai ra ứng chiến. Nếu là kêu cô nàng Võ Nhu Nhu, Diệp Phàm tin rằng Lý Cường có thể vật ngửa cô nàng. Bởi vì, Võ Nhu Nhu rất trẻ tuổi, phỏng chừng không đến 20, Diệp Phàm tin tưởng vào khí ba chi thuật và ưng nhãn của mình nhìn người vẫn khá là chính xác. Hơn nữa, Diệp Phàm đã từng làm công tác trinh thám, cảm thấy võ gia cũng rất có khả năng sẽ cử Võ Nhu Nhu ra, bởi vì... Về Võ Nhu Nhu, đám Diệp Phàm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, đương nhiên không biết chi tiết về cô ta. Nếu võ gia không phái Võ Nhu Nhu thì có thể phái ai xuất chiến? Không có khả năng là Võ Ba Đế và Võ Mã Đỉnh. Võ Ba Đế khẳng định phải lưu lại đối phó với Vương Nhân Bàng, Võ Mã Đỉnh khẳng định là để cự lại Diệp Phàm. Mà Lam Tồn Quân đã từng đánh bại Võ Tác Phượng, phỏng chừng ván này cho dù là Giang Đại Phát xuất chiến cũng vẫn là thất bại chi cục. Diệp Phàm nhầm tính qua, Nhân Bàng cùng Võ Ba Đế thành ra ngang tay. Lam Tồn Quân thì có chiếm phần lợi thế. Giang Đại Phát và Võ Nhu Nhu khẳng định không phải đối thủ của họ Lam. Bên hắn khẳng định sẽ thắng một ván, về phần Lý Cường thì thắng bại còn chưa biết. Chính hắn cùng Võ Mã Đỉnh, cũng là 50-50. Trong tổng số 4 người tham chiến mà nói, tuyệt đối là bên hắn chiếm tiện nghi. Tuy nhiên, võ gia đã lưu riêng ra một danh ngạch dự bị khiến lần này đánh nhau kịch liệt gia tăng thêm tính khó đoán định trước. Mà Diệp Phàm trong lòng không thế nào tự tin được, người dự bị bên mình chính là Trần Khiếu Thiên. Trần Khiếu Thiên đến bây giờ vẫn chưa đột phá lên bát đẳng. Đối phương đã lưu ra một người làm dự bị cơ động, người này cấp độ tuyệt đối không thể thấp hơn tầm bát đẳng. Cho nên, Diệp Phàm muốn tranh thủ bắt lấy Võ Mã Đỉnh để phòng khi Trần Lão bị đánh bại hắn sẽ tái chiến với quân bài dự bị cẩu võ gia. Bởi vì, theo quy tắc trận đấu, ai nở nụ cười đến cuối cùng mới là anh hùng. Tỷ như, trận đầu có thắng mà tái chiến, cho đến khi chiến bại lui ra mới thôi. Nếu lấy thực lực một người có thể đem đối phương toàn bộ tiêu diệt, thì đó cũng tính là kẻ cười anh hùng cười chung cuộc. Tuy nhiên,
phỏng chừng hai bên cũng sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn này. Bởi vì, thể lực con người dù sao cũng là hữu hạn. Mặc dù Diệp Phàm vô cùng muốn bắt lấy Giang Đại Phát, nhưng ít ra cũng phải trả giá bằng khí lực. Nếu sau đó gặp phải địch thủ có thực lực ngang ngửa thì coi như đã để đối phương chiếm lợi thế. Cho nên, nghỉ ngơi dưỡng sức, bảo tồn thể năng là việc mà các chủ soái nhất định phải tính đến. Nhu Nhu, con vẫn chưa khởi động quyền cước, đi lên thử xem. Võ Mã Đỉnh liếc nhìn Võ Nhu Nhu một cái, vẻ mặt hết sức bình tĩnh. Vâng thưa bác cả. Võ Nhu Nhu cũng không có động thái gì, tĩnh lặng như nước đáp lời rồi nhẹ nhàng bước tới giữa sân đấu. Đã chuẩn bị xong chưa? Võ Nhu Nhu liếc nhìn Lý Cường một cái, thuận miệng hỏi, xem ra, cô nàng này tâm địa không ác, còn có thể hảo tâm mà hỏi han một câu. Cô là nữ, lady first. Lý Cường cho tới bây giờ vẫn chưa từng cảm nắng cô gái nào, lần này cũng là khách khí ôm quyền mời. Đây gọi là người kính ta một thước thì ta phải kính lại người một trượng thôi. Vậy được, tôi ra tay đây. Võ Nhu Nhu cũng không tỏ ra tức giận, vừa nói vừa đột nhiên tung ra quyền cước, hai tay vuốt nhẹ qua eo lưng, hai sợi băng bất chợt liền hiện ra trên không trung. Một đỏ một trắng trên không trung khiến cho người ta hoa cả mắt như đang triển miên quấn về phía Lý Cường. Diệp Phàm dụng ưng nhãn quan sát hai dải băng kia, phát hiện chính là tơ lụa bình thường. Không khỏi nhủ thầm trong lòng, tơ lụa thường sao có thể chống lại lực lôi kéo, e rằng giao phong vài cái là sẽ bị xé đứt ngay. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng tin rằng, võ gia dụng binh khí tuyệt không có thấp kém như vậy. Dải băng này có lẽ phải là dùng loại vật liệu có tính dai đặc biệt như tơ nhện tơ tằm gì đó đông chế thành. Tương tự như cái túi lưới mà vị khách người Việt Nam kia đưa cho hắn, có thể thu nhỏ phóng to, quả nhiên là thứ đồ tốt. Tuy nhiên, Lý Cường cũng không khinh địch. Hắn cho tới bây giờ làm một chuyện gì cũng đều rất tập trung. Chỉ thấy vút một tiếng, Lý Cường cũng rút nơi hông ra một sợi roi đặc chế mà hướng về phía Võ Nhu Nhu. Tuy miệng nói khách khí đôi chút, nhưng Lý Cường xuống tay tuyệt đối là nghiêm túc, nếu giáp tâm muốn dụng mỹ nhân kế với y thì tám phần là đối phương sẽ tiền mất tật mang. Sợi roi kia theo chiêu phá không tiên khí độc lệ địa từ không trung rút ra nhằm về phía Võ Nhu Nhu. Tuy nhiên, sợi băng một đen một trắng của Võ Nhu Nhu giống như mọc thêm mắt mà chuẩn xác cuốn lấy roi của Lý Cường, khiến cho người này hơi sửng sốt rồi lập tức thu roi xé gió trở về. Thầm nhủ đáng ra tỷ đấu về khí lực, cô ta đáng ra sẽ kém hơn nhưng sao lại chiếm lợi thế như vậy? Tuy nhiên, dù Lý Cường ra sức xé ra, sợi roi không ngờ không hề động, giống như đối phương dụng khí biến tơ lụa dạng đông thành xích sắt mà cuốn lấy vô cùng vững chắc. Lý Cường cả giận, mười thành kinh lực dồn vào mà xé ra. Lần này thật ra là có hơi giật giật, tuy nhiên, Lý Cường giờ phút này mới cảnh giác thực sự, bởi vì, một sợi dây lưng bằng tơ lụa khác màu trắng đã tới trước mắt. Lý Cường khẩn trương muốn bước ra nghiêng người né tránh, tuy nhiên, dải băng sống động như linh xà, đuổi sát Lý Cường mà quấn tới. Lý Cường hiểu rằng, tuyệt không thể để dải băng này cuốn lấy, phỏng chừng, nếu bị cuốn lấy thì không thể thoát ra nổi mất. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Cường có vẻ hơi chật vật. Một bàn tay phải vẫn cầm giữ sợi roi, một bên thân mình vừa phải rằng con né tránh sợi băng màu trắng, cứ như con chuột túi nhảy long tong. Mới mấy chục giây qua đi, Lý Cường đã vã mồ hôi ho sù sụ, xem ra, hao phí không ít thể lực. Con bà nó, ra. Lý Cường phẫn nộ vì cảm thấy rất mất mặt, toàn bộ khí lực dồn lên sợi roi mà xé ra, doạt một tiếng rốt cuộc cũng giành lại được. Chỉ có điều, cảm giác trước mắt hoa ảnh chợt lóe. Võ Nhu Nhu không phải âm hiểm loại thường. Cả người lẫn sợi băng cùng nhau vồ lên, tư thế như thiên nữ trên không trung dạo bước. Không ngờ dải băng gần như dung hợp với cơ thể, sự kết hợp này cũng quá là quỷ dị, thân pháp vô cùng khéo léo, ngay cả Diệp Phàm cũng thầm giật mình thán phục khinh thân để túng thuật của cô ta thiệt là cao minh. Hơn nữa, lúc này không khí bên trong dải băng màu trắng không ngờ đa hóa thành cứng rắn như tiểu thiết côn quét qua phía Lý Cường. Lý Cường khẩn trương lùi lại, tuy nhiên, không còn kịp nữa rồi. Bộp một tiếng, ngang hông Lý Cường bị quét ngang qua một nhát. Cậu chàng oe oe chạy một vòng trở về, trong thanh âm hô hào kịch liệt của người nhà họ Võ mới nổi giận, sợi roi trong tay múa tít như màn xiếc ảo thuật, mỗi một roi đánh ra đều mang theo toàn bộ kình khí nhắm về phía Võ Nhu Nhu. Thủ đoạn của Lý Cường càng độc, Võ Nhu Nhu cũng rối loạn thêm một ít. Tuy nhiên, hai sợi băng hắc bạch kia vẫn múa tít trên không. Lý Cường tạm thời cũng công kích không vào.
Chương 2071, hôn cô em một phát. Phá thiên nhất tiên. Lý Cường một tiếng giống to, roi hoa lên phá trường không, két thêm một tiếng sắc nhọn vang lên. Sợi roi giống như đột nhiên lớn lên không ít. Két. Võ Nhu Nhu cũng không chịu kém, một sợi băng màu đen lại bay ra quấn lấy roi Lý Cường khiến roi hắn rời tay bay ra ngoài. Mà sợi băng màu trắng lập tức liền cuốn lấy Lý Cường giật y ngã lăn trên cỏ. Hay lắm, tiểu mão tỷ uy vũ vô song. Người nhà họ Võ vỗ tay như sấm dậy. Còn Võ Nhu Nhu vẻ mặt bình tĩnh ngồi lại trên ghế, ngay cả Lý Cường thảm bại nằm trên cỏ cô cũng chưa coi trọng mà liếc mắt lấy một cái. Tề Thiên khẩn trương chạy tới nâng Lý Cường dậy, phát hiện trên chân y dấu vết cẩu phi băng rất rõ ràng. Hơn nữa, sâu vào đến thịt, tuy nhiên, kỳ quái chính là không ngờ không có máu tươi chảy ra. Tình trạng này e rằng so với trực tiếp đổ máu còn thâm ác hơn nhiều. Đây là một thể loại cách sơn đả ngưu phương mão pháp thương tổn đến gân cốt bên trong. Đến lượt các người xuất chiến. Diệp Phàm trong lòng tương đối buồn bực, thật sự không ngờ tới Lý Cường lại bị một cô nàng tuổi còn thiếu nữ đánh bại. Lúc này trong lòng Diệp Phàm quả là đã có chút sốt ruột. Các người thua trước một trận nhé. Lúc này, Võ Mã Đỉnh kia một tia vui mừng không giấu trụ nổi mà biểu lộ ra ngoài. Chúng tôi thừa nhận, các người xuất chiến tiếp đi. Diệp Phàm hừ một tiếng. Đại Phát, lên đi. Võ Mã Đỉnh ra hiệu cho Giang Đại Phát. Diệp Phàm quả là có chút hối hận, nếu trận đầu Lam Tồn Quân lên thì tốt rồi. Tuy nhiên, phỏng chừng nếu thế đối phương cũng sẽ cho Giang Đại Phát lên. Đúng như dự kiến, Giang Đại Phát và Lam Tồn Quân căn bản là không thể so sánh, một người là thất đẳng một người là lục đẳng. Chỉ cần một chiêu, tiểu Lam Tử đã thoải mái sút Giang Đại Phát văng xuống bãi cỏ thành một cái hố to chổng mông lên trời như chim nhạn rơi xuống bãi cát. Đánh không đã gì cả, mất cả hứng. Lam Tồn Quân phủi phủi tay hừ nói. Trận thứ ba lại là Diệp Phàm bên này xuất chiến, quả nhiên đúng vậy. Vương Nhân Bàng chiến với Võ Ba Đế, hai người vừa độc đấu một hồi, kết quả tự nhiên là không thể khác trước. Vẫn là ngang tay, hơn nữa, hai người lần này ra tay rất độc, thể lực về cơ bản đã tiêu hao nhiều như nhau, hơn nữa, trên người thương thế cũng nhiều lên. Khả năng tái chiến là không có. Đến lượt chúng tôi, bên các người xuất chiến chứ. Diệp Phàm hai tay liền ôm quyền, liếc nhìn Võ Mã Đỉnh. Bên ta ra Võ Nhu Nhu. Lúc này, Võ Mã Đỉnh ra người thật sự là khiến đám Diệp Phàm cảm thấy nghi hoặc, Võ Nhu Nhu rõ ràng phải thua, vậy sao lại còn dùng cô? Võ gia làm như vậy là vì cái gì? Cười đến cuối cùng mới là anh hùng, phỏng chừng bọn họ là muốn tiêu hao hết tất cả khí lực của bọn hắn rồi mới cho người dự bị chiến lược kia ra dọn dẹp. Bởi vì, bên này hắn vẫn chưa tham chiến, đồng chí Lam còn có thể tái chiến. Vương Nhân Bàng thì phỏng chừng là không được, mà Lý Cường đã bị đánh bại, mất đi tư cách tái đấu. Bọn họ tính kế thật chu toàn. Diệp Phàm hừ nói. Hẳn là như thế, chẳng lẽ là chỉ để chuẩn bị cho người giấu mặt kia? Người này không thể đánh lâu, cho nên đầu tiên là muốn tiêu hao hết thể lực của chúng ta. Lam Tồn Quân nói. Có khả năng. Diệp Phàm gật gật đầu, ra hiệu cho Lam Tồn Quân. Chú lên đi. Tôi cảm thấy cậu lên là hoàn hảo, anh Diệp thử nói xem Võ Nhu Nhu kia là bản lĩnh ở mức nào. Lúc này, Vương Nhân Bàng liếc nhìn Võ Nhu Nhu một cái, nói. Khoảng tầm lục đẳng. Diệp Phàm đáp. Vậy không phải là xong luôn rồi sao? Một tiểu lục đẳng rơi vào tay cậu thì mấy chiêu liền giải quyết xong. Cứ như vậy, chúng ta bên này còn có Tồn Quân có thể tái chiến. Ít nhất cũng phải giữ lại một ít nhân số mới được. Bằng không, đến cuối cùng liền chỉ còn lại một tư lệnh trưởng như anh. Có mệt cũng phải kéo theo bọn họ cho vui có phải không nào? Vương Nhân Bàng còn có ý tưởng khác. Ừ, chú nói có lý. Diệp Phàm gật gật cho là đúng, đoạn bảo Võ Mã Đỉnh. Ván này tôi lên. Ưng nhãn của Diệp Phàm bỗng phát hiện, Võ Mã Đỉnh thật sự ngây người trong giây lát, sau đó có chút quái dị gật gật đầu. Phỏng chừng cũng hiểu được chút kỳ lạ bên trong, theo lý mà nói thì Diệp Phàm là con át chủ bài, Võ Nhu Nhu rõ ràng bản lĩnh không phải cao nhất trong bọn, thế nào lại là vị trẻ tuổi họ Diệp này lên sân khấu. Võ Nhu Nhu vẫn là rất tự nhiên tiến tới giữa sân. Lý Cường, xem anh xả giận cho chú đây. Diệp Phàm liếc nhìn Lý Cường một cái, thản nhiên cười nói. Cảm ơn. Lý Cường thốt ra hai tiếng. Có bản lĩnh gỡ gạc lại thể diện không đấy? Lúc này,
Võ Nhu Nhu quả thật đã có chút không vui, nhưng vẫn thản nhiên hừ một tiếng liếc qua phía Diệp Phàm. Bọn họ quả là chịu không nổi Diệp Phàm, cái loại khoe khoang như thể ta đây tự tin lắm lắm. Hơn nữa, Võ Nhu Nhu tự nhận là chính mình cũng không tệ lắm. Mà Diệp Phàm mới có bao năm, Võ Nhu Nhu không tin hắn so với mình còn tài hơn. Võ Nhu Nhu phải không, xem tên cô thế này hẳn là lấy từ trong câu nhu tình như thủy, tôi nói có đúng không vậy? Diệp Phàm nét mặt đột nhiên nghiêm nghị lên tiếng. Nhu tình như thủy, phải xem là đối với ai đã. Hơn nữa, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, bản cô nương có thể nhu tình như thủy với ngươi. Võ Nhu Nhu trên mặt hiện lên một tia phẫn nộ, khinh thường liếc nhìn Diệp Phàm một cái, hừ nói. Chó có giữ đến đâu thì vẫn là chó chứ không thành hùm thành sói được đâu. Nói hay lắm, hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là cẩu vương bá khí, tôi ra tay đây. Diệp Phàm nói xong dựng thẳng người lên, đột nhiên tại chỗ bật lên cao ba thước. Trên không trung xoay người một vòng, sau đó bổ xuống như sơn ưng vồ thỏ núi đánh về phía Võ Nhu Nhu. Võ Nhu Nhu cũng không chậm chạp gì, hai giải băng một đen một trắng như hai con rắn quấn qua phía Diệp Phàm. Tuy nhiên, Diệp Phàm tuyệt không phải là Lý Cường. Hai tay hoa lên không trung túm ngay được đầu kia của hai giải băng, Diệp Phàm dụng một phần khí lực hất tung giải băng lên. Võ Nhu Nhu vội càng muốn ổn định đầu tuyến. Tuy nhiên, cô hôm nay gặp phải cửu đẳng nhị nguyên như Diệp Phàm thì quả là xui xẻo rồi. Võ Nhu Nhu hai chân cứ việc liều mạng dùng toàn lực, nhưng vẫn bị Diệp Phàm thoải mái kéo lại gần. Võ Nhu Nhu toàn bộ thân thể đang ở thế trung bình tấn bị Diệp Phàm lôi tuột sang phía hắn. A! Võ Nhu Nhu trong lúc vô ý hô lên một tiếng, nhẹ buông tay muốn thoát khỏi giải băng. Tuy nhiên, Diệp Phàm không hổ là Diệp Phàm. Hắn vừa lôi vừa kéo, khiến giải băng như con rắn dài lập tức cuốn chặt lấy Võ Nhu Nhu đến vài vòng. Diệp Phàm lại rút tay về một cái, Võ Nhu Nhu như chú chim to bướng bỉnh rất không cam lòng, rất phẫn nộ khi bị Diệp Phàm ôm gọn vào trong lòng. Diệp Phàm có vẻ rất tự nhiên, phóng khoáng thoải mái, duỗi một bàn tay ôm ghì lấy Võ Nhu Nhu. Cố ý làm bộ không kịp chỉnh lại tư thế mà cúi đầu về phía trước mà nhìn, không ngờ lại lướt qua môi hương má phấn của cô nàng, tiện thể áp nhẹ vào khóe miệng nhỏ nhắn xinh xinh kia chốc lát. Ngại quá, không khống chế được. Sau khi đáp đất, Diệp Phàm ôm Võ Nhu Nhu hơi có vẻ muốn xin lỗi. Lưu manh khốn khiếp. Võ Nhu Nhu giơ song trưởng lên định liều mạng với Diệp Phàm, nhưng người hôm nay cô gặp gỡ là Diệp Phàm chứ không phải ai khác. Mà giờ phút này toàn bộ người nhà họ Võ như chợt tỉnh mộng mới bắt đầu kêu to. Đập thằng kia đến tàn phế đi anh em, mẹ kiếp lên hội đồng cả thể đi nào. Sao đây các thím, muốn chơi hội đồng hử? Diệp Phàm dụng hóa âm mê thuật giống lên một tiếng, người nhà họ Võ lập tức sửng sốt, toàn bộ đứng sững lại. Tuy nhiên, trong nháy mắt lại tiếp tục dấn bước về phía Diệp Phàm. Tất cả lui về. Võ Mã Đỉnh đứng lên uy nghiêm hô một tiếng. Đại đương gia, hắn là tên khốn kiếp, chúng ta không thể buông tha cho hắn. Giang Đại Phát nhân cơ hội này hô lớn. Đúng đúng đúng, dám khinh nhờn công chúa Võ gia, lão tổ tông đã có nói, phải dùng gia pháp nhà ta xử trí. Một lão già trong đám người nhà họ Võ la lớn. Buộc đá ném sông, ngũ mã phanh thây, tế thần ưng. Có mấy tên người nhà họ Võ khác hô lên các nhục hình gia pháp. Buộc đá ném sông chính là đem buộc tảng đá lớn mấy trăm cân lên người rồi đem thả xuống đầm sâu vĩnh viễn không được siêu sinh, còn ngũ mã phanh thây ở đây cũng không phải dùng 5 con ngựa kéo đem thân thể rõ ràng xé ra. Mà là dùng tảng ngao, loại ngao này có kích thước rất lớn. Chúng mà cùng nhau vồ tới, phỏng chừng chưa đến nửa giờ là có thể gặm hết thịt trống trơn chỉ còn lại 3 cái xương cốt. Còn tế thần ưng thật ra chính là đem người cột sống vào một cái giá hình chữ thập để chim ưng lao xuống rỉa hết cả rồi lại đến xương mới thôi. Những nhục hình thống khổ này tuyệt đối là sống không bằng chết, lũ chim ưng hôm nay đến mổ vài miếng, mai lại đến nhấm nháp thêm vài miếng, mới nghĩ đến thôi mà cũng đủ làm cho người ta sợ run lên rồi. Nhất thời, đám người này đang bị kích động, Diệp Phàm bên này cũng dành hết tinh thần để phòng người nhà họ Võ cùng xông lên làm khó dễ. Ngay cả Vương Nhân Bàng cũng đứng thẳng dậy cầm lấy nhuyễn đao nhìn ra phía đối diện tỏ ra không ngán thằng nào. Võ công không bằng người thì lại muốn chơi trò hội đồng, người nhà họ Võ chẳng lẽ từ bỏ cả chút thể diện rồi sao? Vương Nhân Bàng chửi giống lên một tiếng. Không có việc gì, chỉ cần bọn họ có bản lĩnh, muốn ra tay thì cứ việc nhằm vào tôi là được. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là các người phải đánh bại Diệp Phàm này rồi hẵng nói.
Bằng không, hết thảy đều là nói suông. Diệp Phàm tôi hôn công chúa võ ra các người thì sao chứ? Các người nếu còn làm ầm ĩ thêm, tôi lại làm vài lần nữa cho các người nhìn cho đã mắt vậy. Diệp Phàm rằng lấy võ nhu nhu giãy giụa trong lòng mình, giọng nói lạnh như băng. Ánh mắt sắc bén như ưng, đáng sợ không kém sói. Vậy thì ngươi đừng hòng ra khỏi võ gia trại. Lúc này, võ ba đế đứng lên, nhìn chằm chằm Diệp Phàm hung tợn đe dọa. Không thành vấn đề, vẫn là một câu nói kia, chỉ cần các người có thể lưu tôi lại, bằng không, võ gia trại các người cũng ngồi đó mà chịu cảnh máu chảy thành sông. Diệp Phàm lạnh lùng hừ một tiếng, như một pho tượng dạng háng đứng hiên ngang trên bãi cỏ võ gia trại. Lúc này, Diệp Phàm thật ra đã buông võ nhu nhu. Anh bạn trẻ, cậu sẽ phải trả giá cho sự việc ngày hôm nay. Lúc này, võ Mã Đỉnh đứng lên tiến ra bãi đấu. Trả giá sao, vậy phải xem võ gia đại trại chủ có bản lĩnh này không đã. Diệp Phàm không chút nhân nhượng, lạnh như băng chờ đợi. Xem chiêu. Võ Mã Đỉnh giận dữ giống lên một tiếng, một quyền đột nhiên bùng nổ chém thẳng lên phía trên ngực Diệp Phàm. Tới hay lắm. Diệp Phàm thản nhiên hừ nhẹ, cũng là hoa quyền đánh qua. Quỳnh. Một tiếng vang lên mạnh mẽ, Diệp Phàm thấy và Võ Mã Đỉnh đều phải lui lại đến ba bước loạng choạng mới đứng vững được thân mình. Tuy nhiên, Diệp Phàm về phần mình lại cố ý lui thêm bước rưỡi nữa. Đại trại chủ uy phong. Người nhà họ Võ hưng phấn kêu lên, nhưng thật ra Võ gia công chúa Võ Nhu Nhu khuôn mặt lại hơi phát sốt, liếc nhìn Diệp Phàm một cái. Cũng là kinh hãi đôi chút khi thấy người thanh niên này có thể bất phân thắng bại với ông bác cả. Cười đến cuối cùng mới là anh hùng. Lam Tồn Quân hắng giọng hô lên một tiếng. Thật ra, vừa rồi Diệp Phàm mưu lợi, cố ý yếu thế, đương nhiên chính là đang đóng giả heo thịt hổ, giả chết bắt quả. Lui về phía sau hơn đối phương bước dưới cũng là do hắn cố ý làm thế, hơn nữa, Diệp Phàm cũng chỉ dùng non ba phần khí lực. Tuy vậy, Võ Mã Đỉnh cũng chỉ dùng có vài phần. Trong lòng Diệp Phàm cũng thiếu tự tin. Khi kình khí chưa triển khai toàn bộ thì Diệp Phàm mặc dù có ưng nhãn lẫn khí ba thuật cũng dò xét không ra bản lĩnh đích thực của Võ Mã Đỉnh ra sao. Võ Mã Đỉnh bị khí thế cuốn hút, luân chuyển thân mình ba vòng liên tiếp trên mặt đất, tác động lên không khí quanh mình hình thành một tràng khí lực quỷ dị, trong vòng bán kính 10 thước mọi người vẫn có thể cảm giác được uy lực của trưởng phong. Trong đó một bên chuyển qua càn quét về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm nhảy lên vài cái, có vẻ bối rối. Đám người võ gia được thể kêu gào càng tợn, tiếng la hét vang lên như sấm. Chương 2072, Võ Tiên Phong. Tuy nhiên, trong nháy mắt Diệp Phàm liền tung một cước rất độc đá vào mông Võ Mã Đỉnh. Lão ta cuống quyết định tránh nhưng không kịp, chúng cước không đứng vững mà vồ về phía trước, thiếu chút nữa là giống thế con chó gặm bùn. Ha ha ha, chơi trò chó ăn xê. Phỏng. Tề Thiên cũng là mặc kệ thuật ngữ chẳng văn minh. Ăn miếng trả miếng mà vỗ tay cười hớn hở. Để ông đây bập cho mày răng rơi đầy đất. Võ Mã Đỉnh tức giận, quay người lại đứng vững được hai chân. Tay duỗi ra, hô. Mau đem Thanh Long Yển Nguyệt đao của ta ra đây. Hai đệ tử lập tức chạy đi, không lâu sau, bốn tên đệ tử cùng khiêng lên một thanh đại đao dài có cán. Tương truyền, Thanh Long Yển Nguyệt đao, là binh khí do Quan Vũ sử dụng. Trong truyện có miêu tả Thanh Long Yển Nguyệt đao nặng 82 cân, một cân ước bằng nửa cây di, lại sắc lạnh như lưỡi cưa. Quan Vũ dùng đao này chém chết không ít võ tướng, cho nên hậu thế cũng xưng Thanh Long Yển Nguyệt đao là quan đao. Sau khi Quan Vũ bị giết, Thanh Long Yển Nguyệt đao bị tướng lãnh Đông Ngô là Phan Trương cướp đi, sau lại có con Quan Vũ là Quan Hưng giết Phan Trương báo thù cho cha, đoạt lại Thanh Long Yển Nguyệt đao. Bởi vậy, Quan Vũ và Thanh Long Yển Nguyệt đao được coi là tượng trưng cho nhau. Trong truyền thuyết, thiên hạ đệ nhất thợ rèn chỉ chọn những đêm trăng tròn để tạo ra Thanh Long Yển Nguyệt đao. Khi sắp thành công, bất chợt gió mây nổi lên, từ trên trời nhỏ xuống 1780 giọt máu tươi. Thuật sĩ nơi đó phân tích, cho đó là Thanh Long huyết. Cho nên, mới có cái tên là Thanh Long Yển Nguyệt đao. Còn thanh đao này của Võ Mã Đỉnh, khẳng định là, hàng nhái, chính phẩm phỏng chừng đã sớm rỉ nát mất rồi. Tuy nhiên, coi hai đệ tử phải dùng đến bốn tay mới nâng nổi cũng đủ thấy bản hàng nhái của Thanh Long Yển Nguyệt đao này so với chính phẩm còn nặng hơn. Diệp Phàm dùng ưng nhãn ước lượng phỏng chừng đao này không dưới 130 cân. Không khỏi thận trọng hẳn lên, 130 cân sức nặng mà đập lên người thường thì muốn gỡ ra cũng có chút phiền phức.
kia chẳng phải cho thấy là võ mã đỉnh khí lực lớn đến kinh người sao? Có mấy người có thể cầm binh khí nặng tận 130 cân mà giết nổi địch? Tuy nhiên, chút đồ vật này nọ đương nhiên cũng không dọa được Diệp Phàm. Đến đây đi anh bạn trẻ, đao này của ông đã lâu chưa được uống máu tươi. Bình thường đều được một loại máu ngao thuần chủng. Hôm nay, lão phu sẽ cho nó nếm thử, chút máu tươi của người luyện võ đến mức cao minh, nó khẳng định là sẽ thích lắm. Võ Mã Đỉnh giơ tay vuốt qua lưỡi đao, hừ một tiếng nói. Ha ha, uống máu chủ nhân, đao đương nhiên là vui sướng rồi. Diệp Phàm bình tĩnh nhét thêm một câu, thiếu chút nữa khiến Võ Mã Đỉnh chết nghẹn. Đao phách hoa sơn. Võ Mã Đỉnh tức giận, một đao từ không trung chém thẳng xuống. Cán đao dài khoảng một thước rưỡi. Hơn nữa sống đao rất dày, một đao đánh xuống, dường như không khí đều đột nhiên bị chém thành hai nửa. Không khí hai bên phát ra tiếng vù vù. Diệp Phàm cảm giác một luồng sức mạnh mang đầy sát khí lạnh tanh kéo thẳng đến rát mặt, biết là thanh đao ép một phần không khí xuống dưới. Lấy nhu khắc cương, Diệp Phàm nghĩ thầm trong lòng. Thủ đoạn vừa động, keng một tiếng. Hàng nhái huyết trích tử từ trên cổ tay văng ra. Sợi xích nhỏ như dây câu đánh mấy vòng trên không trung rồi lập tức cuốn lấy phần chuôi của thanh long đao. Diệp Phàm dụng lực hất mạnh, tuy nhiên, đao đang ở trong tay Võ Mã Đỉnh. Lão ta vốn đang muốn xông lên chém nhầu, nhưng lại gặp phải luồng kình phong mạnh mẽ truyền đến từ thứ vũ khí như vòng trang sức trên tay Diệp Phàm, thế đao nhất thời đắn đo không giữ chắc suýt bay ra ngoài. Lão ta kinh hãi, khẩn trương khống chế thế đao đang chém về trước mà cố giật lại. Cứ như vậy, Võ Mã Đỉnh cố giật lại thanh đao về phía mình. Mà sợi xích của Diệp Phàm cứ như là đứa trẻ bướng bỉnh không nghe lời lão ta, bộ dạng hai bên vô cùng quái dị. Tuy nhiên, các đồng chí đang xem cuộc chiến cũng không ai dám hé răng. Bởi vì, trên trán hai người cai đều toát cả mồ hôi. Lúc này đây, chính là đọ về thời gian duy trì lực khí. Thật ra, Diệp Phàm mới dùng đến 4 phần lực khí. Không lâu sau, Diệp Phàm thêm vào đến 5 phần khí lực, phát hiện Võ Mã Đỉnh trên trán mồ hôi túa ra như hạt đậu, từng giọt mồ hôi trong suốt mang theo vị mặn mòi to cỡ hạt đậu nhỏ tong tong xuống mặt lão. Lão già này, hóa ra ngươi còn chưa tới cửu đẳng, nhiều nhất cũng chỉ là tầm bát đẳng thôi. Diệp Phàm trong lòng vui vẻ, lập tức hiểu ra. Đột nhiên, Diệp Phàm đem khí lực nâng lên đến 8 phần. Luồng khí lực này như bùng nổ mà dâng cao nhanh chóng. Võ Mã Đỉnh cảm giác như đối phương đột nhiên bạo phát khí lực, thanh long đao vù vù một tiếng sắp rời tay mà đi. Lão già này thấy quá mất mặt bèn dồn hết khí lực liều mình đoạt thanh long đao trở về. Bố phải ăn nguyên con mới thỏa, Diệp Phàm trong lòng cười độc một tiếng. Đột nhiên rút hết khí lực, cả người mang theo vòng trang sức kia lao thẳng tới. Bởi vì Võ Mã Đỉnh dùng quá nhiều khí lực, hơn nữa Diệp Phàm lại cố ý vồ lên phía trước. Đôi luồng kình khí hợp lực, Diệp Phàm như mũi tên trong chớp mắt đã bay ra trước mặt Võ Mã Đỉnh. Hắn tung ra một bàn tay trên không trung như con chim to chụp mồi, trong quá trình đó còn chuẩn xác chém ra một quyền trúng mặt Võ Mã Đỉnh, hình như là ngay mũi. A! À, Võ Mã Đỉnh hét thảm một tiếng, đầu đột nhiên vặn ngược như con chuồn chuồn, có vẻ như đã bị chặt đứt. Đương nhiên không phải, đó là bởi vì bị một quyền vừa thô vừa cứng của Diệp Phàm đánh cho như vậy. Lập tức, một thứ hỗn hợp của máu tươi, nước mắt nước mũi vân vân phun tới. Mà Diệp Phàm cũng không buông tay, vòng trang sức mang theo bỗng xoay tròn rất nhanh. Lập tức đã vòng quanh Võ Mã Đỉnh một vòng, ra sức xé một phát, Võ Mã Đỉnh như quả cầu bằng thịt bay vọt lên không trung. Lão gia này muốn phóng cây đại đao, tuy nhiên, vô dụng, bởi vì sợi xích làm bằng hợp kim đã trói chặt hắn lại. Diệp Phàm thuận tay từ trên không trung quay một vòng, Võ Mã Đỉnh cũng rất nghe lời mà dạo qua một vòng y chang. Ngay khi Diệp Phàm đang cười khẩy muốn đem đồng chí Võ làm quả bóng cao su mà liệng vào vách núi thì chuyện quỷ dị đã xảy ra. Võ Mã Đỉnh đột nhiên cũng liều mình bắt lấy sợi xích hợp kim mà vồ về phía trước, trong nháy mắt cũng tới được trước chỗ Diệp Phàm. Lão ta vứt bỏ thanh long đao, hai tay như kìm sắt kẹp lấy eo lưng Diệp Phàm. Những người đang xem cuộc toàn bộ sợ đến gây người, bởi vì, tháp sắt đại hán Võ Mã Đỉnh đang dùng cả hai tay ôm lấy bạch diện thư sinh Diệp Phàm. Lên! Như nhổ rễ cây, Võ Mã Đỉnh hai tay ra sức nhấc Diệp Phàm lên. Diệp Phàm không ngờ đã bị lão già này nâng qua đỉnh đầu. Lão già này quyết phải báo cái thù lúc nãy, mặt hắn đỏ lên, liệng Diệp Phàm như liệng hòn đá xù xì về phía vách đá. Lão già này,
tưởng bố sẽ để ngươi làm vậy sao? Diệp Phàm cười khan một tiếng, theo chiều quán tính bay tới vách đá trước, vốn bị Võ Mã Đỉnh ném theo chiều đầu trước chân sau. Tuy nhiên, Diệp Phàm trên không trung xoay người quỷ dị thoát cái đã biến thành đầu sau chân trước. Đôi chân đạp lên vách núi vài bước để thoát khỏi lực quán tính. Kế đó, Diệp Phàm treo ngược chân vào trên vách núi. Sợi xích hợp kim trong tay kéo lại, Diệp Phàm trở tay từ không trung hướng về phía mặt đất. Mà cũng do tác dụng của quán tính, Võ Mã Đỉnh cũng là bị xích hợp kim kéo ngược đập về phía vách đá thay cho Diệp Phàm. Lần này Diệp Phàm sẽ không cho lão già này cơ hội dở trò nữa, dùng cả chín thành kinh lực. Cú đập này Võ Mã Đỉnh tuyệt đối giống viên đạn pháo, phỏng chừng bắn lên trên vách đá sẽ lập tức nở hoa. Tuy nhiên, Diệp Phàm tin rằng lão già này sẽ không thê thảm thế. Bởi vì, Diệp Phàm hành động này chính là muốn nhử cao thủ giấu mặt của Võ Gia Gia. Mắt thấy Võ Mã Đỉnh sẽ bị nện đến nát bét trên vách đá, nếu quả thật bị đập vô chỗ đó phỏng chừng dù là da mặt dày đến đâu cũng chịu không nổi. Anh bạn trẻ, người không lấy nổi tánh mạng người nhà họ Võ đâu. Trong tòa cổ tháp trên núi đá đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh rất hùng hậu. Trong nháy mắt, một tảng đá gào thét, ầm ầm một tiếng đi ra trước mắt. Diệp Phàm còn chưa có phản ứng kịp, đồ vật hình tảng đá kỳ quái kia đã đụng đứt sợi xích hợp kim. Lập tức liền đem Võ Mã Đỉnh vốn đã sắp đâm sầm vô đó mà mang theo rất nhẹ nhàng. Diệp Phàm hoảng hốt phát hiện, chính mình đã trải nghiệm qua trăm ngàn thứ thí nghiệm đặc chế của nhóm chuyên gia tổ khoa học năng lượng, sợi xích hợp kim có thể chịu đựng mấy vạn cân không ngờ lại bị một tảng đá chặt đứt. Quả chuông trên đầu sợi huyết trích tử kia keng một tiếng bay về phía trên núi. Đương nhiên, trong quá trình tỷ đấu tốc độ cao giữa hai cao thủ thì việc này là rất bình thường. Trả lại cho ngươi. Thanh âm kia lại vang lên, sợi huyết trích tử hàng nhái mà thật ra là cái chuông gắn vô sợi xích hợp kim bay ra. Xích hợp kim vốn có tác dụng mượn lực còn cái chuông khi tiếp cận mục tiêu sẽ đột nhiên mở ra mấy cánh hoa sen xoay tròn chộp tới trên đầu. Nếu trúng mục tiêu thì Diệp Phàm lại kéo mạnh sợi xích, vậy là đầu người liền bay đi. Đây là chỗ âm hiểm của huyết trích tử. Đương thời ung chính là cao thủ dùng huyết trích tử một chảo đã bắt chuẩn mục tiêu, thường thường cứ một chảo bay ra là một đầu người rụng xuống. Lúc đó có rất nhiều cao thủ không hợp với ung chính đều đã trở thành quỷ không đầu. Huyết trích tử cũng góp phần thúc đẩy sự nghiệp to lớn của ung chính. Tuy nhiên, gặp phải người có công lực cao cường hơn thì rất khó ra tay. Diệp Phàm vừa thấy đầu chuông bị người nọ ném miếng đá đụng phải chặt đứt một chút không ngờ lại chạy về phía mình. Liền khẩn trương thi triển phí ra hổ ưng chi công nhanh nhẹn muốn thoát thân. Tuy nhiên, đầu chuông của huyết trích tử giống như được lắp một đôi mắt điện tử theo dấu của tên lửa đạn đạo, đã đuổi theo sát gót. Hơn nữa, tốc độ so với hắn thi triển phí ra hổ ưng chi công còn mau lẹ hơn nhiều. Diệp Phàm mồ hôi túa ra, biết người trên núi bản lĩnh rất cao. Nếu thực để bắt kịp mà giật lại một phát thì ắt không khỏi bị lột mất một tầng da. Một người một chuông cứ như vậy đuổi bắt nhau trên vách núi đá, mặt cỏ. Để khống chế đầu chuông, người trên núi thỉnh thoảng lại bắn ra một viên đạn đá va chạm với chuông khiến nó theo đuôi Diệp Phàm. Chạy qua chạy lại vài hiệp, Diệp Phàm bất giác cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi. Bởi vì, đều là lấy tốc độ trăm mét tiến lên mà chạy, rất phí sức. Mà người trên núi không ngừng dùng đạn đá bắn vào cái chuông, Diệp Phàm âm thầm kêu khổ. Chẳng lẽ bố sẽ bị chính binh khí của mình đã thương, Diệp Phàm trong lòng có chút ai oán. Đương nhiên, việc người trên núi căn chuẩn lực đạo được như thế cũng khiến Diệp Phàm âm thầm khâm phục. Việc này đành cứ đến đâu hay đấy. Nhưng nói thì dễ mà làm thì rất khó. Cái chuông kia không có sợi dây gắn kết mà muốn khống chế nó toàn bộ dựa vào những viên đạn đá này. Chuông bị đạn đá va chạm với tốc độ tuyệt đối mau lẹ, mà muốn đánh ra viên đạn đá tiếp theo thì khó khăn liền trở nên lớn hơn. Hơn nữa, người đó còn khiển chuông đuổi theo Diệp Phàm, khó khăn liền gấp bội. Một loạt thủ pháp vừa rồi, người nọ bản lĩnh thế nào, Diệp Phàm quả thực không dám tưởng tượng rốt cuộc cấp độ đến đâu. Đó là một mối đe dọa làm người ta sợ run. Hơn nữa, người nọ nếu muốn đả thương hắn thật thì hoàn toàn có thể trực tiếp dùng đạn đá công kích. Chương 2073, khí trùm trời đất. Tuy nhiên, giờ phút này Diệp Phàm cũng không quản được nhiều chuyện như vậy. Bởi vì có chạy tiếp phỏng chừng cũng là bị thương, hắn cắn răng một cái, chạy qua phía Võ Mã Đỉnh. Người nọ giống như đoán được tâm tư của hắn, phỏng chừng hiểu được Diệp Phàm muốn dùng Võ Mã Đỉnh làm lá chắn sống. Cho nên,
khi Diệp Phàm chưa tiếp cận được Võ Mã Đỉnh thì quả chuông kia đã bị đạn đá bắn ra dành tới trước Võ Mã Đỉnh rồi. Nếu Diệp Phàm dám xông qua, thì phải dùng thân thể hắn phá thông quả chuông trước đã. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không làm việc ngu ngốc như thế, hắn cố ý tăng tốc lao về phía Võ Mã Đỉnh, nhưng khi gần chạm đến quả chuông thì đột nhiên mạnh mẽ khẩn trương xoay người ngầm đoạt lấy Thanh Long Yển Nguyệt đao về trong tay. Sau đó, Diệp Phàm kêu to một tiếng, giơ Thanh Long Yển Nguyệt đao lên dùng toàn bộ kinh lực mà bổ xuống quả chuông vốn dĩ là của hắn. Đao của ta! Võ Mã Đỉnh kêu thảm thiết một tiếng. Một tiếng giòn vang vang lên. Quả chuông bị Thanh Long Yển Nguyệt đao ra sức bổ xuống rốt cục bạo khai, mở ra mấy cánh hoa hoa sen nắm sang đầu Diệp Phàm. Tuy nhiên, hắn cũng sẽ không để nó thực hiện được. Lại là một đao nữa đi xuống, chát một tiếng nữa vang lên. Lưỡng bại câu thương. Mấy cánh hoa sen bị Thanh Long Yển Nguyệt đao đập cho bẹp dí, chuông cũng bị đập cho méo mó hết cả, đương nhiên là đã thành đồ bỏ. Diệp Phàm cũng không kịp đau lòng xót sợi huyết trích tử. Mà Thanh Long Yển Nguyệt đao cũng không hề được ưu đãi, bởi vì huyết trích tử cũng là vật thể có độ cứng rất cao, do hợp kim chắc chắn nhất chế thành. Tự nhiên, lưỡi đao cũng quăn lên kha khá. Lực đạo Diệp Phàm vừa rồi ra sức bổ xuống không dưới 2-3 ngàn cân, dù là gì thì cũng không chống lại được cú va chạm mạnh mẽ như thế. Cũng còn chút thủ đoạn nhỏ cơ đấy. Trong tháp đá cổ truyền đến một tiếng hừ khẽ thản nhiên. Sau đó một thân ảnh như bóng cự điểu trực tiếp bay xuống từ tầng tháp thứ 6-7 gì đó, tiếp lực vài lần lướt qua khoảng cách 100 mét trực tiếp dừng ở trước mặt Diệp Phàm. Người này tóc đã bạc hết, chòm râu cũng là màu trắng. Khuôn mặt cũng có vài phần tương tự huynh đệ Võ gia, tuy nhiên, người này thật ra lại không mập không gầy. Mặc một bộ đồ thể thao hiệu Lý chữ, chân đi giày Nike, hơn nữa, hai lỗ tai không ngờ cũng đeo hai chiếc khuyên to bằng nắm tay. Nhìn qua có chút quái dị. Con người thì cổ đại mà lại mang quần áo của người hiện đại. Là Võ Tiên Phong tiền bối đó chăng? Diệp Phàm ôm quyền hỏi. Ha ha ha, Tiên Phong, ngươi còn nhớ rõ tên của ta, quả không tồi. Võ Tiên Phong liếc nhìn mấy người Diệp Phàm một cái, đột nhiên mặt nghiêm, nói. Mấy tên các người cùng lên đi, không phải đánh cuộc với nhau sao? Ta thêm cho các người cái điều kiện nữa, nếu các người thắng. Toàn bộ gia sản nhà họ Võ hay cái mạng già này ta đều giao cho các người. Tiền bối, việc này, chúng tôi đều là hậu bối, với người. Diệp Phàm sắc mặt có chút khó chịu nổi, không thể tưởng tượng được lão già này không ngờ lại không để ý đến thể diện mà lại muốn đích thân động thủ, đánh cuộc lần này đúng là chơi lớn rồi đây. Chúng ta lưu lại suất tỷ đấu này chính là để dành chỗ cho cha ta, thế nào nữa đây, họ Diệp, muốn đổi ý phải không? Lúc này, Võ Mã Đỉnh đắc ý ra mặt, hô một câu, lập tức, đám huynh đệ nhà họ Võ đều đằng hắng lên tiếng. Chiến! Diệp Phàm đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc, hai nắm tay siết chặt kêu răng rắc. Có chết cũng không chịu thua. Vương Nhân Bàng đứng lên, nói như gầm rú. Chiến chiến chiến! Lam Tồn Quân cũng hét đến đỏ cả mắt, hiện tại vào lúc này, có không đánh cũng không được. Không đánh thì phỏng chừng cũng không thể ra khỏi Võ gia trại. Công tử! Tôi đến rồi. Lúc này, ngoài cửa một người bước tới, không phải Trần Khiếu Thiên thì còn là ai? Cùng đánh đi. Diệp Phàm một tiếng gầm rú, Vương Nhân Bàng, Lam Tồn Quân, Trần Khiếu Thiên, Lý Cường chia làm bốn hướng Đông Nam Tây Bắc, lấy Diệp Phàm làm trung tâm cùng xông về phía Võ Tiên Phong. Đây là tứ tượng trận pháp Diệp Phàm học từ Phí gia. Tứ tượng trận, khá thú vị đấy. Võ Tiên Phong vuốt vuốt chòm râu làm bộ coi không ra gì. Thản nhiên nhìn lướt qua lại còn lắc lắc đầu. Lão già này giống như cũng không thèm để mắt, cứ tiện tay một cước nâng lên quét ngang về phía Vương Nhân Bàng. Tuy nhiên, Diệp Phàm ở trung tâm tốc độ cũng không chậm, gắng sức hiệp trợ Vương Nhân Bàng, hai người hợp cước đá vào chân Võ Tiên Phong. Binh binh hai tiếng chẳng lấy gì làm khả quan. Hai người vẻ mặt hoảng sợ bị Võ Tiên đá đến rút lui 3 bước lớn, cảm giác dường như đá phải gang thép. Hơn nữa, một cỗ khí lực phản chấn mạnh mẽ truyền đến đơn giản là làm cho người ta khó có thể chịu đựng nổi. Lão già này có tinh thuần nội tức khí thâm hậu thật, Diệp Phàm cũng không thể tưởng tượng được lại nhiều như vậy. Lập tức trở lại vị trí cũ, đoạn lại thấy Võ Tiên Phong thêm một cước về phía Lý Cường. Trong số 5 người, Lý Cường là mắt xích yếu nhất, nếu họ Lý bị đánh ngã thì tứ tượng trận tức khắc bị phá. Cho nên, Lam Tồn Quân cùng Diệp Phàm hợp lực hiệp trợ Lý Cường. Ba cẳng chân cũng cùng một chỗ lấy Diệp Phàm làm trung tâm mà đá về phía Võ Tiên Phong.
Âm thanh chấn động kình bạo kia khiến cự ly xa ngoài 50 mét cũng nghe rõ tiếng rền vang, khiến cho đám người đứng xa cả trăm mét tất cả đều sợ hãi lui lại liên tiếp vài chục bước. Đó là bị kình khí bức ra, căn bản không phải là bọn họ tự lui. Thật ra là kình khí kéo lấy không khí tạo thành tác dụng như dòng khí lưu. Chát! Thêm một tiếng nặng nề vang lên, Diệp Phàm, Lý Cường và Lam Tồn Quân ba người giống y ba cái cung dương sẵn bị võ tiên phong một cước đá ngã chồng kềnh. May mắn là ba người mông chấm đất, nếu mặt chấm đất thì đã lãnh đủ. Tuy nhiên, ba người cũng cảm giác nơi mông rất nóng bỏng, khẳng định là đã đổ máu. Lý Cường bản lĩnh yếu nhất, nên cũng thê thảm nhất, xương đùi rõ ràng đã bị chặt đứt, hắn giãy giụa muốn đứng lên, tuy nhiên, lại không đứng dậy nổi. Tứ tượng trận lập tức thiếu đi một người. Diệp Phàm liền phóng người lên, tuy nhiên chậm mất rồi, Vương Nhân Bàng và Trần Khiếu Thiên dù xong cước hợp nhất cũng bị võ tiên phong một cước đá lăn trên cỏ, lập tức đập ra hai cái hố sâu đến một thước hơn. Bỏ mẹ rồi. Diệp Phàm khàn khàn hét to một tiếng, mắt đỏ vằn máu, thiên âm đầu do cao thủ Việt Nam là Nguyễn Cống Ba tặng cho hắn theo cổ tay bùng nổ bắn ra, trên không trung triển khai trong vòng hơn 10 thước phạm vi đều bị thiên âm đầu che phủ. Có vị gì vậy? Cái túi lưới này, ở đâu ra vậy? Võ tiên phong ánh mắt đột nhiên co rút lại một chút, không cẩn thận không ngờ lại bị thiên âm đầu vây bọc lấy. Mau tới đây thu lại. Diệp Phàm hô to một tiếng, ngoại trừ Lý Cường không gượng dậy được, ba người còn lại gồm Vương Nhân Bàng, Lam Tồn Quân, Trần Khiếu Thiên khẩn trương phi thân lại, hiệp trợ Diệp Phàm ra sức thu lại cáo túi lưới để khống chế lấy võ tiên phong. Lão ta cuộn chăn bị bắt nằm trong cái túi lưới, hơn nữa, trong túi lưới còn có rất nhiều móc câu ngược rất hiểm. Nếu rút lại được ngay, thì chí ít cũng khiến võ tiên phong thọ thương trong túi lưới. Nếu tiến thêm một bước rút lại kích thước nhỏ nhất thì tiêu diệt võ tiên phong cũng có khả năng. Hừ! Nghe được võ tiên phong một tiếng hừ lạnh, Diệp Phàm bốn người đem hết khí lực uống sữa từ bé mà mãnh liệt lôi kéo chiếc túi lưới muốn nhận chặt lại thêm chút nữa. Tuy nhiên, một tiếng động lạ bỗng vang lên. Võ tiên phong cũng không biết lấy đâu ra một đồ vật dạng chiếc ô. Cái túi lưới bị chiếc ô màu đen kia chống đỡ, căn bản là không rút nhỏ lại được nữa. Bốn người chọi một người triển khai thế đánh giằng co. Tuy nhiên, cái túi lưới thì không bộ muốn nhỏ thêm nữa. Thật ra, Diệp Phàm bốn người là không có khí lực nữa rồi. Nếu khi chưa động thủ mà cùng võ tiên phong giao đấu có lẽ còn có non nửa phần thắng, hiện tại thì xác định chắc chắn là sẽ bị đánh bại. Đây là thực lực quyết định hết thảy, so quyền cước mà không có thực lực thì quả vô ích. Mở. Võ tiên phong hừ một tiếng, chiếc ô kia đột nhiên xoay tròn, vừa chuyển đã khiến bốn người bọn Diệp Phàm không giữ nổi cái túi lưới mà để tuột lão ta ra. Hơn nữa, võ tiên phong cũng khả năng là cảm thấy có chút mất mặt. Chiếc ô kia đoạn xoay tròn chuyển qua tấn công luôn bốn người, két thêm vài tiếng, bốn người kia có mặc quần áo chống đạn chắc chắn nhưng đều bị chiếc ô kia xé rách lỗ chỗ. Đám Diệp Phàm bốn người đều cắn răng cố không kêu lên. Bản nhân bị chiếc ô cào cho da thịt rách ra, sâu đến xương cốt. Lập tức, nhiều vết thương khiến cho máu tươi lập tức nhuộm đỏ cả quần áo. Hơn nữa, chỉ có Diệp Phàm còn đứng, ba vị bản lĩnh kém hơn chút toàn bộ đã văng ra hơn 10 thước có hơn. Người duy nhất không tham chiến là Tề Thiên khẩn trương chạy tới giúp bốn người băng bó. Võ Tiên Phong vẫn không để ý tới bốn người đám Vương Nhân Bàng, mà là nhìn chằm chằm Diệp Phàm nói. Hôm nay ngươi không thể chiến thắng. Ngươi sẽ trở thành nô bộc của võ gia trại, võ tiên phong ta muốn bắt ngươi ở trong trại cả đời để quét rác chịu sai vặt của Nhu Nhu mới được. Ông nội, con rất thích một nô bộc như vậy, con muốn bắt hắn mỗi ngày đều phải cọ bồn cầu cho con. Lúc này, võ Nhu Nhu không ngờ cắm thêm một câu, thiếu chút nữa tức chết đám Diệp Phàm. A, à, Diệp Phàm giận dữ, Triều Thiên giống lên một tiếng, Liễu Diệp phi đao như mưa bay hướng về phía võ tiên phong. Thứ vớ vẩn mà cũng ném bừa được sao? Võ tiên phong bình tĩnh vung tay lên, đồ vật hình chiếc ô xoay tròn, toàn bộ thân thể lão ta núp vào trong đó. Mấy tiếng tanh 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 vang lên, Diệp Phàm ném ra hơn 10 miếng phi đao đều bị chiếc ô gạt rơi xuống đất. Không đợi Diệp Phàm ném phi đao lần thứ hai, một thân ảnh lay động tiến đến trước mặt hắn. Diệp Phàm biết rõ có người đến, nhưng, hắn đã không còn bao nhiêu khí lực. Bụng đã trúng ngay một cước của võ tiên phong. Lập tức văng ra xa hơn 30 mét. Không phục có phải không, ta phải giúp cho ngươi chịu phục mới thôi. Võ tiên phong giờ phút này nói chuyện lạnh như băng có thể làm xương cốt người ta run lẩy bẩy. Lại là mấy cước xuống dưới,
căn bản là không để ý đến Diệp Phàm đang thổ huyết. Diệp Phàm như quả bóng cao su bị lão ta đá lăn lông lốc, mồm miệng đầy bùn đất, máu tươi văng ra đầy mặt cỏ. Đại ca, anh mau chạy đi. Lúc này, bỗng nghe Tề Thiên hét thảm một tiếng, Diệp Phàm thấy hắn không muốn sống mà liều mạng đánh về phía Võ Tiên Phong. Mau lui lại, lui ra. Diệp Phàm vừa thấy, khẩn trương bỏ gắng sức xông lên cứu người, tuy nhiên, chậm mất rồi. Tề Thiên bị Võ Tiên Phong một cước giẫm nát dưới chân, tiếng xương sườn gãy nghe rõ mồn một. Bố liều mạng với thằng ghìa nhà mày. Diệp Phàm vừa lao thẳng tới định vật Võ Tiên Phong ra đất. Mẹ nó! Trần Khiếu Phong cũng như điên lao thẳng tới, Vương Nhân Bàng cùng Lam Tồn Quân và cả Lý Cường hợp lực mang Thanh Long Yển Nguyệt đao giờ đã như sắt vụn dìu nhau bổ về phía Võ Tiên Phong. Bởi vì, ba người bị thương khá nặng, đã đi không đặng nữa. Mỗi người một chân họa may mới tấn công được. Chương 2074, Hồng Y lại xuất hiện. Còn có thể đứng, tốt lắm. Vũ Tiên Phong đừng im, đá mấy đá, toàn bộ những người bị y đã bay đi mấy mét. Mày có phục không? Vũ Tiên Phong nhìn Diệp Phàm. Chết cũng không phục. Diệp Phàm gầm lên một tiếng, máu đỏ đột nhiên phun ra như tia lửa đạn. Chạy mau. Trần Khiếu Thiên ở gần Vũ Tiên Phong nhất, đột nhiên hai tay ôm chặt lấy hai chân của Vũ Tiên Phong, hét lớn. Vũ Tiên Phong nhíu mày, bổ mạnh một nhát lên đầu Trần Khiếu Thiên. Trần lão. Mắt Diệp Phàm vằn máu, liếc qua can tương rốt cuộc nhoáng lên một cái đã đến trước mặt Vũ Tiên Phong. Lão già này vừa thấy thế thì mắt trợn to, cố gắng xê dịch trong không trung. Tuy nhiên khi rơi xuống đất vẻ mặt của lão già này khá khó coi. Bởi vì mũi của lão già này không ngờ bị thanh kiếm can tương quyệt qua một cái. Đây là do Diệp Phàm không còn đủ khí lực mới thế. Nếu dùng toàn bộ khí lực thì mũi của lão sẽ bay mất. Đây là lợi hại của thanh kiếm can tương. Cầm lấy. Vũ Tiên Phong lúc này hứng thú, giơ tay lau chóp mũi. Bước một bước lớn về phía Diệp Phàm. Có lẽ muốn chiếm thanh kiếm can tương của Diệp Phàm. Tuy nhiên, lúc này thanh kiếm lại không có chút tiếng động nào quấn lại cổ tay Diệp Phàm. Nhìn qua cũng chỉ là một vòng tay bạc thôi. Diệp Phàm gắng sức để dùng can tương, tuy nhiên nó không có hành động. Diệp Phàm biết, không có nội lực hùng mạnh, thì can tương cũng chỉ là một thanh sắt vụn mà thôi. Nhưng, điều làm Diệp Phàm ngạc nhiên chính là Vũ Tiên Phong cũng không đánh về phía Diệp Phàm. Mà một cước chặt đứt mấy cái xương sườn của Trần Khiếu Thiên. Nếu không đưa lại đây, ha ha, bụng này sẽ nở hoa rồi. Người thanh niên, tôi tin rằng Vũ Tiên Phong tôi giết người quốc gia cũng sẽ không quan tâm, có khi còn phát giấy khen cho lão già này. Vũ Tiên Phong không phải là thâm độc bình thường, không ngờ chờ giết mấy người Diệp Phàm. Lão già này, ông giết tôi thì là thế này. Cả người Diệp Phàm lao thẳng đến, hắn muốn cưới Trần Khiếu Thiên. Còn chơi sao? Vũ Tiên Phong có chút khinh bỉ lắc lắc đầu, phất tay một cái, một cước đá hướng về Diệp Phàm. Nhìn thấy Diệp Phàm vừa muốn thành bóng cao su, đúng lúc này một băng đỏ như cầu vồng từ bên ngoài quấn bay về phía Vũ Mã Phong. Giải băng này tuy chỉ là dây lưng, nhưng Vũ Tiên Phong cũng cảm nhận được một luồng sát khí đáng sợ từ giải băng. Vũ Tiên Phong đương nhiên cũng không trơ mắt nhìn con trai bị tổn thương. Lập tức lao người, gạt giải băng kia ra. Ai đó, mời hiện thân. Vũ Tiên Phong nhìn ra chỗ giải băng. Hừ. Cùng với tiếng hừ lạnh, một người mặc bộ đồ màu đỏ, mặt cũng đeo một tấm van màu đỏ, chân cũng là đôi giày đỏ nhẹ nhàng đáp xuống. Cô dùng giải băng quấn trên nhánh cây, treo người giữa không trung, cùng với giải băng màu đỏ giống như tiên như dáng trần đánh thẳng về phía Vũ Tiên Phong. Cô cuối cùng cũng đến đây. Diệp Phàm thầm kinh ngạc, cô đã xuất hiện 3 lần, Diệp Phàm dùng đôi mắt ưng. Nhưng vẫn không nhìn rõ dung mạo của cô. Hồng Y và Vũ Tiên Phong đấu võ với nhau. Cái ô của Vũ Tiên Phong không ngờ lớn dần lên. Có lẽ chiếc ô này cũng lớn lên cùng với nội lực. Diệp Phàm thay đổi suy nghĩ, nhanh chóng nuốt vào một viên thuốc lôi âm cửu long hoàn được điều chế từ nấm mũ gấu. Viên thuốc này vốn định giao cho tổ đặc nhiệm A để hỗ trợ họ đột phát cao thủ tứ đẳng, hoàn thành 3 nhiệm vụ của rơ mình. Không thể tưởng tượng được lúc này cơ thể không thể chống đỡ Diệp Phàm cũng không thể cố được nữa, phải nuốt xuống. Không lâu sau, thuốc bắt đầu có tác dụng, cả người Diệp Phàm vẫn thế. Bởi vì người luyện võ khi đã đột phá đến mức độ cao thuốc này dường như không có tác dụng. Cô gái Hồng Y rõ ràng bản lĩnh không bằng Vũ Tiên Phong. Chỉ có thể cơ thể linh hoạt để tiêu phí nhiều khí lực,
công kích đến Vũ Tiên Phong. Đúng lúc này giải băng bị Vũ Tiên Phong vươn cán ô ôm lấy. Dám chơi trò thân bí trước mặt ông đây sao? Tôi muốn xem cô là ai? Vũ Tiên Phong hừ một tiếng, dùng sức xoay tròn của ô, giải băng giống như bị cuôn lấy dù Hồng Y muốn giữ chắc thân mình. Nhưng lực của Vũ Tiên Phong quá mạnh, Hồng Y nắm chặt giải băng, giống như trượt băng lao về phía Vũ Tiên Phong. Nhưng tốc độ rất chậm chạp, Vũ Tiên Phong cũng phải cố hết sức đều lôi kéo. Lão thất phu, ăn phi đao của tôi. Diệp Phàm vừa thấy không được, vội vang đem phi đép ra, sau khi uống lôi âm cửu long hoàn xong tốc độ cũng khá lớn. Để tránh phi đao, Vũ Tiên Phong không thể không dùng ô chắn phi đao, lực bên tay kia đương nhiên cũng yếu đi một chút. Cô gái lại có thể kéo giải băng về một chút. Tuy nhiên một bàn tay của Vũ Tiên Phong vẫn không buông ra. Hồng Y một lấy lại hoàn toàn băng vẫn khó khăn. Hơn nữa, Diệp Phàm nhìn ra được, cô gái này rất để ý giải băng này, cho nên như thế nào cũng không buông tay. Diệp Phàm tùy tay cầm một thanh đao dùng hổ ưng công của nhà họ Phí lao lên không trung, lấy hết sức lực bổ một đao xuống. Một đao này là toàn lực do lôi âm cửu long hoàn xuất ra, đao thế rất đáng sợ. Như một đao phủ bổ xuống từ trên trời, kéo theo tiếng gió gào thét ầm ầm. Vũ Tiên Phong thấy một đao khí thế hung mãnh tiến đến, cuối cùng không thể không buông tha giải băng đang khống chế. Cô gái lấy được băng, lại quay người, dùng băng quấn lấy hai chân của Vũ Tiên Phong. Hừ! Vũ Tiên Phong hừ lạnh một tiếng. Chiếc ô đột nhiên đẩy lên trên, giơ tay nhằm thẳng lên trời, đồng thời, Vũ Tiên Phong cũng dịch chân, nắm lấy cán ô, bay thẳng lên. Không ngờ vọt lên hơn 10 mét, hóa ra chiếc ô còn có tác dụng như thế, làm Diệp Phàm và Hồng Y hơi sửng sốt. Cô đánh trên, tôi đánh dưới. Diệp Phàm nhìn Hồng Y hô lên một tiếng. Hồng Y không hé răng, tuy nhiên giải băng màu đỏ giống như con rắn cũng lao thẳng lên không trung phía chiếc ô của Vũ Tiên Phong. Còn Diệp Phàm sau khi ném ra mấy chiếc phi đao lạc bảo tiền xoay tròn bay ra ngoài không một tiếng động. Sau khi rời tay Diệp Phàm, phi đao lại đầy trời lao về phía Vũ Tiên Phong. Vũ Tiên Phong vừa chuyển đã đem ô chặn phi đao dưới chân, giải băng của Hồng Y cũng quất một cái qua. Tuy nhiên, trong nháy mắt, một âm thanh chói tai lại vang lên. Cậu! Lập tức mặt Vũ Tiên Phong hơi đỏ lên, bởi vì lạc bảo tiền của Diệp Phàm không ngờ cắt trúng mông của gã. Tuy nói không làm gã bị thương nhưng Vũ Tiên Phong mặc một chiếc quần rộng, bị cắt ra một miếng rộng đã lộ hẳn một mảng da của Vũ Tiên Phong. Người lại đang trên không trung chỗ đó vẫn thấy rõ ràng. Ha ha ha, lão già này trần truồng rồi. Mấy người Tề Thiên và Lam Tồn Quân khó khăn lắm mới có được cơ hội phá lên cười. Tất nhiên là muốn làm cho Vũ Tiên Phong phân tâm, giúp Diệp Phàm và Hồng Y. Khốn khiếp! Vũ Tiên Phong thật sự tức giận, giơ ô lên, cả người giống như viên đạn, lao thẳng về phía Diệp Phàm. Ngay cả giải băng của Hồng Y cũng không đuổi kịp. Tránh mau! Hồng Y vội đến độ hét lớn. Lão già, tôi liều mạng với ông. Thấy tránh không được, Diệp Phàm cũng rất lưu manh, dùng thanh long đao bổ xuống. Bốp một tiếng, Diệp Phàm lui 7-8 bước. Há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Giải băng của cô gái giống như tia chớp lao về phía Vũ Tiên Phong. Hình như cô vội vàng, chiêu nào cũng độc mà nhanh, gấp đôi tốc độ bình thường. Đúng lúc này không rõ từ đâu vang lên mấy tiếng trống thùng thùng rất lạ. Tiếng trống vang lên 3 hồi. Hồng Y và Diệp Phàm liên kết đấu với Vũ Tiên Phong 10 mấy hiệp, tiếng trống kia lại thùng thùng vang lên 3 hồi. Vũ Tiên Phong bị quấy lấy không ngớt, lập tức lui hơn 10 bước. Vung tay nói. Hôm nay đấy như vậy thôi, mấy người đi đi, hy vọng từ nay về sau đừng đến đây nữa, nếu không, lần sau, lão già này sẽ không khách khí. Chúng tôi muốn dẫn Giang Đại Phát đi. Diệp Phàm cảm giác có lẽ lão già này còn có việc phải giải quyết, lúc này không ăn bớt thì khi nào ăn bớt, vì thế lạnh lùng hừ nói. Người trẻ tuổi, đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu không đi thì tất cả đều được giữ ở đây. Ánh mắt Vũ Tiên Phong sắc bén giống như có thể ăn thịt người. Vậy thử xem. Diệp Phàm cảm giác tiếng trống kia có liên quan đến Vũ Tiên Phong. Nếu không, lão già này sẽ không bỏ qua hắn. Khinh người quá đáng, chúng ta cùng tiến lên, diệt hết bọn họ. Lúc này Võ Mã Phong đập bàn đứng dậy. Thùng thùng. Lần này tiếng trống không ngờ biến thành 6 hồi. Vũ Tiên Phong chau mày, vung tay lên nói. Để bọn họ mang đi. Một quản gia, trong mắt Vũ Tiên Phong không khác gì con chó, lão đâu để ý đến làm gì. Tiên Phong,
Giang đại phát, tôi nếu không còn hầu hạ mọi người được, tôi đi trước một bước. Đúng lúc này Giang đại phát đột nhiên rút dao găm ra nhanh như chớp đâm vào ngực, lập tức máu tươi phun trào. Phát! Cả nhà họ Vũ hét lên, vây quanh, tuy nói Giang đại phát chỉ là người ngoài, nhưng cũng ở trong nhà họ Vũ mấy chục năm, người luôn có cảm tình. Cảm ơn mọi người, không phải là có mọi người thì tôi cũng không thể sống lâu như vậy. Tôi thỏa mãn, cảm ơn, đừng để tôi làm mọi người khó xử, giao thi thể tôi cho họ. Giang đại phát chừng hai mắt ra đi. Xử lý bọn họ. Vũ ba đế giống lên, mấy trăm người nhà họ Vũ vây lại. Xử lý chúng tôi, đem những đồ giấu ra đây. Diệp Phàm đột nhiên giống lên một tiếng, thi triển hóa âm mê thuật. Hắn đang hù dọa người, chúng ta tiến lên. Vũ ba đế hét lên, người nhà họ Vũ lại ép lên. Thùng thùng. Lại sáu hồi trống vang lên, Vũ Tiên Phong khẽ nhíu mày. Cứ thử xem. Hồng Y đột nhiên vung tay lên, một chiếc khăn tay thêu hoa mai lượn vòng bay đến tay Vũ Tiên Phong. Đôi mắt ưng của Diệp Phàm phát hiện, Vũ Tiên Phong đảo mắt khóe môi không khỏi co giật vài cái, khóe miệng của Diệp Phàm cũng không khỏi co giật vài cái. Chương 2075, Lý Lão đến chào Tiền Phong Vân. Bởi vì lần trước hôn mê tỉnh dậy đã thấy một chiếc khăn như vậy lên người hắn. Việc này có thể khẳng định Hồng Y giữ lại. Lúc đó còn tưởng rằng người ta không cẩn thận đánh rơi. Hơn nữa, chẳng lẽ hắn và người con gái này đã hoàn thành rồi? Đó có thể giải thích việc Hồng Y luôn âm thầm giúp đỡ mình không? Tuy nhiên, Diệp Phàm không hiểu, người con gái này lại không cho mình thấy vẻ mặt thật và gặp mặt. Trong mơ người con gái kia rất xinh đẹp. Mọi người đi thôi. Vũ Tiên Phong vung tay lên, nhìn mấy người con nói. Giao thi thể Giang Đại Phát cho bọn hắn. Không cần. Chúng ta đi. Diệp Phàm vung tay lên, đỡ Trần Khiếu Thiên dậy, nhanh chóng rời đi. Ra khỏi cửa nhà họ Vũ, Hồng Y đột nhiên hừ một tiếng. Biết rõ không địch lại còn muốn đi, đó là hành động vô trách nhiệm. Sau này tự mình cẩn trọng, Vũ Tiên Phong, việc này sẽ không chấm dứt như vậy. Nâng cao công lực mới là đạo lý đúng đắn. Nếu không, lần sau, ông không có may mắn như vậy. Cô gái, lần này cảm ơn cô. Diệp Phàm chỉ nói nửa câu, cô nàng kia cuối cùng liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, vài bước bóng đã biến mất bên sườn núi. Hai, tôi lại nợ cô một ân tình. Diệp Phàm xoa xoa đầu, có chút chua xót nói thầm một câu. Bước vào trong xe, Tề Thiên không kiềm được hỏi. Đại ca, cô nàng kia là ai? Không hẳn là anh quen chứ? Quen cái con khỉ, người ta lúc nào cũng trùm mặt, sao mà quen? Diệp Phàm đang trong cơn giận lớn. Hừ nói. Không phải anh vừa nói là lại nợ cô một ân tình sao? Việc này cũng không phải là lần đầu. Theo thứ tự suy nghĩ, đương nhiên là có vài lần. Vương Nhân Bàng cười nói thầm, giống như đang tự nói. Anh! Diệp Phàm nghẹn giọng, trừng mắt nhìn Vương Nhân Bàng một cái. Còn cả chiếc khăn tay thêu kia nữa, quái, hình như lão già họ Vũ kia sợ chiếc khăn tay đó. Lam Tồn Quân cũng thắc mắc. Đương nhiên là có chút sợ. Diệp Phàm thốt ra. Đại ca biết được lai lịch của chiếc khăn tay kia. Tề Thiên trợn mắt, người này xương sườn đã bị chặt đứt ba cái không ngờ vẫn hào hứng giống như người không việc gì vậy. Muốn biết sao, không có cửa đâu. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi không nói gì. Bên này, mấy người Trần Khiếu Thiên hình như cũng bị chặt đứt mấy cái xương sườn. Nhưng đối với những cơ thể có tố chất đặc biệt tốt mà nói thì liền xương có lẽ chỉ cần vài ngày. Mấy người nằm nghiêng trong xe cũng không có việc gì. Không nói thì thôi, hừ, có gì giỏi chứ, không phải chỉ là một cô gái sao, có lẽ rất xấu. Tề Thiên hừ nói. Ha ha, cũng có thể là cô gái xinh đẹp. Vương Nhân Bàng cười gượng một tiếng, nhìn Lam Tồn Quân nói. Mẹ kiếp, lão già Vũ Tiên Phong kia quá lợi hại có lẽ là thập đẳng đi. Thập đẳng, hẳn là không có, cửu đẳng đỉnh bậc thôi. Nếu không tôi và Hồng Y liên kết cũng không phải là đối thủ của gã. Nhóm chúng ta khí lực dồi dào cũng có thể cùng gã tranh tài một thời gian. Diệp Phàm lắc đầu nói. Hồng Y kia rốt cuộc là ai, khăn tay là thế nào? Còn nữa bản lĩnh của cô ấy có lẽ cao hơn anh một bậc. Lam Tồn Quân lại hỏi, mấy tên này chưa hỏi rõ việc này chưa buông tha. Thôi vậy, nói cho các cậu vậy, không thì sẽ bị làm phiền đến chết mất. Diệp Phàm khoát tao áo nhìn mọi người một cái nói. Theo tôi,
Hồng Y có lẽ còn kém tôi một bậc nhỏ. Tuy nhiên, cơ thể cô ấy rất linh hoạt, hơn nữa vừa mới tới nên thể lực dư thừa cho nên có thể đấu một trận như vậy với Vũ Tiên Phong. Còn tôi thì đã hết khí lực, nếu không cũng sẽ không thua chỉ sau mấy chiêu như vậy. Nếu là lúc thể lực mạnh mẽ, ít nhất có thể đấu với Vũ Tiên Phong mấy chục chiêu. Tuy nhiên, người thua chắc chắn là tôi. Dù sao, giai vị kém nhiều lắm. Hơn nữa, lão già kia bản lĩnh thâm hậu hơn so với chúng ta nhiều. Còn cô gái kia rốt cuộc là ai, tôi thật sự không rõ ràng lắm. Hình như đã từng gặp cô ấy trong giấc mộng, tuy nhiên sau tỉnh lại mới phát hiện là thực tế chứ không phải là giấc mơ. Diệp Phàm vừa nói đến đây cả xe lập tức cười ha hả. Tề Thiên cười đến chảy nước mắt, tuy nhiên, không lâu sau thì nhíu mày. Bởi vì, cười như vậy đã động vào chỗ đau. Đại ca, không phải là anh nằm mơ thật chứ? Thật là lãng mạn đấy, gặp người tình trong giấc mộng, tỉnh dậy người tình chẳng thấy đâu, hiện thực phũ phàng lại quay về, nửa mơ nửa thật, thật giả bất phân rồi. Lam Tồn Quân lắc lắc đầu nói. Mơ cái con khỉ. Diệp Phàm tức giận hừ nói. Vậy khăn kia là thế nào? Không ngờ Trần Khiếu Thiên cũng lên tiếng hỏi một câu. Xem ra, về chiếc khăn tay kia, chính lão Trần cũng hào hứng. Đúng là trong việc tìm tòi sự thật thì không ai không tò mò, dù già hay trẻ. Ha ha, Trung Quốc chúng ta không phải trong các cao thủ có ngũ cực sao? Thái cực Trương Vô Trần là đệ nhất trong ngũ cực. Cực thứ hai gọi là hồng cực, Yến Song Song. Vì sao gọi là hồng cực? Vì người này thích mặc váy hồng. Việc vừa nhìn thấy vừa rồi, là trong quá khứ khi các cô giết người thường để lại một chiếc khăn tay. Lúc đó người ta gọi chiếc khăn này huyết mai khăn, mà người Trung Quốc có người lại gọi là thiệp báo chết. Nghe nói hồng cực phất roi một cái, ngay cả một con trâu cũng bị chặt làm hai. Các cậu nghĩ lại xem, nếu roi này đập trên cơ thể người thì sẽ thành cái gì? Tuy nhiên, hôm nay có chút lại, sao lại đổi thành giải băng? Roi kia đâu rồi? Giải băng rất mềm, sao có thể bằng roi? Diệp Phàm có chút nghi ngờ nói. Huyết mai khăn, thật sự là cái khăn đó. Vũ Tiên Phong nếu là con trai của Dương Đạo Thuận cũng được xưng là một cực cùng hồng cực trong ngũ cực. Đối với tín vật của nhân vật trong ngũ cực đương nhiên có chút e dè. Bởi vì, đó chắc chắn là truyền nhân của ngũ cực. Nếu thật sự làm cho cô nàng bị sao đó Yến Song Song không tìm đến cửa sao? Đương nhiên Yến Song Song có lẽ đã chết, nhưng Yến Song Song còn có đồ đệ, giống như con của Dương Đạo Thuận. Ngũ cực của Trung Quốc bất luận một cực nào đều không dễ động vào. Đặc biệt là Thái cực Trương Vô Trần, theo lời đồn người này đã đột phá đến tiên thiên vô cùng. Người chi cảnh, việc này cũng chỉ là truyền thuyết thôi. Vương Nhân Bàng nói, truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, ai biết được thật hay giả. Lam Tồn Quân lắc lắc đầu nhìn Diệp Phạm một cái nói. Rất lạ, Vũ Tiên Phong rõ ràng có thể chiến thắng liên kết giữa anh Diệp và Hồng Y sao lại buông tha. Chẳng lẽ thật sự là nể huyết mai khăn, khăn tay này, có ảnh hưởng to lớn đến thế sao? Không hẳn thế. Diệp Phàm không hề nghĩ ngợi lắc đầu, nhìn mọi người oi một cái nói. Vừa rồi mọi người có nghe thấy tiếng trống không? Không hề nghe thấy. Mấy người Lam Tồn Quần không hề suy nghĩ gì trả lời luôn. Thật sự không nghe thấy. Diệp Phàm thật sự là nghi ngờ khó hiểu, cẩn thận hỏi lại mọi người, tuy nhiên thấy mọi người vô cùng chắc chắn lắc đầu tỏ vẻ thật sự. Quái, chẳng lẽ là tôi ảo giác? Diệp Phàm thật sự nghi ngờ lỗ tai của mình có phải là bị bệnh hay không? Đại ca, anh thật sự là nghe thấy phải không? Tề Thiên hỏi. Tôi cũng không dám xác định, hình như đầu tiên là nghe thấy ba tiếng trống vang lên. Hơn nữa, tôi quan sát thấy Vũ Tiểu Phong nhíu mày một chút. Không lâu lại vang lên 3 tiếng nữa, cuối cùng là 6 tiếng. Đến 6 tiếng thì Vũ Tiên Phong liền đuổi chúng ta đi. Thấy người nhà họ Vũ không để ý, cô gái áo hồng mới lấy ra huyết khăn mai. Sau đó chúng ta đi ra, tôi nghĩ, có phải bên ngoài có cao thủ dùng tiếng trống gọi Vũ Tiên Phong ra ngoài so đấu hoặc là có việc gì đó. Vũ Tiên Phong không có cách nào, gã biết được, chỉ cần gã vừa đi mấy người nhà họ Vũ còn lại không thể ngăn được chúng ta. Dù sao, số lượng nhiều nhưng chất lượng không tốt cũng vô dụng. Giống như tất cả chúng ta hợp lại cũng không thể đấu lại được Vũ Tiên Phong. Chỉ cần tôi và Hồng Y liên kết ngoài ra các anh em liều mạng thì hoàn toàn có thể bình định ra trại nhà họ Vũ. Diệp Phàm phân tích. Cũng có lý, tuy nhiên, sao chúng ta không nghe được tiếng trống kia,
nếu nghe thấy thì dễ giải thích rồi. Trần Khiếu Thiên lắc lắc đầu, có chút nghi ngờ. Thôi vậy, có lẽ là tai anh Diệp bị sao đó, chúng ta nghe không thấy anh ấy nghe thấy. Việc này chúng ta không bàn đến nữa, đáng ghét. Vương Nhân Bàng xoay người sang chỗ khác chuẩn bị ngủ một giấc, quá mệt mỏi. Tề Thiên, vừa rồi khi Giang Đại Phát tự sát cậu có chụp được không? Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên, em dùng loại camera mới nhất, có lẽ Vô Tiên Phong cũng không phát hiện. Tề Thiên cười trộm một tiếng nói. Vậy là tốt rồi, tin rằng có vật chứng này, chuyện của cậu có thể xác định rồi. Diệp Phàm nhẹ nhàng thở ra. Ôi, mấy anh, vì tôi mà liên lụy đến mọi người rồi. Tề Thiên vẻ mặt có chút hổ thẹn. Mệt cái con khỉ, làm cho sảng khoái mới đúng. Đúng vậy, trận chiến này tuy nói cực kỳ nguy hiểm đối với chúng ta nhưng cuối cùng vẫn sống trở về. Và trong trận đánh nhau sinh tử này mọi người cũng học được không ít kinh nghiệm. Đây mới là vấn đề quan trọng trong chiếc đầu, vừa nguy hiểm vừa thích thú. Lam Tồn Quân cũng gật đầu nói. Trời se lạnh, cây cối trong khu vườn phía tây ngả vàng màu lá mạ, những cây đại thụ cao hàng chục mét rụng đầy với. Dưới hàng cây là một ngôi biệt thự cổ. 9 giờ sáng, một chiếc xe quân dụng chạy vào biệt thự ở khu vườn phía tây. Không lâu sau, Lý Khiếu Phong cầm theo hai chiếc bình cổ bước vào tòa nhà của Phó Chủ tịch Tiền Phong Vân. Đối với việc lão Lý đến hỏi thăm, Tiền Phong Vân đương nhiên không dám từ chối. Tiền Phong Vân là một trong những người biết chi tiết về lão Lý. Tuy nói lão Lý đã lui nhưng phân lượng của lão ở đất nước này vẫn khá lớn. Cho nên, Tiền Phong Vân đã đứng ở cửa chờ từ trước. Có bạn từ xa đến, ngạc nhiên quá. Tiền Phong Vân bước vài bước, từ xa đã giơ tay ra, vừa cười vừa nói. Tay kia nắm chặt tay Lý Khiếu Phong. Chương 2076, lộ ra kết quả. Lý lão, mang hai bình rượu như vậy không phải là có chuyện vui gì như là đại hồng bào gì đó chứ. Tiền Phong Vân đùa. Tôi cũng muốn nhưng chỉ là vật này quá ít, cả nước chỉ có một ít. Năm trước ngồi ở phòng chủ tịch ngẫu nhiên thấy, vốn định thuận tay lấy đi hai bao, kết quả, chỉ nòng đi rồi một bao. Ngâm hai lần thì tốt rồi, đáng tiếc bao thứ hai kia không lấy đến. Lý Khiếu Phong thở dài. Ha ha ha. Hai người bắt tay cười phá lên. Lão Lý, mời. Tiền Phong Vân giơ tay ra rất khách khí, có vẻ khá thân thiết. Thật ra, hai người trước kia ngẫu nhiên còn có chút mâu thuẫn. Lý Khiếu Phong đại diện cho lợi ích của tổ đặc nhiệm A mà Tiền Phong Vân đại diện cho Ủy ban quân giới. Ban đầu tổ đặc nhiệm A thuộc Ủy ban quân giới, trên thực tế cũng không phải hoàn toàn thuộc Ủy ban quân giới. Cho nên quan hệ ở đây khá phức tạp. Đương nhiên, mâu thuẫn thì mâu thuẫn, nhưng vì lợi ích quốc gia tuyệt đối sẽ không lay động. Hơn nữa, trong đó cũng không ảnh hưởng đến mối quan hệ bình thường giữa hai người. Dưới đài vật tay trên đài bắt tay, đây cũng là việc bình thường. Hai người đi vào phòng khách trong biệt thự. Tiểu Phong Vân không thích những loại sofa mềm mà thích đồ gỗ truyền thống của Trung Quốc. Lẽ ra mùa đông nên lót một ít đệm trên ghế gỗ mới thoải mái. Tuy nhiên, Tiền Phong Vân không cần để đệm ghế, vẫn phải ngồi trên gỗ lim. Theo ý của Tiền Phong Vân thì mềm sẽ làm cho người bị hút vào, mất tỉnh táo. Chỉ có ngồi trên ghế gỗ mới có thể duy trì tỉnh táo. Làm lãnh đạo của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, quan hệ quốc tế, trong nước phức tạp, không có cái nhìn bao quát, tỉnh táo phân tích tình hình, sao có thể ngồi vững ở vị trí này. Lão Tiền, chỗ ở của anh cũng thoải mái nhỉ. Lý Khiếu Phong nhìn bốn xung quanh một cái cười nói. Lão Lý không giống thế sao? Tiền Phong Vân thản nhiên cười nói, cũng hơi có chút không hiểu. Nếu là trước kia, rất khó thấy Lý Khiếu Phong đến cửa hỏi thăm. Bởi vì, Lý Khiếu Phong cũng là người rất lạ. Trước đây khi còn đảm nhiệm chức vụ rất ít khi ra khỏi cửa, ngoài công việc còn lại chỉ về nhà. Trên cơ bản không có xã giao gì. Ngay cả nhà của Tiền Phong Vân đây cũng là lần đầu Lý Khiếu Phong đến đây. Cho nên, Tiền Phong Vân nghĩ đến việc không có việc không trèo lên tam bảo. Hai, tôi thật ra cũng thoải mái, chỉ có điều lo lắng mấy đứa nhỏ. Lý Khiếu Phong nhăn mặt nhìn Tiền Phong Vân một cái nói. Đừng thấy ông ta tính tình cổ quái, nhưng khi nói chuyện rất thức thời. Một câu nói đã dẫn ra chuyện của Diệp Phàm và mấy đứa con khác. Đây là nghệ thuật nói chuyện. Mấy đứa nhỏ, sang năm mới có gì lo lắng. Sang năm mới mấy đứa trẻ đều có tiền lì xì và quần áo mới mặc. Không lo ăn, không lo mặc, có gì vất vả.
ông xem tôi và ông, ra vẻ cuộc sống thoải mái, thật ra ngày nào không phải nghĩ chút chuyện này. Tổ đặc nhiệm A cũng chưa từng yên tĩnh, lão Lý nói đùa đi. Tiền Phong Vân cũng cảm giác được cái gì đó, tất nhiên là giúp lão Lý tung câu chuyện ra. Bằng không, lão Lý không nói ra cũng khó chịu, mà ông ta muốn hiểu ý tứ của lão Lý không được cũng nóng lòng. Bởi vì, trong lòng lão Tiền cũng muốn biết mục đích của lão Lý. Cậu xem, đây chính là vấn đề của lũ trẻ. Lý Khiếu Phong giọng nhẹ nhàng đặt một hộp đĩa trên bàn trà trước mặt Tiền Phong Vân. Hả, đây là... Tiền Phong Vân nhìn chiếc hộp giống như chiếc đĩa kia, chưa nói hết câu đưa mắt nhìn Lý Khiếu Phong. Ôi, lão Tiền, ông xem xong đừng quá bi thương là được. Có một số việc cứ cho qua đi thôi. Con người mà, dù sao cũng phải nhìn về phía trước có đúng không? Lý Khiếu Phong nói. Ngại quá, lão Lý, ông ngồi trước đã, để tôi xem. Tiền Phong Vân nói xong bước vào phòng làm việc. 2 phút sau đi ra vẻ mặt có chút khác thường. Tất nhiên, đây là thứ mà Diệp Phàm bảo Tề Thiên chụp lại việc Giang Đại Phát tự sát. Bởi vì dùng máy quay mới nhất của tổ đặc nhiệm A cho nên hình ảnh và âm thanh chất lượng cao. Đương nhiên, trong đó những tiếng nói của Lam Tồn Quân, Lý Cương và Trần Khiếu Thiên đều bị hủy đi hết. Như Vương Nhân Bàng, Tề Thiên, Diệp Phàm Tiền Phong Vân đã biết cũng xuất hiện. Bọn trẻ này thật sự là vất vả. Tiền Phong Vân ngồi xuống gật gật đầu nói. Nhìn Lý Khiếu Phong nói. Mời uống trà. Lão Tiền không phải là đang muốn đuổi tôi đi đây chứ? Lý Khiếu Phong đột nhiên cười nói. Lão Lý, ông là khách quý của tôi, mời còn không mời được nào dám đuổi ngài đi. Tiền Phong Vân càng nói càng khách khí. Lúc trước gọi là ông, sau đó lại thêm chữ ngài có thể thấy được uy lực của chiếc đĩa này. Bưng trà tiễn khách không phải là cách tiếp khách của người xưa sao? Lý Khiếu Phong nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch cười nói, đương nhiên cũng là nói đùa. Khá lắm, lão Lý, còn muốn tôi nhất quân, đây chính là mục đích sao? Tiền Phong Vân cười. Sao lại nói thế? Lý Khiếu Phong nhìn Tiền Phong Vân liếc mắt một cái hỏi. Mấu chốt ở chỗ một chữ đoan trên mặt, lão Lý, ông xem, có phải là ta đoan trà mà mời ông uống trà, việc này rất khác nhau. Tiền Phong Vân nói chuyện đến trà đạo. Đương nhiên, Lý Khiếu Phong chắc chắn hiểu, Tiền Phong Vân nói như thế là giễu cợt thôi. Hả, còn có lý này sao? Lý Khiếu Phong vẻ mặt đầy nghi ngờ hỏi. Lại nói tiếp, còn có một điển tích, theo Chu Đức Thường ghi lại, một huyện lệnh mới nhậm chức đến bái kiến tuần phủ đại nhân, theo lễ tiết không thể mang quạt theo. Vị huyện thái gia này tay cầm quạt bước vào cửa tuần phủ, cây quạt kia vẫn không ngừng phe phẩy, có lẽ là vì trời có nóng. Ngày xưa cũng không có điều hòa không khí hay những đồ dùng công nghệ cao như bây giờ. Tuy nhiên, tuần phủ thấy y vô lễ như thế, liền mượn cớ mời y ngã mũ cởi áo uống chén trà đoan. Mấy lính đứng hai bên thấy thế lập tức hô to tiễn khách. Huyện lệnh thấy thế, vội vàng một tay cầm mũ, một tay cầm lấy quần áo rất chật vật lui ra ngoài. Chuyện xưa này làm người ta đọc mà bật cười nhưng đồng thời cũng tạo thành một phong tục thịnh hành nhất thời nhà Thanh bưng trà tiễn khách. Lúc đó, cấp dưới chào hỏi cấp trên mặc dù thủ trưởng pha trà cùng tiếp nhưng phần lớn không uống. Khi chủ nâng chén trà lên uống đó là lệnh đuổi khách, người làm lập tức hô tiễn khách. Đương nhiên trong quan trường đời Thanh khi khách đến pha trà, ngồi lâu cũng có thể uống. Nhưng cần phải cấp trên nói mời trà, và trước khi thủ trưởng uống trà, cấp dưới mới có thể uống. Khi uống trà cũng phải chú ý, phải dùng tay che chén trà. Nếu giống như trên phim ảnh vẫn hay chiếu. Đầu tiên là gẩy gẩy lá trà mấy cái, sau đó thổi mấy hơi rồi mới uống là trái với lễ tiết. Bởi vì, đây là tỏ ý người pha trà chưa tốt. Đương nhiên, hiện giờ trong xã hội hiện đại không tất yếu phải làm chuyện phiền toái này. Uống trà bưng trà đều tùy tiện hơn rất nhiều, nếu không thì trà tôi cũng không dám bưng lên uống. Tiền Phong Vân cười nói, bởi vì trong nhà họ Tiền không phải là dùng chén trà nhỏ mà là dùng bát trà. Cũng chính là bát trà có nắp. Trong quán thường xuyên dùng loại này. Khách khi uống trà còn phải đem cánh trà gạt qua một bên. Muốn uống trà phải bưng lên mới được. Rất triết lý, thú vị. Nói về uống trà kia thì Diệp Phàm về nhà ăn mừng năm mới. Nghe nói quan hệ giữa hắn và bí thư thành phố Mạc Hương không tồi, đã từng làm nhân viên cấp dưới của ông ta. Lúc đến chúc Tết bí thư Tạ Thư, vừa gặp một thượng tá của sư đoàn dã chiến số 1 trú tại thành phố Mạc Hương. Cũng tán gẫu với nhau mới biết sư trưởng của bọn họ đồng chí Tào Quân Nghĩa đã bị điều đi rồi.
Diệp Phàm vừa nghe, đã muốn lên sư đoàn dã chiến số 1 một chút. Bởi vì Diệp Phàm có chút quan hệ. Diệp Phàm có mẹ nuôi tên là Diệp Kim Liên, con gái bà Diệp Nhược Mộng vì bảo vệ tài sản nhà nước mà bị tội phạm truy nã hại chết. Cô có anh trai là Diệp Hào, đang ở sư đoàn dã chiến số 1. Tuy nhiên, cũng đã vài năm, được chuyển về từ Lan Tây, đảm nhiệm thiếu tá tiểu đoàn trưởng. Vài năm rồi quân hàm vẫn không nâng cao được. Diệp Phàm lúc đó cũng muốn đến hỏi chính ủy sư đoàn dã chiến số 1 vì sao lại thế. Tuy nhiên, ngẫm nghĩ một chút cũng không đi. Tào Quân Nghĩa đã bị điều đi rồi, đã không có người lãnh đạo, đi cũng không xong. Vừa đúng lúc Tề Thiên cũng ở với hắn. Việc này Diệp Phàm cũng nói với Tề Thiên. Không lâu mấy cậu nhóc phải đi Tàng Tây một chuyến, thật đúng là thú vị. Đang là năm mới không ở nhà nghỉ ngơi thì chạy đến Tàng Tây làm gì? Lý Khiếu Phong thật sự lợi hại, chẳng những nói ra chuyện của Tề Thiên, ngay cả Diệp Hào cũng nói ra. Nếu Tiền Phong Vân thật sự muốn báo ân, thì có lẽ Tề Thiên chiếm đầu to, Diệp Hào cũng sẽ có một chút. Dù sao có một số việc hơi hơi một chút cũng không được. Giống như Tiền Phong Vân làm Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, mỗi ngày phải giải quyết rất nhiều việc, sao có thể nhớ rõ mọi chuyện. Hả? Tiền Phong Vân gật đầu, nhấp một ngụm trà, tiếng bát trà vang lên khá to, chứng tỏ lão Tiền đang cân nhắc sự việc. Không lâu sau, Tiền Phong Vân ngẩng đầu lên, nói. Đồng chí Tào Quân Nghĩa của sư đoàn dã chiến số 1 thành phố Mặc Hương đã được điều đi, nhưng cuối năm vừa rồi người đảm nhiệm vị trí sư trưởng đã được chọn. Chọn rồi. Lý Khiếu Phong giật mình, nhìn Tiền Phong Vân thiết chút nữa quát lên. Tuy nói Lý Khiếu Phong kinh nghiệm lão luyện nhưng tính tình chính nghĩa, cho nên vẻ mặt rất thẳng thắn. Ừ, việc này, vốn chưa được công bố tôi không nên nói. Nếu Diệp Phàm có em ở sư đoàn dã chiến số 1 phải giải quyết cũng có nơi đến tốt có phải không? Tiền Phong Vân nói. Ha ha, việc này không quan trọng. Lý Khiếu Phong khoát tay áo, ý là chuyện Diệp Hào là chuyện thứ yếu, chuyện Tề Thiên mới là chủ yếu. Tuy nhiên, Lý Khiếu Phong cũng hiểu hẳn là Tiền Phong Vân còn có câu chưa nói nên cũng thoải mái. Sư đoàn hưởng hổ lão Lý đã nghe nói qua chưa? Lúc này Tiền Phong Vân quả nhiên tung ra đề tài. Nghe nói là quân khu Bắc Kinh muốn hợp nhất nhiều sư mới, giống như sư đoàn Hồng Kiếm của quân khu Việt Châu, sư A của quân khu Lĩnh Nam. Đó đều là nhiều binh chủng hợp thành một sư đoàn, địa phương ven biển còn bao gồm cả lục hải quân hợp thành. Các sư đoàn đó trước đây đều sử dụng chung sân huấn luyện với báo săn, cuối cùng thiếu chút nữa gây ra chuyện ầm ĩ. Tuy nhiên, báo săn dù sao cũng là báo săn, không thể ai có thể lay động được. Trong giọng nói của Lý Khiếu Phong không ngờ còn ẩn chứa một tia sắt đá. Chuyện này cũng có nguyên nhân. Lúc trước một số lãnh đạo chủ chốt của quân ủy đã quan tâm đến sân huấn luyện của báo săn, phản ứng lên trên yêu cầu thu về ban quân huấn của Bộ Tổng Tham mưu Quản lý. Chương 2077, ít đến. Hoặc là cục quân huấn kết hợp cùng báo săn quản lý. Cuối cùng việc này không giải quyết được gì, sau đó Bộ Tổng Tham mưu giao cho Diệp Phàm. Mới cho Diệp Phàm danh hiệu Phó Tư lệnh viên căn cứ Vịnh Lam Nguyệt, phụ trách giải quyết quan hệ về sân huấn luyện giữa mấy đại quân khu đặc chủng và báo săn. Vì thế, Diệp Phàm đã giở thủ đoạn mấy lần với thủ trưởng báo săn Chính Phương. Ừ, dù là cùng là bộ đội, nhưng bộ đội đó tất cả đều là các quân khu lớn, quân khu nòng cốt mũi nhọn. Tiền Phong Vân cũng cường điệu lên một chút. Lý Khiếu Phong tất nhiên là hiểu được. Ý là nếu cho Tề Thiên vị trí này thì sau này là việc của ông và Diệp Phàm, đừng lấy việc này để nói với Tiền Phong Vân tôi. Nhất mã về nhất mã. Bộ đội tốt, nghĩ là thì mỗi người đều muốn ngồi lên vị trí sư đoàn trưởng đi. Lý Khiếu Phong nói, không lâu sau liền cáo từ. Vừa mới về đến nhà gặp Diệp Phàm đang tán gẫu với Lý Long. Hai người tán gẫu đều nói chuyện đánh nhau như thế nào, đột phá bản lĩnh như thế nào. Cậu giỏi lắm. Không ngờ dám đến nhà lão Lý tôi đòi mũ. Lá gan không nhỏ nhỉ. Lý Khiếu Phong không ngờ đùa nói. Không dám, đó không phải là thất lễ sao? Diệp Phàm vội vàng đứng lên, cười rồi hỏi. Lão Lý, tình hình thế nào rồi? Được, chỉ có điều, vị trí ở sư đoàn dã chiến số 1 thành phố Mặc Hương đã có người. Lý Khiếu Phong nói. Có người, vậy Tề Thiên đi đâu? Diệp Phàm cũng không vội. Biết lão Lý còn có câu định nói. Ý của ông ta có lẽ là phải đi đóng quân ở quân khu Bắc Kinh, sư đoàn hưởng hổ, tỉnh Tấn Lĩnh. Lý Khiếu Phong nói.
Sư đoàn Hưởng Hổ. Diệp Phàm hơi sửng sốt, ngẫm nghĩ một chút nói. Không tồi, hình như là sư đoàn mới hình thành, chỉ có điều muốn về Thủy Châu thì hơi xa một chút. Cậu thì biết cái gì, Thủy Châu có gì tốt, tuy nói tỉnh Tấn Lĩnh xa Thủy Châu nhưng gần Bắc Kinh. Chẳng lẽ cả đời Tề Thiên muốn đứng ở Thủy Châu có phải không? Người ta muốn gần Bắc Kinh hơi một chút đều khó, cậu thì ngược lại, muốn xa Bắc Kinh, đó là logic gì? Lý Khiếu Phong hừ nói. Ha ha ha. Diệp Phàm đột nhiên phá lên cười. Cậu có tật xấu không nhận còn cười cái gì? Lý Khiếu Phong nhìn Diệp Phàm một cái tức giận hừ nói. Lão Lý đương nhiên buồn cười. Tề Chấn Đào không phải đến tỉnh Tấn Lĩnh làm chủ tịch tỉnh sao? Tề Thiên nếu thật có thể đến đó, thật ra là cha con đoàn tụ. Diệp Phàm cười nói. Hả, vậy thì không tồi, không tồi. Vẻ mặt Lý Khiếu Phong cũng đầy vẻ tươi cười, quay sang chuyện khác, Lý Khiếu Phong đột nhiên nghiêm túc nghĩ một chút rồi nói. Nơi đó sẽ không xảy ra phong ba gì chứ? Còn có phong ba gì, lão Tiền chắc chắn sẽ giải quyết. Diệp Phàm thật ra điềm tĩnh. Chỉ mong là thế. Lý Khiếu Phong lắc lắc đầu. Ôi, lần này Tàng Tây thật đáng tiếc. Diệp Phàm thở dài. Cái gì đáng tiếc với không đáng tiếc? Lý Khiếu Phong nhìn Diệp Phàm một cái hỏi. Nhà họ Vũ rất có nhân tài, vốn muốn đưa hai người trở về hoàn thành nhiệm vụ của mình, ai ngờ bản thân mình thiếu chút nữa vui lấp trong đó. Đáng tiếc. Diệp Phàm giận dữ nói. Nói tôi nghe một chút. Hai mắt Lý Khiếu Phong chợt sáng lên. Tất nhiên nhà họ Vũ ở Tàng Tây có người tài, Lý Khiếu Phong nghĩ ngay đến tổ đặc nhiệm A đang cần nhân tài. Vũ Tiên Phong. Diệp Phàm nói qua mọi chuyện một lần. Không thể tưởng tượng được thân thủ của Vũ Tiên đỉnh cao như vậy. Có lẽ vượt qua cả Phí Thanh Sơn đi. Lý Khiếu Phong không khỏi thở dài, vẻ mặt có chút thất vọng, nói. Nếu Vũ Tác Phượng có thể gia nhập tổ đặc nhiệm A thì tốt rồi, lục đẳng đỉnh bậc, tổ đặc nhiệm A chúng ta rất cần nhân tài như vậy. Hơn 40 tuổi, đang thời kỳ sung sức, có máy móc hỗ trợ, bản lĩnh sẽ được tăng lên một bậc, lực lượng của chúng ta không phải tăng mạnh sao? Vũ Ba Đế cùng cấp bậc với Vương Nhân Bàng, càng thích hợp hơn. Diệp Phàm nói, hơi già một chút, có lẽ sắp 60 rồi, cũng không làm được vài năm. Trung tập gã sẽ mất công. Đầu tiên là cửa Vũ Tiên Phong khó qua, người này là nhân vật mà tổ đặc nhiệm A chúng ta không thể trêu vào. Nếu thấy thích hợp gã sẽ mắt nhắm mắt mở, quá mức thì sẽ không tốt lắm. Còn Vũ Cầm Huyền thật ra không rồi, chỉ là tuổi cũng hơi cứng. Hơn nữa nghe nói người này chỉ là cầm nghệ rất cao, nội kinh cũng không có. Lý Khiếu Phong nói, nhìn Diệp Phàm một cái hỏi. Có phải hiện đệ tử trẻ tuổi tứ đẳng không? Không rõ ràng lắm, không ra tay chút nào. Tuy nhiên, trên dưới tử đẳng hẳn là có nhưng khả năng không nhiều. Nếu không lúc tôi đề xuất nhà họ Vũ đã không phản ứng mạnh như vậy. Chẳng qua, Vũ Tiên Đỉnh ở đâu hết thảy đều không tốt. Diệp Phàm nói. Mặc kệ có vô dụng, tháng 3 tháng 4 sang năm tôi đi một chuyến. Nhà họ Vũ dù sao cũng ở Trung Quốc. Không phải ở nước khác. Lý Khiếu Phong khoát tay áo nói. Hay là đừng đi, người nhà họ Vũ rất đáng ghét. Nếu làm ầm ĩ mà ông bị thương thì không tốt. Diệp Phàm vội vàng khuyên. Chẳng lẽ bọn họ dám làm gì tôi? Tôi đại diện cho nhà nước. Và lại, nhà họ Vũ không ở đất Trung Quốc sao? Buồn cười, hễ là công dân Trung Quốc, đều có nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia quân đội. Đây là việc họ phải làm. Nếu thật muốn chống lại chúng ta, tổ đặc nhiệm A chúng ta cũng không phải đớn hèn. Đừng tưởng rằng cửu đẳng đỉnh bậc là đỉnh tầng, vương gia của chúng ta, ha ha. Lý Khiếu Phong hừ lạnh nói, đột nhiên mỉm cười thần bí. Lão Lý, Tàng Tây là nơi rất phức tạp, nếu dễ dàng giải quyết như vậy vì sao lão Tiền không ra tay từ trước? Diệp Phàm nói nhìn lão Lý một cái rồi lại nói tiếp. Tuy nhiên, lão Lý vương gia nào nữa? Hay vương lão cũng không phải là quân bài cuối cùng của tổ đặc nhiệm A. Tôi nghĩ, Trung Quốc rộng lớn như vậy, có lục tôn ngũ cực, có 10 đại cao thủ trên toàn thế giới, Trung Quốc chúng ta có cao thủ ấn nấp không? Mà nội tình của tổ đặc nhiệm A chúng ta không nên nông như vậy. Ngược lại, tổ đặc nhiệm A của các quốc gia khác cũng không khác gì đúng không? Dù sao, đất nước lớn như vậy, sao có thể một chút nhân tài đều không có, để mấy người nông cạn có thể thu thập? Ông ấy có lo lắng của ông ấy, tuy nhiên, vì quốc gia mà đi triệu tập, không giống đi làm chuyện riêng.
Lý Khiếu Phong tỏ thái độ kiên quyết, sờ sờ mũi ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Còn việc quân bài cuối cùng, ha ha, năm đó khi cậu ở trên đó có phải biết được tôi chính là quân bài cuối cùng cùng không? Đúng vậy, năm đó nghe nói ông chính là quân bài cuối cùng. Sau đó lại có một vương lão nào đó lợi hại hơn. Chẳng lẽ tổ đặc nhiệm A còn có quân bài thần bí từ xưa, giống như nhà họ Lý gì đố. Tuy nhiên, việc này cũng quá thần bí. Lần trước sống chết trong trận chiến mê cúng, sao không thấy vương lão liều mình với chúng ta? Nếu quân bài thần bí có thể xuất hiện sớm, bát đẳng cửu đẳng không cần nhìn, lão nghiêm cũng sẽ không hy sinh. Đáng tiếc, chẳng lẽ các lãnh đạo quyết tâm làm, quả là làm cho người ta khó hiểu. Diệp Phàm hơi có vẻ bất mãn thầm nói. Cậu thì biết cái gì? Lý Khiếu Phong tức giận hừ Diệp Phàm một tiếng, nói. Không phải cậu mới vừa nói, chúng ta có người khác cũng có, đây là duy trì cân bằng lực lượng. Nếu chúng ta ra, người khác cũng ra, không phải gây ra chuyện lớn hơn nữa sao? Thật ra, tuy nói trên chiến trường tất cả mọi người đều là kẻ thù, giết anh thì tôi sống, đôi khi còn thật sự thảm thiết. Nhưng lãnh đạo tổ đặc nhiệm A của các quốc gia đều có suy tính và quy tắc riêng. Còn liên quan đến cân bằng giữa các quốc gia. Không thể là chúng ta muốn thế nào cũng được. Nói một cách đơn giản, hiện tại rất nhiều quốc gia đều có bom nguyên tử, vì sao các quốc gia nhỏ lại dám lớn tiếng khiêu khích, chỉ bằng chúng ta ném một quả bom tiêu diệt chúng là xong. Không phải chỉ là một cách như vậy, hôm nay cậu ném ở đây một quả, ngày mai ở kia một quả, cả trái đất sẽ bị hủy. Cho nên, lực lượng chỉ dùng để duy trì cân bằng. Mà trái đất cũng cần cộng đồng chúng ta bảo vệ mới được. Dưới sự khống chế của các nước lớn. Hơn nữa, các quốc gia nhỏ này lại có muôn vàn liên quan đến các nước lớn. Cho nên, bom nguyên tử chỉ dùng để uy hiếp thôi. Mặc dù tổ đặc nhiệm A có vương bài, thì cũng chỉ có tác dụng uy hiếp, không khác gì tác dụng của bom nguyên tử. Huống chi, có thể vượt qua cao thủ như Phí Thanh Sơn, tính tình chắc chắn cổ quái. Khi đất nước không gặp nguy hết sức, bọn họ không có khả năng ra tay. Một chút mâu thuẫn nhỏ cũng bắt người ra tay, người ta lười quan tâm. Lý Khiếu Phong nói. Ừ, cũng có lý, không nói những lời vô dụng này nữa. Nếu lão Lý ngài thật sự muốn đi, vậy được rồi, muốn đi tốt nhất mang theo những người này. Diệp Phàm không có cách nào đành gật đầu, nói thêm. Nếu không thì liên hệ với mấy vị lãnh đạo tỉnh Tàng Tây đi cùng. Không thể dẫn theo nhiều người. Mang nhiều người đến người ta sẽ có cảm giác bị cưỡng bức. Mỗi con người đều có tâm lý phản nghịch, một gia đình giống như nhà họ Vũ, mạnh bạo chắc chắn không được, chỉ một mình Vũ Tiên Phong cũng làm người ta đau đầu. Lý Khiếu Phong có ý kiến riêng. Cũng đúng, mạnh mẽ đến đó chắc chắn là không tốt. Diệp Phàm gật gật đầu, nhìn Lý Khiếu Phong liếc mắt một cái nói. Lão Lý nếu thật có thể đến nhà họ Vũ, có thể cho tên tôi vào đội được không? Lý Khiếu Phong kinh ngạc quay đầu nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nhìn chăm chú đến mức hắn cảm thấy sợ hãi mới nói. Cậu đó, da mặt dày hơn cả lão Lý tôi, một chút công lao không ngờ còn muốn tính trên đầu cậu. Cậu cho tôi ít đến, có thể coi cậu là hàng đầu đi, chính cập đi triệu tập, lão Lý tôi làm người hầu đem công văn thì thế nào? Người là do tôi phát hiện, nếu không, các ông cũng không biết có phải không? Diệp Phàm nói thầm một câu. Ha ha. Ngụy Biện buồn cười, cậu cũng không thể nói cậu phát hiện mặt trăng thì nó là của cậu, nếu người Mỹ muốn lên cậu thu tiền thuê cái gì đó phải không? Lý Khiếu Phong đùa, làm cho Diệp Phàm thiếu chút nữa nghẹn họng. Đó là nơi mà chúng tôi đã chịu khổ thiếu chút nữa không về được. Không phải là chúng ta lấy thân thử võ, thì làm sao các ông biết Phú Tác Phượng có thân thủ tốt như vậy? Đồng chí Diệp Phàm, cậu cũng là phó tổ trưởng của tổ đặc nhiệm A. Tuy nói là trên danh nghĩa. Nhưng cũng không thể chỉ trên danh nghĩa đánh cái rắm cũng không làm chứ. Chỉ mới phát hiện vài người còn muốn chiếm công lao, tất cả mọi người đều như vậy, còn muốn làm việc không? Huống chi, cậu cho là tôi không biết phải không? Thỉnh thoảng cậu cũng đùa một ít đội viên cấp dưới của tổ đặc nhiệm A. Còn nữa, áo chống đạn, vũ khí công nghệ cao không phải là thành quả của tổ khoa học năng lượng sao? Những việc đó, thủ trưởng cung không hỏi các cậu chút tiền nào. Lý Khiếu Phong nghiêm mặt nói. Chương 2078, đến văn phòng chủ tịch đường nhận công tác. Việc này, ha ha. Diệp Phàm cười không nói nên lời. Những gì Lý Khiếu Phong nói cũng là sự thật.
những trang thiết bị Diệp Phàm mang một đi không trở lại đều là thành quả công nghệ cao của tổ đặc nhiệm A. Những thiết bị theo dõi trong đêm, áo chống đạn, giày chống đạn, huyết trích tử đều là do các chuyên gia của bộ phận khoa học năng lượng của tổ đặc nhiệm A làm cho hắn, không nói đến những thứ đồ khác. Đúng vậy thôi, làm người cũng phải biết đủ. Không thể nói là cậu làm nhiều việc ở tổ đặc nhiệm A thì có thể đòi hỏi. Tổ đặc nhiệm A tiêu phí cho cậu nhiều hay ít. Hơn nữa, những đồ công nghệ cao này cậu có nhiều tiền cũng không thể mua. Huống chi, cậu đừng tưởng rằng tôi không biết. Cậu sai khiến Trương Hùng làm nhiều hay ít việc, có bao nhiêu bí mật tình báo không phải y đều nói ra sao. Bằng không, bản thân cậu muốn đi thăm dò thì hiệu quả cũng suy giảm. Có tra được hay không là vấn đề lớn. Đây là việc mà cậu phải dùng để bộ môn đặc thù của quốc gia mới có thể làm được. Ngẫm lại xem, cậu có một chức phó tổ trưởng có được nhiều hay ít ưu đãi. Cho nên, cậu cùng đừng chỉ nghĩ đến ưu đãi mà không nghĩ đến làm việc. Có thể nhân tiện làm chút việc cũng nên làm, miễn cho có người nói sau lưng rằng cậu chiếm gầm cầu không làm gì. Cậu làm ra thành tích thì người khác tự nhiên không dám lải nhái có phải hay không? Đây là công lao làm cho người ta câm miệng nhắm mắt có phải không? Cứ mặc kệ cậu sử dụng thành viên tổ đặc nhiệm A nhưng người ta thì không ngốc, người ta đều theo dõi hết. Lý Khiếu Phong lại nói tiếp. Tốt lắm, lão Lý, tôi sắp bị các ông cho thương tích đầy mình rồi. Thật ra, chưa một lần nào tôi làm việc mà không tạo ra thành tích cho tổ đặc nhiệm A. Nói như nước Nguyên hôm trước không cần nói những cái khác, chỉ là nói về tiền tổ đặc nhiệm A đã thu được 5-60 triệu. Đừng nói viên thuốc tôi muốn làm ra. Không phải hơn một nửa đều bị tổ đặc nhiệm A mang đi để đột phá bản lĩnh đội viên sao? Làm ra sách đi, đều bận việc vì quốc gia, đó vẫn là của cá nhân tôi. Nói thật, tôi thiệt muốn chết, quốc gia cấp cho tôi một chút trang bị cũng không có gì đúng không? Diệp Phàm nói, cũng đúng thế, ở Hợi Nam cậu đã đưa về hai đội viên cho tổ đặc nhiệm A. Đối kháng với nhà họ Tô ở Bắc Kinh cậu cũng kéo về hai đội viên. Không tồi, không tồi, nếu không, cậu ra tay vài lần, trêu chọc mấy gia tộc lớn của Trung Quốc, hay cả cái gì là tứ tú Trung Quốc, lục tôn, ngũ cực một lần đi. Ít nhất mang mấy người này về tuyệt đối là có công lớn. Lý Khiếu Phong cười cười, người buồn bực tất nhiên là Diệp Phàm rồi. Không nhịn được có chút lớn tiếng nói. Lão Lý, da mặt của ông cũng không tệ nhỉ, ban đầu còn tưởng là tôi dày, hiện tại thì biết rồi. Có lẽ tôi thấy tôi nên đi trước. Diệp Phàm nói xong vội vàng đi về. Cậu nhóc này, vừa thấy có việc đã chạy trốn giống như con thỏ. Lý Khiếu Phong không khỏi cười mắng, nhìn bóng dáng Diệp Phàm có chút sững sờ. Ba gọi cậu ấy là cậu nhóc, người ta tốt xấu gì của phó tổ trưởng tổ đặc nhiệm A còn kiêm chủ nhiệm văn phòng trung ương, phó tránh văn phòng chủ tịch. Ba ép cậu nhóc này nhiều không tốt. Lý Long oán giận nói. Sao thế? Có thể để Lý Khiếu Phong tôi gọi hắn là cậu nhóc là tôi quan tâm đến hắn. Con đừng rông dài, tôi cứ thích gọi như vậy thì gọi như vậy. Tôi không thích thì gọi gì, đừng chỉ nhìn trong quan trường là thôi, lão Lý tôi không thích như vậy. Quy củ chó má, phiền toái muốn chết, nhìn thấy là phải gọi bí thư chủ tịch tỉnh có phải phiền hay không? Lý Khiếu Phong trừng mắt nhìn con một cái hừ nói. Không phải là ba cũng thích người ta gọi là Lý Tướng Quân sao còn nói người khác cái gì? Mỗi người đều thích người ta gọi theo chức vụ đúng không, đây là uy phong. Lý Long nói thầm một câu, Lý Khiếu Phong vừa giơ tay, Lý Long vội vàng chạy lên tầng. Thằng nhóc này, chạy trốn còn nhanh hơn tên kia. Lý Khiếu Phong cười nói. Trung Viên Hải là Trung Viên Hải, Trung Hải và Nam Hải hợp lại, ở sườn Tây của Bắc Kinh. Diện tích ước chừng 1.500 mẫu, trong đó có diện tích mặt nước là 700 mẫu. Chữ hải trong Trung Vườn Hải là chữ hồ trong tiếng Mông Cổ. Ý là hồ nước. Bởi vì phía Nam Bắc Kinh gọi là Trung Viên, tên này có từ thời xưa, vẫn tiếp tục được sử dụng đến ngày nay. Hơn nữa, Trung Viên Hải và Bắc Hải tạo thành Tây Uyển Tam Hải. Tây Uyển Tam Hải là khuôn viên hoàng gia lâu đời của Trung Quốc. Trong đó Trung Hải xây dựng thời Kim, Nam Hải xây dựng thời Minh và những công trình xây dựng thời nhà Thanh cũng được coi là vườn thượng uyển của hoàng gia. Thời vua Khang Hy đã rời cung đến Tây Uyển, Trung Viên Hải lập tức trở thành trung tâm chính trị của triều nhà Thanh. Mà lãnh đạo quốc gia trên cơ bản đều làm việc ở Trung Viên Hải. Ngày đầu tiên đi làm. Ngày hôm trước mở một tiệc trà, mỗi đồng chí lĩnh một chút tiền lì xì nhỏ rồi tan họp. Đương nhiên,
mấy hôm nay là thời kỳ thích ứng, cũng chưa tập trung nhiều vào công việc lắm. Mà lễ mừng năm mới theo dân gian, phải qua Tết Nguyên Tiêu mới coi như chính thức chấm dứt. Trong thời gian này cũng không thể cử người xuống kiểm tra hay làm những việc gì lớn. Nếu thật như vậy thì làm cho người ta quá xui. Sau khi tan họp, Diệp Phàm đi thẳng đến văn phòng chủ tịch. Từ khi nhậm chức năm trước đến nay thật ra hôm nay mới đến đây đến chào hỏi. Bởi vì Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chỉ là chức vụ nghi lễ, cùng giống như Tổng thống là nhân vật số một ở nước ngoài. Bởi vậy, chỉ có bộ máy cấp dưới làm việc. Tuy nhiên, vì Chủ tịch nước Trung Quốc là do Tổng bí thư kiêm nhiệm mà Tổng bí thư lại là người đứng đầu đảng. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vẫn do đảng thành lập, cho nên, đảng lãnh đạo cả nước, chỉ huy cả nước. Vì vậy văn phòng cũng thiết lập bộ máy làm việc và phụ tá hùng mạnh. Được gọi là văn phòng của đồng chí Đường Hạo Đông, cũng là cơ cấu cấp thứ trưởng, như tránh văn phòng của Đường Hạo Đông chính là phó chủ nhiệm thường trực văn phòng Trung ương Đảng Khâu Hoa. Văn phòng bao gồm, phòng thư ký, phòng cơ yếu, phòng cảnh vệ, 4 phòng tổng hợp các bộ môn. Biên chế trên dưới 20-30 người, bao gồm thư ký của các lãnh đạo chủ chốt, thư ký riêng, cảnh vệ, tham mưu. Đến giờ, đồng chí Khâu Hoa cũng không nói về công tác của Diệp Phàm ở văn phòng chủ tịch. Cho nên, Diệp Phàm cũng không hiểu ra sao. Hắn nghĩ có lẽ chỉ treo một chiếc trên đầu như vậy thôi, chủ yếu là vẫn là ở phòng kiểm tra bên văn phòng Trung ương Đảng. Chỉ có điều, vì sao cấp cho hắn một hư chức như vậy Diệp Phàm nghĩ nát óc vẫn không biết tại sao. Tuy nhiên, khi vào tòa nhà làm việc bí ẩn của Đường Hạo Đông, tim Diệp Phàm vẫn đập nhanh hơn. Chó chết, Chủ tịch Đường đã gặp mặt rồi, còn sợ một tòa nhà sao? Diệp Phàm tự mắng mình một câu, nhanh chóng hít một hơi thật sâu, tự nhủ mấy lần, cảm giác thấy tốt hơn một chút. Tuy nhiên, vẫn có chút hồi hộp. Chủ nhiệm Khâu Hoa đang ở đây. Diệp Phàm trực tiếp tìm văn phòng anh ta. Thấy Vệ Chí Kiệt đang ngồi trước bàn làm việc xem tài liệu. Vừa thấy Diệp Phàm, Vệ Chí Kiệt lập tức đứng lên, khom người nhìn Diệp Phàm cười nói. Chủ nhiệm Diệp, chúc mừng năm mới. Vệ Chí Kiệt đã gặp Diệp Phàm vài lần, cũng đã biết. Chúc mừng năm mới thư ký Vệ. Diệp Phàm cũng thân thiết cười nói. Cảm thấy người thanh niên này không tồi, không có chút cao ngạo nào. Chủ nhiệm Khâu đang ở trong văn phòng. Sáng nay khi vừa đến anh ấy đã nói có chủ nhiệm Diệp đến gặp, ngài cứ trực tiếp vào là được. Vệ Chí Kiệt nói xong nhìn Diệp Phàm một cái nói. Chủ nhiệm Diệp thích loại trà nào? Hồng trà tôi không thích, cứ cho tôi trà xanh là được. Những loại như thiết quan âm linh tinh tôi không phải là người sành trà, chỉ là đồ uống thôi. Diệp Phàm thuận miệng cười nói bước về phía văn phòng. Chủ nhiệm Diệp nói đùa, vậy thì Long Tỉnh Tây Hồ thì thế nào? Vệ Chí Kiệt hỏi ý kiến, phải biết rằng thư ký Vệ cũng không phải luôn khiêm tốn như vậy. Chẳng qua, đối mặt với chủ nhiệm Diệp, y đặc biệt cung kính. Việc này đương nhiên là chủ tịch Diệp được trọng dụng ảnh hưởng đến y. Nghe nói trong Tiết Thanh Minh người ta chế biến trà Long Tỉnh, gọi là Minh Tiền Long Tỉnh, ca ngợi các cô gái, còn có cả câu thơ, đó chính là Long Tỉnh Tây Hồ đúng không? Diệp Phàm thuận miệng cười nói, không ngờ có ý khoe khoang. Thật ra năm trước đến nhà họ Phí uống trà ngẫu nhiên nghe được, hiện tại đúng lúc dùng đến. Bằng không, cũng không thể để người khác coi thường chủ nhiệm Diệp của văn phòng Trung ương không biết về các thú chơi tao nhã. Ha ha, chủ nhiệm Diệp, Long Tỉnh Tây Hồ là trà hạng nhất của nước ta. Sản xuất ở vùng núi Long Tỉnh, Tây Hồ, Hàng Châu, Giang Nam, lịch sử chia làm 5 loại, Sư, Long, Vân Hổ Mai. Trong đó nhiều người cho rằng Sư Đỉnh có phẩm chất tốt nhất. Búp trà thẳng, màu nước vàng óng như màu gạo lứt, vị tươi dịu, hương thanh cao. Thư ký Vệ cười nói. Thư ký Vệ hiểu biết nhiều, nghe nói trà Long Tỉnh rất thịnh thời Tống và thời Minh. Trong triều Thanh lại gọi là trà búp Minh Tiền, thời Cốc Phú gọi là chè xuân, thường nói chè xuân trà là thượng phẩm, trà búp Minh Tiền là chớ phẩm. Long Tỉnh trà là khi pha trà búp trà thẳng, màu nước vàng trong, hương bốn phía, rất đậm đà thường gọi là nhất kỳ nhất súng. Vậy nếm thử một chút trà búp Minh Tiền Long Tỉnh đi. Diệp Phàm thản nhiên cười tiếp tục khoe khoang. Đương nhiên cũng không thể làm cho thư ký Vệ quá bận, nếu không chủ nhiệm như hắn cũng quá lắm. Việc này, vẻ mặt Vệ Chí Kiệt đột nhiên hơi khó coi vẻ như đang ngượng ngùng. Sao thế, không có có phải không? Diệp Phàm hơi sửng sốt, cười. Chủ nhiệm Diệp, thật sự là chỗ tôi không có cực phẩm Long Tỉnh này. Cấp trên có quy định.
loại này rất quý. Tuy nhiên, một chút thì vẫn có, nếu không thì dùng loại này đi, uống cũng không khác lắm, chỉ hơi kém hơn một chút thôi. Thư ký vệ vẻ mặt xấu hổ nói. Cũng đúng, nghe nói một cân phải hơn 10.000, hơn nữa số lượng rất ít, dùng để chiêu đãi khách thật sự lãng phí. Diệp Phàm cười cười tùy tay lấy túi ra một hộp nhỏ nói. Đúng lúc tôi có một hộp, là mượn gió bẻ măng từ nhà người khác, cảm giác cũng không tệ. Việc này, chủ nhiệm Diệp tôi sao có thể sử dụng của anh? Đây có lẽ là lãnh đạo tặng cho anh. Vệ Trí Kiệt miệng run run, ánh mắt nhìn hộp long đỉnh lập tức người này lớn hơn một ít trong đôi mắt ưng của Diệp Phàm. Diệp Phàm biết, Vệ Trí Kiệt cũng đã nhìn ra một chút manh mối. Bởi vì, tiểu vệ đã gặp rất nhiều lãnh đạo cấp cao. Loại trà long tỉnh được đóng gói cho lãnh đạo cao cấp quốc gia Vệ Trí Kiệt có thể không uống qua nhưng chắc chắn sẽ gặp qua. Diệp Phàm đương nhiên cũng lấy từ nhà họ Phí đến. Phí Nhất Hoàn làm một trong 9 ủy viên thường vụ, hưởng thụ cấp bậc đãi ngộ lãnh đạo cao cấp. Sản phẩm cao cấp này đương nhiên hiếm thấy. Nghe nói loại trà long tỉnh cực phẩm này là do quân khu quản lý, chuyên cung cấp cho lãnh đạo. Không sao, pha đi. Diệp Phàm nhẹ nhàng đặt hộp long tỉnh lên bàn rồi bước vào phòng chủ nhiệm Khấu Hoa. Chương 2079, công việc của cậu là. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng biết, trà long tỉnh này chắc chắn chủ nhiệm Khấu Hoa cũng có, tuy nói cấp bậc của anh ta không được hưởng thu loại trà này nhưng, vị trí quan trọng của anh ta có thể có loại trà long tỉnh cũng là bình thường. Đương nhiên số lượng cũng không phải là nhiều. Diệp Phàm mất nhiều công sức như vậy. Đơn giản chỉ là để kéo gần quan hệ giữa hắn và Khâu Hoa. Hơn nữa, cũng là dùng cái này để cho Khâu Hoa một chút tin tức. Tin rằng Khâu Hoa nhìn đến hộp trà này sau đó sẽ liên tưởng đến cái gì đó. Cũng chính là trà này xuất xứ ở đâu, Diệp Phàm lấy ra từ chỗ nào. Đây cũng là ám chỉ với Diệp Phàm sau lưng hắn có bí ẩn nhất định. Nếu hắn trực tiếp nói với Khâu Hoa là người nhà họ Phí đưa người ta sẽ nói hắn khoe khoang, lòng dạ nhỏ nhen. Cứ dùng một hộp trà để Khâu Hoa liên tưởng cũng là cách tốt. Ngồi đi đồng chí Diệp Phàm. Khâu Hoa thấy Diệp Phàm bước vào thuận tay cầm văn bản trên bàn chỉ vào ghế xoay đối diện nói. Văn phòng Khâu Hoa thiết kế cũng rất đơn giản, ngoại trừ bàn làm việc lớn là mấy cái ghế xoay và giá sách lớn trong đầy sách và mấy đồ trang trí. Chủ nhiệm Khâu, ngại qua, chuyện Giang Đô kéo dài, đến đây cũng đã mấy ngày, hôm nay mới đến báo cáo được. Diệp Phàm nhẹ nhàng ngồi xuống nói. Lúc này thư ký vệ nhẹ nhàng gõ cửa sau khi bước vào đặt ấm trà xuống trước mặt hai người. Chủ nhiệm Khâu có lẽ có chút khát thuận tay cầm lấy chén trà, dùng nắp cào một chút lá trà. Đột nhiên ánh mắt Khâu Hao không khỏi nhìn những lá trà, ngẩng đầu nhìn thư ký vệ một cái hỏi. Ở đâu ra vậy? Chủ nhiệm Diệp vừa mang đến. Thư ký vệ đáp. Trà Búc Minh Tiền được chế biến từ lá trà hái trong Tiết Thanh Minh, ít bị sâu bệnh phá hoại. Lá xanh nong, màu đẹp, vị cũng đậm đà, là trà cao cấp. Ngoài ra thời tiết Thanh Minh nhiệt độ không khí thấp, mầm trà cũng ít tốc độ sinh trưởng chậm sản lượng thấp, cho nên thường nói trà Búc Minh Tiền quý như vàng. Chủ nhiệm Diệp cảm ơn, trà rất ngon. Khâu Hoa cũng tỏ vẻ một chút, hơn nữa khách khí một chút. Diệp Phàm hiểu trà này đã có tác dụng. Điền Giang được gọi là tổng quản của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, còn Khâu Hoa thì là nhị tổng quản. Nhị tổng quản quản lý những việc nội bộ. Nhập trà long tỉnh là do Khâu Hoa phụ trách, cho nên, anh ta biết rõ. Bởi vì loại trà này không thể mua ở chợ, nếu có thể mua cũng không thể nói là tuyệt phẩm, cho nên, Khâu Hoa rất rõ ràng về loại trà này. Có lẽ quen thuộc rõ ràng hơn Diệp Phàm nhiều lắm. Tuy nhiên, từ hộp trà này có thể khẳng định là phía sau Diệp Phàm có người cho hắn. Diệp Phàm còn chưa tới cấp bậc có thể hưởng thụ sản phẩm đặc biệt này. Chỉ có điều, có thể được cho loại trà rất tốt của lãnh đạo này, thì Khâu Hoa cũng muốn. Khâu Hoa chỉ có thể kết luận, hẳn là một trong 9 vị lãnh đạo kia. Hoặc là một số lãnh đạo cấp cao về hưu cũng được hưởng chính sách đãi ngộ này, chỉ có điều số lượng không nhiều thôi. Tuy nhiên, mặc kệ là về hưu hay không, người ta đã từng đảm nhiệm vị trí lãnh đạo quan trọng, mối quan hệ rất phong phú. Tuy nhiên, rốt cuộc là ai? Khâu Hoa đành phải lúc có thời gian mới có thể cân nhắc. Chỉ là một hộp trà, có gì phải cảm ơn, chủ nhiệm Khâu quá lời rồi. Diệp Phàm bình tĩnh lại, thuận miệng nói một cách tự nhiên. Chủ nhiệm Diệp hút thuốc chứ? Khâu Hoa cười nói. Thuốc thì bình thường mỗi ngày phải một bao, có khi phải thức đêm làm việc thì hút thuốc cũng nhiều hơn, ngày một hai bao.
những người như chúng ta, rất nhiều chuyện phải hao tổn tâm trí. Chủ nhiệm Khâu có lẽ còn nhiều hơn. Diệp Phàm nói, đôi mắt Ưng đã quan sát thấy giữa hai ngón tay của Khâu Hoa đã ngả vàng. Tuy nói đi theo lãnh đạo nên chủ nhiệm Khâu Hoa cũng rất chú ý đến chi tiết này. Bình Hát Tường đều dùng tẩu để hút thuốc, sợ ảnh hưởng đến ngón tay. Nhưng Diệp Phàm có đôi mắt Ưng vẫn có thể phát hiện chi tiết rất nhỏ này. Ha ha, tôi hút nhiều hơn một chút, không có cách nào, dù biết hút thuốc có hại cho sức khỏe, nhưng mình cũng không cai được. Nhiều việc giống như cậu nói vậy, chuyện cần chúng ta suy nghĩ rất nhiều. Người ngoài thấy chúng ta rất ngăn nắp, đi theo Lã Đao có người tiền hô hậu ủng. Đi ra ngoài đều có xe cảnh sát mở đường, thảm hồng nghênh đón. Thật ra, một quốc gia lớn như vậy, việc phải suy nghĩ nhiều lắm. Đặc biệt lãnh đạo, cậu thấy không, các lãnh đạo thế hệ trước đều nghiện thuốc lá cả. Bởi vì, không có thuốc là không thể nâng cao tinh thần. Đương nhiên, thế hệ lãnh đạo mới đều chú ý đến những việc này. Thuốc lá cũng không thể thiếu với các lãnh đạo. Phó chủ nhiệm Khâu hình như đang nói việc riêng lại nói về công việc. Anh ta nhìn thư ký vệ một cái nói. Trà ngon của chủ nhiệm Diệp chúng ta không thể không thưởng thức, tiểu vệ, cậu cũng uống một ly đi. Còn nữa để khi chủ nhiệm Diệp đi thì lấy ra hai bình rượu. Bỏ đi, phó chủ nhiệm Khâu sao có thể thế được. Diệp Phàm cố ý nói thật ra cũng muốn xem phó chủ nhiệm Khâu có thể cho mình rượu gì. Cấp bậc chắc chắn sẽ không thấp, nếu không, anh ta cũng ngại đưa ra. Ha ha, không việc gì, chỉ là hai bình Mao Đài thôi. Khâu Hoa cười, thư ký vệ gật đầu rồi nhẹ nhàng ra ngoài, có lẽ là đi chuẩn bị. Phó chủ nhiệm Khâu, anh nói về công việc của tôi ở bên này một chút. Nếu không, đến giờ tôi cảm thấy bên này chỉ treo hư danh. Nếu không, cứ thế dù sao cũng vô dụng, nên để cho đồng chí khác vậy. Tôi biết nhân sự của các anh bên này cũng rất ít, có thể thêm một đồng chí hỗ trợ cũng tốt hơn. Mà tôi ở phòng thanh tra bên kia, có lẽ không có nhiều thời gian cho bên này. Diệp Phàm hỏi, thật ra đang lấy lùi làm tiến. Chức phó chánh văn phòng Diệp Phàm cũng không muốn bỏ qua. Huống chi, chức vụ này thực sự có ảnh hưởng. Đi xuống làm việc gì các cán bộ đều nhìn thấy điểm này. Hơn nữa, sau này để bạt gì đó người ta dù sao cũng quan tâm đến lý lịch này. Để sau này lãnh đạo nhìn thấy tất nhiên sẽ liên tưởng đến cái gì đó. Nhất định sẽ quan tâm đến anh hơn. Ha ha, tôi không quyền lấy lại chức vụ này của cậu. Phó chủ nhiệm này của cậu là ban tổ chức cán bộ trung ương chính thức bổ nhiệm. Khâu Hoa cười cười nhìn Diệp Phàm một cái nói. Hơn nữa, bên chúng tôi thật sự cần cậu. Mỗi một chức vụ đều không thể để trống, đặc biệt là bên này. Có thể nói mỗi vị trí đều là những vị trí mấu chốt. Tiếp theo sẽ nói chuyện công tác của cậu, bởi vì cậu còn phụ trách phòng thanh tra bên kia, cho nên, chúng tôi cũng suy xét đến việc cậu nhiều việc, chuyện bên này không phải là rất nhiều. Nhưng, không nhiều không có nghĩa là không quan trọng, ngược lại, công việc của cậu ở bên này đặc biệt quan trọng. Khâu Hoa rông dài một hồi, Diệp Phàm nghe không hiểu ra sao. Thấy Khâu Hoa tỏ vẻ khát nước uống nước, Diệp Phàm không thể không nhân cơ hội hỏi. Chủ nhiệm Khâu, bên này rốt cuộc tôi làm gì? Bên chỗ chúng tôi cũng không nhiều nhân viên, chỉ có 30 người. Tuy nhiên, công việc phụ trách thật ra không ít. Mà phó chủ nhiệm như anh phân công quản lý công tác bên này chính là phòng cảnh vệ. Đương nhiên, xem xét đến việc cậu còn giữ chức phó tổ trưởng tổ đặc nhiệm A lại còn kiêm chức chủ nhiệm phòng thanh tra. Công việc chủ yếu của cậu là ở bên phòng thanh tra bên kia, bên này nếu nhiều việc sẽ gọi cậu tới. Nếu không bảo cậu từ bên phòng thanh tra sang đây phụ trách phòng cảnh vệ chắc chắn cậu không vui. Tính cách của cậu chúng tôi biết, thích đảm nhiệm công tác lãnh đạo ở địa phương, quy hoạch một phương tạo phúc cho dân chúng là suy nghĩ của cậu. Điều này chúng tôi cũng không phản đối, ngược lại có người vì nước như cậu thật là phúc của dân của nước. Cho nên, phòng cảnh vệ có người phụ trách giúp cậu, cậu ta là Tống Phi Vân, cũng là một đội viên chính thức của tổ đặc nhiệm A. Là người phụ trách công tác cảnh vệ cụ thể. Mà cậu là lãnh đạo của gã. Chỉ cần phụ trách chỉ huy một chút là được. Sau này, bên này có nhiệm vụ gì, tôi sẽ bảo cậu ta báo cáo cho cậu. Hơn nữa, cậu còn có nhiệm vụ, chính là phối hợp với đồng chí Thiên Thông đảm bảo an toàn cho đồng chí Đường Hạo Đông khi xuất hành. Chủ nhiệm Khâu nghiêm túc nói. Bởi vì, nói đến công tác là chuyện rất nghiêm túc, không thể qua loa. Công tác đảm bảo an toàn cho đồng chí Đường Hạo Đông là công tác quan trọng bậc nhất. Thiên Thông,
Diệp Phàm nhắc lại suýt nữa thì bật cười thành tiếng, không ngờ còn có cái tên lạ như thế này. Hơn nữa, hình như cũng không có họ Thiên, có lẽ là biệt danh mà thôi. Ha ha, cậu cảm thấy buồn cười có phải không? Lúc đó tôi nghe xong cũng cảm thấy buồn cười. Thật sự là không có họ Thiên. Tuy nhiên, đây là tên thật của gã, cao thủ các cậu đều có tính tình kỳ quái. Nghe nói trước đây có người nói tên này rất lạ, yêu cầu Thông Thiên sửa lại. Chủ yếu là tránh việc hiểu lầm, Thiên Thông Thiên Thông có khả năng Thiên Thông. Tuy nhiên, Thiên Thông vẫn giữ tên của mình, cho nên cứ gọi là thế. Chủ nhiệm Khâu thản nhiên cười nói. Tôi còn tưởng rằng đồng chí Lang Phá Thiên phụ trách công tác cảnh vệ bên này. Diệp Phàm nói. Đồng chí Lang Phá Thiên là người phụ trách toàn cục, đương nhiên, khi có việc ra ngoài thì phạm vi bảo vệ cũng lớn. Bởi vì, địa hình bên ngoài phức tạp, tình hình đột phát cũng khá nhiều. Cho nên, người cũng phải gia tăng. Cho đến lúc này, sẽ cần đến Lang Phá Thiên phối hợp với đồng chí Thiên Thông. Đương nhiên, bình thường thì an toàn bên này do đồng chí Thiên Thông phụ trách. Mà công việc cụ thể của phòng cảnh vệ là do chủ nhiệm Tống Phi Vân phụ trách. Cậu cũng đến rồi thì là do cậu phối hợp với Thiên Thông. Hơn nữa, cảnh vệ các cậu ngoài Tống Phi Vân phụ trách công việc cụ thể, Thiên Thông lãnh đạo bên ngoài, còn có một tham mưu cấp cao là Cổ Thuận. Khi có việc cậu cũng phải cùng gã trao đổi một chút. Tuy nhiên, tôi phải nhắc nhở cậu trước, Cổ Thuận tính tình cũng cổ quái ha ha. Chủ nhiệm Khâu cười hai tiếng. Tuy nhiên, Cổ Thuận quái thế nào cũng không nói. Vì công việc phức tạp nên lãnh đạo sắp xếp 3-4 tổ viên chính thức của tổ đặc nhiệm A cũng là bình thường, bởi vì đây là an toàn lãnh đạo cấp cao nhất. Tôi hiểu rồi. Diệp Phàm nói. Như vậy đi, để tôi cùng cậu đến phòng cảnh vệ xem, cậu cũng phải gặp mấy đồng chí một chút. Khâu Hoa nói đang định đứng lên thì điện thoại reo lên. Một hồi rồi thả điện thoại xuống nhìn Diệp Phàm một cái nói. Tôi có việc phải ra ngoài, chuyện sang phòng cảnh vệ phải hoãn lại một chút. Chương 2080, anh sai quá rồi. Anh bận thì tôi tự đi là được, dù là ngay ở đây cũng dễ tìm, không cần phiền toái. Diệp Phàm nhìn thoáng Khâu Hoa một cái. Như vậy, Khâu Hoa hơi do dự nhìn Diệp Phàm một cái, gật gật đầu nói. Vậy cũng đúng, nếu không thì phải chờ tôi ngày mai ngày kia mới được. Tiểu vệ phải theo tôi ra ngoài, bằng không tôi bảo y đi cùng cậy. Như vậy đi. Tôi bảo mấy người cùng đi với cậu vậy. Khâu Hoa sắp xếp xong sau đó vội vàng đi trước. Diệp Phàm chờ ở phòng khách bên ngoài chốc lát sau có một nữ đồng chí bước vào. Diện mạo bình thường, dáng người có lẽ khoảng 1m6. Tuổi có lẽ 20 mấy tuổi, cô nhìn Diệp Phàm một cái sau đó lại nhìn quanh phát hiện không có người. Cô gái hơi do dự, vẻ không chắc chắn hỏi Diệp Phàm. Anh là chủ nhiệm Diệp. Là tôi, cô là... Diệp Phàm nhìn cô hỏi, có lẽ là Ngô Anh thấy mình trẻ tuổi không dám nhận đây là phó chủ nhiệm. Phải biết rằng, có thể ngồi vào vị trí của Diệp Phàm hôm nay, cũng phải trên 40 tuổi, thậm chí 50 tuổi cùng là bình thường. Bởi vì không có kinh nghiệm người ta không thể cho ngồi ở vị trí này. Người trẻ tuổi kinh nghiệm quá ít, tư cách cũng quá non. Diệp Phàm nếu không có công phu phù hợp với công tác của cảnh vệ, bằng không cũng không tới phiên hắn đến chỗ này. Phó chủ nhiệm Diệp. Chào anh, tôi là Ngô Anh của phòng tổng hợp. Vừa rồi chủ nhiệm Khâu gọi điện nói tôi dẫn ngài đến phòng cảnh vệ. Vẻ mặt Ngô Anh chợt kinh ngạc rồi biến mất ngay, tuy nhiên, lập tức bình tĩnh lại. Xem ra những người ở văn phòng chủ tịch đều là những người đã qua rèn luyện. Vậy phiền phó chủ nhiệm Ngô rồi. Diệp Phàm biết Ngô Anh là phó phòng tổng hợp, theo cấp bậc thì là cấp cục trưởng. Bình thường chủ nhiệm các phòng đều là cấp phó giám đốc sở. Diệp Phàm là cán bộ cấp giám đốc sở, phó chánh văn phòng chủ tịch như Khâu Hoa là cán bộ cấp thứ trưởng. Phòng cảnh vệ cũng không phải là một văn phòng là một khu riêng, mỗi tầng đều có mười mấy gian làm việc. Đương nhiên, nhân viên bình thường thì ba người một gian, lãnh đạo thì đương nhiên mỗi người một gian. Bên ngoài là phòng làm việc của thư ký, sau đến gian tiếp khách sau đó mới là văn phòng của lãnh đạo, hơn nữa có còn phòng nghỉ nhỏ. Không lâu sau tới phòng cảnh vệ. Bởi vì trước đó nhận được thông báo, cho nên, các đồng chí phòng cảnh vệ đã tập trung ở phòng hợp nhỏ của đội. Mọi người cùng chào đón chủ nhiệm Diệp. Ngô Anh vừa mới bước vào cửa đã vỗ tay nói. Diệp Phàm mỉm cười bước vào phòng họp, phát hiện ngồi xung quanh chiếc bàn nhỏ là 6 người, đây là toàn bộ thành viên của đội cảnh vệ. Đương nhiên,
thật ra phòng cảnh vệ chỉ là cơ cấu chỉ huy. Ở đây căn bản không có nhân viên, tất cả đều là các đồng chí cấp trưởng phòng trở lên. Mà khi có chuyện, phòng cảnh vệ điều hành, người làm việc chính là bên chỗ Lang Phá Thiên. Xin chào các đồng chí, tôi là Diệp Phàm, mới được điều đến văn phòng trung ương mấy ngày. Tuy nhiên, bên kia tôi phụ trách phòng thanh tra cho nên, hôm nay mới đến bên này được. Diệp Phàm tươi cười nói. Chủ nhiệm Ngô, cô giúp tôi giới thiệu các đồng chí một chút. Đây chính là chủ nhiệm phòng cảnh vệ Tống Phi Vân. Ngô Anh chỉ vào một người thanh niên hơn 30 tuổi nói, người này tuy là trẻ tuổi nhưng tướng mạo nhìn khá điềm tĩnh. Râu cạo sạch sẽ, áo sơ mi màu đen tiêu chuẩn, nhìn qua rất nghiêm túc. Chào chủ nhiệm Diệp, tôi là cấp dưới của anh, Tống Phi Vân. Tống Phi Vân cũng tươi cười nói sau đó giơ tay bắt tay Diệp Phàm. Tuy nhiên, Diệp Phàm vừa mới nắm tay đã cảm nhận được lực từ tay Tống Phi Vân truyền đến. Cảm giác tay căng thẳng, cũng cho hắn uy thế phủ đầu. Bởi vì Tống Phi Vân cũng là thành viên chính thức của tổ đặc nhiệm A. Tuy nhiên, luôn làm việc ở bên này, ngay cả tổng bộ tổ đặc nhiệm A cũng ít đi. Mà chức phó tổ trưởng của Diệp Phàm giữ bí mật cũng khá cao, Tống Phi Vân căn bản không biết Diệp Phàm là phó tổ trưởng tổ đặc nhiệm A. Thời đại này, có bản lĩnh đều muốn thử nước. Trước kia khi đến huyện Ma Xuyên, cục trưởng cục công an thành phố không phải cũng bị Diệp Phàm nắm tè ra quần sao? Diệp Phàm thầm hừ một tiếng, không thể hiện ra mặt, vẫn tươi cười cùng Tống Phi Vân bắt tay. Tuy nhiên, thế lực càng ngày càng lớn, Diệp Phàm quyết định cho gã một bài học, tay căng lên, dùng một lực mạnh đẩy lại. Mới đầu cảm nhận được lực của mình dường như biến thành vô hình trên tay chủ nhiệm Diệp. Mà bàn tay chủ nhiệm Diệp vẫn mềm mại không có chút gắng sức nào. Việc này dường như thay đổi, bàn tay mềm mại của chủ nhiệm Diệp đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa ngày càng cứng rắn, nhanh chóng trở nên khó chịu. Chủ nhiệm Tống đau đến mức đau nhức, đôi mắt ưng của Diệp Phàm phát hiện, trán Tống Phi Vân đã toát một chút mồ hôi. Hơn nữa, khóe miệng không khỏi co giật vài cái. Thấy trình độ đã đủ, Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Chủ nhiệm Tống thật là nhiệt tình khi bắt tay. Ha ha, tôi là cấp dưới của anh mà, đương nhiên phải nhiệt tình khi chào đón lãnh đạo rồi. Tống Phi Vân không ngờ cười nói. Tuy nhiên, có thể ngồi ở phòng cảnh vệ, toàn bộ đều là các đồng chí có bản lĩnh. Không ai là kẻ ngốc cả. Tống Phi Vân bắt tay với Diệp Phàm gần 2 phút đồng hồ. Tuy nói vẻ mặt hai người đều không có biến hóa gì. Nhưng các đồng chí ngồi đây đều hiểu, có lẽ chủ nhiệm Tống muốn cho chủ nhiệm Diệp một uy thế phủ đầu. Bởi vì, chủ nhiệm Tống làm việc này cũng không phải là lần đầu. Chỉ có điều, chủ nhiệm Diệp không hề việc gì, mọi người cũng đoán được kết quả. Có lẽ là chủ nhiệm Tống phải ngậm bồ hòn. Nhất thời, Diệp Phàm liền làm cho mấy người của phòng cảnh vệ khâm phục chỉ sau một cái bắt tay. Đây là lập uy, đối mặt với những người đều có thân thủ, không lập uy sau này căn bản không thể ngồi vững ở đây. Sau này bắt tay với các đồng chí khác sẽ không gặp chuyện phiền toái này. Bởi vì đường đường chủ nhiệm Tống Phi Vân cao thủ cũng phải ngậm bồ hòn, tất nhiên không ai muốn tự làm mất mặt mình. Tuy nhiên, khi Diệp Phàm giơ tay ra định bắt tay với một lão già béo tròn, nghe nói chính là cố vấn cảnh vệ Vao Cao Cổ Thuận. Không ngờ lão già này thản nhiên nhìn Diệp Phàm một cái nói. Chủ nhiệm Diệp, cậu rất trẻ tuổi, Cổ Thuận tôi nghi ngờ năng lực quản lý của cậu. Cảnh vệ của chủ tịch sao có thể là trò đùa, cậu? Không ổn, không ổn. Vừa rồi có nghe Khâu Hoa đề cập qua, nói Cổ Thuận có chút quái, Diệp Phàm cuối cùng cũng lĩnh giáo sự quái của lão già này. Nghe nói Cổ Thuận là cố vấn cảnh vệ cấp cao của văn phòng chủ tịch. Người này chẳng những bản lĩnh, hơn nữa, thích làm trái lại người khác. Có nghĩa là thế nào? Thật ra, Cổ Thuận hơi giống như ngự sử thời xưa. Trong công tác cảnh vệ, anh đưa ra một phương án nào đó thì Cổ Thuận sẽ tham mưu đề xuất ý kiến trái ngược. Thật ra, như vậy cũng có ưu điểm. Khi có người nhìn chằm chằm vào đề xuất của anh, chắc chắn sẽ nhận ra những thiếu sót cũng có thể để anh có thời gian hoàn thiện phương án của mình. Làm cho phương án của anh càng hoàn thiện hơn, có lẽ đây là cấp trên cố ý sắp xếp, mục đích là xúc tiến công tác cảnh vệ càng thêm an toàn. Tuy nhiên, được phân công quản lý phòng cảnh vệ, Diệp Phàm tạm thời có chút khổ sở, người này nói trắng ra như vậy không ngờ không nể mặt hắn chút nào. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng không phải là chén đèn cạn dầu. Hắn không phải cậu thiếu niên mới đến đập nước thiên thủy. Vì thế cười nói. Tham mưu Cổ nói đúng,
tôi có chút trẻ. Tuy nhiên tôi trẻ như vậy có thể ngồi lên vị trí này, thì cũng chứng tỏ với anh một chút rằng Diệp Phàm tôi có năng lực. Bằng không, hay là tham mưu cố hoài nghi lãnh đạo ban tổ chức cán bộ Trung ương, còn cả lãnh đạo văn phòng Trung ương. Diệp Phàm lấy danh nghĩa lãnh đạo để phản bác lại Cổ Thuận, coi như rất khéo léo. Nghe nói chủ nhiệm Diệp công tác ở thành phố Đông Cống cũng chưa trải qua huấn luyện quân đội, cũng không có chút kinh nghiệm công tác liên quan đến công tác cảnh vệ, dựa vào cái gì đến phòng cảnh vệ bậy bạ. Đây là biểu hiện cực đoan vô trách nhiệm. Cổ Thuận thản nhiên hừ nói. Diệp Phàm phát hiện toàn thể các đồng chí đều đang nhìn chằm chằm hắn. Đặc biệt là Tống Vân Phi vừa rồi ăn thiệt ngầm, mắt anh lên một tia vui vẻ khi người khác gặp họa. Xem dáng điệu này thì lão già này không muốn sau này mình có thể sống yên ở phòng cảnh vệ. Ha ha, đồng chí Cổ Thuận, anh sai rồi. Diệp Phàm vẫn cười nhạt nói. Sai ở chỗ nào? Cổ Thuận nhìn chằm chằm Diệp Phàm, dường như muốn hỏi đến cuối cùng. Dầm một tiếng, Diệp Phàm đập bàn một cái nghiêm mặt. Hơn nữa hai mắt cùng nhìn chằm chằm Cổ Thuận lập tức hừ nói. Đồng chí Lão Thành, anh sai quá rồi. Vụ đại án ngư đồng ở Việt Đông anh đã từng nghe nói qua. Vì thế Bộ Công an còn phong cho tôi chức phó giám sát trưởng phong đôn đốc. Đến giờ cũng chưa lấy lại, chứng minh cái gì, chứng minh Bộ Công an cần Diệp Phàm tôi. Đó cũng chỉ có thể chứng minh cậu đã từng đảm nhiệm chức vụ bên công an. Giọng Cổ Thuận nhỏ đi một chút, tuy nhiên, mồm mép vẫn là khá mạnh mẽ, lão già này là người hay đâm chọc. Ha ha, Bộ Tổng Tham mưu tuyên bố Diệp Phàm tôi đảm nhiệm phó tư lệnh viên căn cứ Vịnh Lam Nguyệt ở Thủy Châu, khi đó Cổ Thuận anh uống trà ở đâu? Có lẽ tất cả mọi người đều nghe nói qua, Vịnh Lam Nguyệt có sân huấn luyện báo săn. Nói cách khác sân huấn luyện này lúc trước chính Diệp Phàm tôi quan hệ để sắp xếp. Đương nhiên hiện giờ tôi từ chức này rồi, hoàn toàn rời khỏi quân đội. Đây chứng minh cái gì đồng chí Cổ Thuận? Diệp Phàm từ bước ép tới. Ha ha, chứng minh chủ nhiệm Diệp đã đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong quân đội. Chủ nhiệm Diệp là người toàn tài, đã trải qua công tác công an, quân đội cũng đã từng đảm nhiệm chức vụ. Cho nên, phân công quản lý công tác cảnh vệ hoàn toàn đủ tư cách. Lúc này Lang Phá Thiên không ngờ vỗ tay từ cửa bước vào, y nhìn mọi người một cái nói. Thế nào, các đồng chí không chào đón Lão Lang tôi sao? Chương 2081, Lão Lang đến trợ giúp. Hoan nghênh, hoan nghênh. Tống Phi Vân nhìn ra ngoài, trên mặt lập tức nở ra nụ cười, hóa ra cũng có chút sợ Lão Lang. Bởi vì ông anh này không theo bình thường, có khi làm người ta tè ra quần cũng có thể. Tham mưu Cổ, anh thế nào? Lang Phá Thiên trừng mắt nhìn Cổ Thuận. Cục trưởng Lang có việc đến đây. Giọng Cổ Thuận dịu dàng đi không ít, xem ra, Lang Phá Thiên thật sự là nổi tiếng ở bên ngoài. Ha ha, nghe nói chủ nhiệm Diệp đến bên này, cho nên đến đây liên hệ với hắn một chút. Lang Phá Thiên vui vẻ hiếm thấy, nhìn Cổ Thuận liếc mắt một cái, nói. Chủ nhiệm Diệp, anh nói gì thì nói nhanh một chút nữa tôi có việc phải nói với, tôi ghét nhất lâu la dông dài. Nói xong, hôm nay chỉ là làm quen với các đồng chí một chút, cũng không có việc gì quan trọng. Huống chi, nhiệm vụ chính của tôi là bên phòng thanh tra, bên này tin rằng chó chủ nhiệm Tống và tham mưu Cổ cùng nhau phối hợp như vậy là đủ rồi. Diệp Phàm vẻ mặt bình tĩnh nói. Chủ nhiệm Diệp, tôi có việc muốn báo cáo anh. Lúc này đột nhiên Tống Phi Vân lên tiếng. Chuyện gì? Diệp Phàm nhìn Tống Phi Vân, thầm nói không phải là muốn làm con thiêu thân đến gây sự đó chứ. Là như vậy, phòng cảnh vệ chúng ta trước đây có quy củ. Hàng năm sau lễ mừng năm mới mọi người lơ là rèn luyện. Rèn luyện mỗi ngày không thể gián đoạn, đặc biệt là công tác đặc biệt như chúng ta, càng không thể thiếu được việc rèn luyện. Cơ thể lúc nào cũng phải ở trong trạng thái khỏe mạnh mới được, nếu không, khi cần không thể sẵn sàng được. Mà quy định này chính là muốn sang năm mới sắp xếp một đợt huấn luyện dã ngoại. Chủ nhiệm Diệp nếu đã đến đây vậy quy định huấn luyện dã ngoại này có nên tiếp tục hay không để tôi sắp xếp? Nếu chủ nhiệm Diệp có ý tưởng khác thì cũng cho tôi biết một chút, tôi cũng tiện sắp xếp lại phương án có phải không? Chủ nhiệm Tống ra vẻ xin chỉ thị nhưng thật ra có ý ép cung. Quy định từ xưa anh có thể thay đổi sao? Nếu sau này xảy ra chuyện gì ai chịu trách nhiệm? Năm vừa rồi làm như thế nào? Diệp Phàm ngồi im, nhấp một ngụm trà nhìn Tống Phi Vân hỏi. Hạng mục trong huấn luyện dã ngoại khác nhiều, một là về kiểm tra sức khỏe. Ví dụ như đi xuyên qua vòng lửa mất bao nhiêu thời gian.
Đây là một chỉ tiêu cứng, tất cả các thành viên đều được kiểm nghiệm. Nếu đồng chí nào không đủ tiêu chuẩn có thể cho thời gian để điều chỉnh. Nếu sau thời gian đó vẫn không đủ tư cách thì phải điều chỉnh cương vị công tác khác. Để đạt được tiêu chuẩn về sức khỏe phải trải qua rèn luyện gian khổ, gọi là huấn luyện ma quỷ cũng không đủ. Chủ nhiệm Diệp hẳn là đã xem phim Mỹ rồi chứ, huấn luyện đều giống như vậy. Ví dụ như huấn luyện đối kháng và có phục kích hoặc là mời bộ đội tinh nhuệ tiến hành diễn tập. Dù sao cũng nhiều hình thức, cần thời gian để chuẩn bị một chút. Dù sao, cũng phải cho các anh em thời gian để điều chỉnh sắp xếp có phải không? Tống Phi Vân vẻ mặt nghiêm túc nói. Y nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, nói. Đương nhiên, đây đều là do lãnh đạo quy định, cho nên, hiện giờ anh đã đến rồi, hoàn toàn có thể bỏ qua việc này hoặc đưa ra một quy định mới. Mẹ kiếp, muốn dùng biện pháp xưa cũ này để thử tôi sao? Diệp Phàm thầm mắng một tiếng, ánh mắt phát hiện Lang Phá Thiên bên cạnh không ngờ đang cười nhạt. Tất nhiên là đang cười Tống Phi Vân lần này có lẽ tự đem tảng đá đập vào chân mình. Diệp Phàm nói, quy định từ xưa không thể thay đổi, phải tiếp tục thực hiện. Nếu đã sử dụng nhiều năm như vậy chứng tỏ phương pháp này đã trải qua thực tiễn kiểm nghiệm có hiệu quả. Hơn nữa, chúng ta chẳng những không thể bỏ mà còn phải tăng cường công tác huấn luyện dã ngoại này. Các đồng chí, công việc của chúng ta có tính chất đặc thù, đặc biệt yêu cầu rất cao đối với sức khỏe. Không có sức khỏe, sao có thể bảo vệ tốt các lãnh đạo của chúng ta? Cho nên, phòng chúng ta mỗi người cũng không thể ngừng rèn luyện. Phương pháp huấn luyện dã ngoại này còn phải hoàn thiện hơn, còn phải tăng thêm một số hạng mục. Hơn nữa, còn phải bổ sung quy định này chính thức vào chương trình của phòng chúng ta. Hình thành một quy định chính thức bằng văn bản, phải có yêu cầu cao về thân thể đối với các đồng chí phòng cảnh vệ chúng ta. Đồng thời nhắc nhở mọi người không quên rèn luyện. Chúng ta không thể để người ngoài mắng chúng ta, càng không thể để các đồng nghiệp coi thường. Diệp Phàm nói đến đây cố ý nhìn Lang Phá Thiên một cái nói. Ví dụ như, chúng ta nói đừng để cục trưởng Lang cười, ha ha. Tống Phi Vân trong lòng thầm kêu hỏng rồi. Bởi vì nếu là năm vừa rồi có người dám nói thế chẳng chắn sẽ bị Lang Phá Thiên châm chọc. Phải biết rằng Lang Phá Thiên bản lĩnh rất cao, người ta là cao thủ bát đẳng. Ở cục cảnh vệ ngoài Thiên Thông có lẽ không ai có thể chống lại gã. Chủ nhiệm Diệp, nếu muốn tôi không cười thì cho Lang Phá Thiên tôi là người ngoài có một đề nghị thì thế nào? Lang Phá Thiên quả nhiên ra chiêu. Nghe gã nói như thế, các đồng chí phòng cảnh vệ đều lạnh toát trong lòng. Trong lòng thầm mắng Tống Phi Vân không có việc gì tự tìm việc. Phải để cục trưởng Lang đi rồi hãy nhắc lại quy định trước đây mới đúng. Người này đề xuất quy định cũ có lẽ là để khảo cửu chủ nhiệm Diệp. Không thể tưởng tượng được chủ nhiệm Diệp không hiểu được tính tình cục trưởng Lang, không ngờ giao việc này lên người gã. Đây không phải là không có việc gì tìm việc sao, xét cho cùng đều là do chủ nhiệm Tống gây ra. Người ngoài, không, cục trưởng Lang không phải là người ngoài. Vừa rồi chủ nhiệm Khâu có nối với tôi yêu cầu tôi phải học hỏi nhiều đồng chí Lang Phá Thiên trong công tác cảnh vệ. Bởi vì đồng chí Lang Phá Thiên làm công tác cảnh vệ trong nhiều năm, kinh nghiệm phong phú. Kinh nghiệm thực tế nhiều, hơn nữa, rất nhiều chuyện chúng ta phải phối hợp với nhau cùng làm tốt công tác bảo vệ có phải không? Diệp Phàm cố ý lắc lắc đầu vẻ mặt nghiêm túc nói. Ha ha ha! Lang Phá Thiên đột nhiên cười, nghe tiếng cười của gã các đồng chí trong phòng cảnh vệ đều muốn trốn. Cũng không hiểu lão Lang này sẽ dùng cách gì để trừng trị mọi người. Người ta dùng danh nghĩa huấn luyện dã ngoại thôi, đến lúc đó, các đồng chí phòng cảnh vệ sẽ không trốn được sự đánh giá. Đến lúc đó thực sự không vượt qua được huấn luyện dã ngoại, còn không phải bị đá ra khỏi phòng cảnh vệ sao. Mặc dù là bị điều chỉnh đến đơn vị khác thì cũng mất hết thể diện. Huống chi đây là địa phương nào, tất cả mọi người còn cảm thấy được vinh dự quốc gia, luôn tự hào, không ai muốn rời khỏi đây. Tiếng cười của cục trưởng Lang rất sảng khoái thôi, tin tưởng đề nghị của anh cũng sẽ làm cho mọi người sảng khoái. Tôi đang chờ đây. Diệp Phàm còn nói thêm một câu. Đương nhiên là tiến thêm một bước châm chọc Lang Phá Thiên. Các đồng chí trong phòng cảnh vệ thầm kêu khổ, thầm nói, sát thần còn gây với gã, xui xẻo là chắc chắn rồi. Thích, đương nhiên thích, nếu chủ nhiệm Diệp đồng ý thực hiện đề xuất của tôi, chẳng những có thể xúc tiến công tác huấn luyện dã ngoại của phòng cảnh vệ. Ngoài ra, cũng có thể tăng cường đoàn kết giữa các đồng chí, một lòng vì an toàn đất nước, an toàn của các lãnh đạo. Lang Phá Thiên không ngờ có khả năng diễn thuyết trời sinh. Nói rất cẩn thận,
rung động lòng người. Tuy nhiên, các đồng chí ở đây nghe được đều cảm thấy hết hồn. Các đồng chí cục trưởng Lang rất bận rộn cũng dành thời gian quan tâm đến công tác huấn luyện dã ngoại của phòng cảnh vệ chúng ta. Cục trưởng Lang là ai, tin rằng các đồng chí ngồi đây đều rõ cả. Anh ấy là khối Thái Sơn bắt đầu của cảnh vệ, đây là tấm gương mà tất cả các đồng chí cảnh vệ chúng ta phải học tập. Trong công tác cảnh vệ, cục trưởng Lang hoàn toàn xứng đáng nói. Cho nên, tôi thay mặt phòng cảnh vệ cảm ơn cục trưởng Lang. Diệp Phàm nói xong câu này xong sau đó hỏi. Cục trưởng Lang, đề nghị của anh tin rằng rất có tác dụng đối với công tác cảnh vệ của chúng tôi, xin mời nói. Như vậy đi chủ nhiệm Diệp, chờ sau khi tôi về sẽ làm một quy định chi tiết giao cho các cậu. Đương nhiên, đây là một mặt, thật ra Lang Phá Thiên tôi nói một chút, chính là hoàn cảnh ác liệt sẽ rèn luyện ra các đồng chí kiên cường nhất. Chỉ có trải qua lễ rửa tội băng giá mới có thể gọi là chiến sĩ kiên cường. Lang Phá Thiên nói, hoàn cảnh ác liệt nhất. Tôi cũng rất chờ mong, đối với các đồng chí phòng cảnh vệ chúng tôi cũng là một cơ hội. Một lần có thể thử phương án huấn luyện đội viên tốt nhất của cục trưởng Lang đồng ý chia sẻ với mọi người, chúng tôi nhất định cố gắng hết sức, làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt. Huấn luyện dã ngoại sang năm mới đã bắt đầu rồi, chúng ta phải làm tốt công tác chuẩn bị, không thể kéo dài. Diệp Phàm cố ý dùng giọng nghi ngờ nói, làm cho người ta có cảm giác. Chủ nhiệm Diệp giống như không tức giận gì với việc Lang Phá Thiên vung tay múa chân trong này. Có lẽ nghĩ đề nghị của lão Lang không thể nào tốt. Đỉnh Everest tất cả mọi người đều biết phải không? Lang Phá Thiên nghiêm túc nói. Đương nhiên là biết, Everest là tên tiếng Anh, nếu dịch ý ra thì có nghĩa là đỉnh núi của Thánh Mẫu. Ở Nepal nó có tên là Sagarmatha, đường lên đỉnh của nó là biên giới giữa Nepal và Tây Tạng, cao 8.844.43 m. Quanh năm tuyết trăng bao phủ, là ngọn núi cao nhất thế giới, là một trong 10 thắng cảnh nổi tiếng nhất thế giới. Đáng tiếc nếu có thời gian tôi cũng muốn đến đây xem. Lúc này chủ nhiệm Tống Phi Vân thản nhiên nói. Đúng, Lang Phá Thiên vỗ một cái lên bàn, hét lên một tiếng. Diệp Phàm nhìn thấy vậy nhíu mày, nửa đùa nửa thật nói. Cục trưởng Lang, bàn của phòng cảnh vệ chúng tôi không được chắc để đập lắm. Lực của anh đừng làm cho hỏng mất lại phải mua, kinh phí của phòng cảnh vệ chúng tôi cũng không dư giả, ha ha. Không có gì, tới giờ tôi hạ trưởng vẫn có chừng mực, bàn này có thể đập vài cái. Không tin thì cậu để tôi đập vài cái thử xem chắc chắn không thành vấn đề. Lang Phá Thiên nói, xem ra không nể chủ nhiệm Diệp chút nào. Chương 2082, đồng chí Thiên Thông, không ngờ là anh. Quay sang mọi người không ngờ nói. Tin rằng tất cả mọi người ở đây đều nóng lòng muốn đi ngắm cảnh ở nơi nổi tiếng này. Cho nên, trước kia tôi đã từng đưa người lên đó. Tuy nhiên, những người của tôi đi lên, không chỉ là ngắm cảnh. Mà là kết hợp với huấn luyện dã ngoại và ngắm cảnh. Hơn nữa, tôi yêu cầu rất nghiêm khắc đối với mỗi đội viên. Cứ cách 2 năm lại đến đó, mỗi lần đi trên dưới 10 người, tất cả đều là tinh anh bên cục cảnh vệ của tôi. Không phải tinh anh làm sao có thể theo Lang Phá Thiên tôi đi lên đó được. Lang Phá Thiên nói đến đây cố ý nhấp một ngụm trà rồi mới tiếp tục nói. Quy tắc rất đơn giản. Lấy đoàn thể hành động, lấy tốc độ leo núi để thể hiện năng lực cực hạn. Đội viên của người ta phải vài ngày mới có thể trèo lên đỉnh, mà chúng ta là ai, là tinh anh của đất nước, bọn họ gọi cái này là cái gì mà so với chúng ta. Cho nên, tôi cho mọi người một ngày thời gian tôi đương nhiên cũng không ngoại lệ. Mượn một tấm roi ngâm qua nước ớt đi phía sau. Người nào thể lực không thể trụ nổi mà muốn lùi bước, theo không kịp, đương nhiên phải xử lý theo quân pháp, không cần dùng đến tòa án quân sự cho phiền toái. Chúng ta cứ trực tiếp làm, trực tiếp ăn mấy roi của lão lang tôi là được. Thật sự không được, ý chí sức lực bạc nhược muốn tự lùi bước thì lão lang tôi cũng không cho họ lùi bước dễ dàng như vậy. Bởi vì bọn họ đã bôi nhọ danh dự của các súng sĩ của đất nước. Lão lang tôi khinh bỉ những người như vậy. Nếu có thể bước vào cục cảnh vệ trung ương, không phải tinh anh thì vào làm gì? Ở đây, không phải trao đổi cửa sau, có thể thật giả lẫn lộn. Cho nên, yêu cầu lùi bước của các đồng chí. Lang Phá Thiên nói đến đây, Lang Phá Thiên thật đúng là người hiểu biết, còn tạm dừng một chút giả bộ khát nước uống trà. Tin rằng cục trưởng Lang sẽ cho một phương thức trừng phạt nhất định có phải không? Bất luận trừng phạt cái gì? Tôi tin rằng cục trưởng Lang cũng là vì tốt cho các tinh anh của đất nước.
lấy huấn luyện dã ngoại để rèn luyện nhân tài thôi. Diệp Phàm gật đầu ra vẻ khen ngợi, tất nhiên là gõ thêm cho các đồng chí phòng cảnh vệ thần kinh yếu ớt kia. Chí lớn gặp nhau, ha ha. Lang Phá Thiên cười sau đó nói tiếp. Đúng vậy, trong đội của Lang Phá Thiên tôi không thể ẻo lả. Nếu anh ẻo lả còn vào đội chúng ta là gì? Không thể để cho một con sâu làm dầu nồi canh được. Cho nên, yêu cầu lùi bước của các đồng chí già rồi cởi. Cởi. Một đồng chí cảnh vệ trẻ tuổi kêu thất thanh, bởi vì không nhịn được, chữ cởi này rất làm người ta giật mình. Đúng vậy, đồng chí, chính là cởi. Cởi toàn bộ quần áo. Lang Phá Thiên nhìn mọi người một cái, cười nói. Không chừa một cái gì sao? Ngay cả lão già cổ thuật miệng cũng không khỏi co giật vài cái, hỏi. Việc này chính là bảo cởi hết không phải là làm lão già này xấu hổ sao? Đương nhiên, không phải là bảo cởi hết sao, không chừa một cái gì. Các đồng chí cũng không cần phải lo lắng, ở chỗ đó có ai chạy đến để xem người trần truồng có phải không? Đương nhiên, con người có khả năng thích nghi là bình thường, không cần phải lo lắng, mặc dù là cởi toàn bộ nhưng sinh mạng vẫn được đảm bảo. Bởi vì, tôi sẽ cho nhân viên hậu cần theo dõi sát sao, thấy anh thật sự không được sẽ cứu anh. Chúng tôi cũng không phải quân phiệt có phải không? Đương nhiên, nhân viên hậu cần tất cả đều là nữ, đương nhiên các cô ấy cũng không non mặt, cũng không hứng thú với thân xác thối tha của các anh. Lang Phá Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói, các đồng chí phòng cảnh vệ nghe không ngờ toát mồ hôi trong mùa đông lạnh như thế này. Đặc biệt người như Cổ Thuận, nghĩ đến nếu lúc đó mình chạy bị Diệp Phàm rút roi ra, hơn nữa khi thật sự không được còn phải cởi toàn bộ đứng giữa trời tuyết để các đồng chí nữ hậu cần chiêm ngưỡng một phen, thì mặt mũi sau này còn để vào đâu. Tất nhiên, một đám đều thầm mắng Lang Phá Thiên điên cuồng. Chủ nhiệm Diệp, đây thật sự là phương pháp huấn luyện dã ngoại tốt, chỉ có điều, việc này. Cổ Thuận có chút ấp a ấp úng, lão già này, xem ra có chút lo lắng. Tham mưu Cổ, anh là cảnh vệ độc lập, tham mưu cấp cao, nhìn ngoài thì thuộc phòng cảnh vệ, thật ra, tôi không có quyền quản lý anh có phải không? Tuy nhiên, có đề nghị gì xin cứ nói thẳng. Ví dụ như anh thấy đề nghị của Cục trưởng Lang không tốt, hoặc là rất vô nhân đạo anh cứ trực tiếp đề xuất để mọi người tham khảo một chút. Dù sao hôm nay các đồng chí ngoài đồng chí Thiên Thông không có mặt ở đây, đều đông đủ, số ít phục tùng đa số. Tập thể chúng ta quyết định phương pháp của Cục trưởng Lang. Diệp Phàm cũng nghiêm túc nói, thầm nói roi của bố không buông tha ai, khi ngâm phải dùng ớt cay nhất mới được. Thật ra, leo núi Everest đối với các đồng chí có năng lực mà nói cũng không là cái gì. Vấn đề quan trọng là thời gian thôi. Nếu cho vài ngày, các đồng chí này đều có thể thoải mái trèo lên đỉnh. Một ngày thì có thể khó khăn, người cũng không phải là thần, đương nhiên nếu ý chí kiên cường vẫn có thể làm được. Ai nói tôi không có? Ngay khi Diệp Phàm vừa dừng lời, một người trẻ tuổi ngồi trong phòng họp ăn mặc có chút kỳ dị nói. Anh là Thiên Thông. Diệp Phàm giống như bị tấn công bất ngờ, nhất thời nói lắp. Bởi vì cấp trên đã cung cấp tư liệu về Thiên Thông cho hắn. Nghe nói người này có chút thần bí, là chuyên gia cảnh vệ cao cấp của Chủ tịch Đường. Vừa rồi Diệp Phàm cũng có chút sơ suất, nghe người ta giới thiệu hình như trong 6 đồng chí là Tống Phi Vân, Ngô Chu Thăng, Khương Ách Sông, Thái Đỉnh, Cổ Thuận. Hôm nay lúc Tống Phi Vân giới thiệu cũng không gọi gã là Thiên Thông, mà hình như gọi là Tiểu Thiên. Lúc này Diệp Phàm nghĩ lại mới biết, hóa ra là lúc đó nghe lầm Tiểu Thiên lại nghe thành Tiểu Điền. Bọn họ đều gọi tôi là Tiểu Thiên, ha ha, tôi đã hơn 40, tuy nhiên, tôi thích tên Tiểu Thiên này. Sau này chủ nhiệm Diệp cũng có thể gọi tôi là Tiểu Thiên. Thông Thiên vẻ mặt thản nhiên nói. Xin chào đồng chí Thiên Thông. Diệp Phàm vội vàng đứng lên bước đến, muốn một lần nữa làm quen một chút. Bởi vì vị thông tin này cung Sco phải cấp dưới của hắn. Theo chủ nhiệm Khâu nói hình như công tác của mình ở bên này còn phải phối hợp với đồng chí Thiên Thông. Ý là khi làm việc còn phải tham khảo ý kiến của gã, lấy gã làm việc chính. Nghiễm nhiên nói trắng ra gã chính là tiền bối, mình là cấp dưới của gã. Không phải đã nói với cậu sao, gọi tôi là Tiểu Thiên, cậu xem, gọi thế là già rồi, không thú vị, có phải cậu cố ý không? Hôm nay tính cách của đồng chí Thông Thiên đúng là độc đáo. Hờn dỗi nhìn Diệp Phàm giống như trẻ con. Tuy nhiên, lần thứ hai bắt tay nhau, Diệp Phàm trong lòng nhanh chóng khó chịu, trên tay lập tức dùng một lực mạnh mẽ truyền sang.
Nếu chủ nhiệm Khâu đã nói thần bí về người này như vậy, vậy thì phải thử xem người này có gì mà vênh váo. Dựa vào cái gì muốn sắp xếp Phương Bài phó tổ trưởng của tổ đặc nhiệm A như bố phải đi phối hợp với gã trong công tác cảnh vệ. Thật ra, thanh niên, ai mà không cao ngạo. Tuy nhiên, Diệp Phàm khá kinh ngạc chính là trưởng lực của mình vào tay Thiên Thông gã vẫn mang vẻ mặt tươi cười. Không cảm thấy chút thay đổi gì, dường như là đang đấm vào đống bông vậy, không mất sức. Diệp Phàm hiểu được, trưởng lực của mình bị thông thiên hóa giải rồi. Thủ pháp cao minh, Diệp Phàm lần đầu tiên cảm thấy chấn kinh. Vì thế cắn răng một cái, tăng độ mạnh từ 2 phần lên 3 phần, 4 phần, 5 phần, cuối cùng. Diệp Phàm càng thêm trưởng lực càng giật mình, ngay cả trán cũng toát mồ hôi. Không tài nào hiểu được. Bởi vì, Diệp Phàm đã bỏ hết sức lực, không ngờ chỉ cảm thấy trưởng lực của thông thiên có chút thay đổi, cũng không thể đem uy thế phủ đầu chụp lên người đồng chí Thiên Thông. Ánh mắt phát hiện Lang Phá Thiên không ngờ đanh nháy mắt kỳ lạ với mình. Diệp Phàm cảm thấy hơi tức trong lòng, y chắc chắn hiểu rõ người đàn ông nhìn qua như thanh niên 20 tuổi này chính là Thiên Thông, không ngờ không đề cấp đến trước với hắn. Cái này, không phải cố ý làm mất mặt lãnh đạo phòng cảnh vệ như mình sao? Diệp Phàm tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn Phá Thiên một cái, người này không ngờ hơi hơi nhún vai, ý tứ là tôi đây rất vô tội, không phải tôi gây ra. Ha ha, đề nghị của thủ trưởng Lang tốt lắm. Tuy nhiên, đồng chí Diệp Phàm, hẳn chủ nhiệm Khâu đã giao cho cậy, tôi cũng sẽ không từ chối, cứ theo cách huấn luyện của thủ trưởng Lang để huấn luyện dã ngoại đi. Ở điểm này, tôi cùng thủ trưởng Lang còn có cùng ý tưởng. Hoàn cảnh gian khổ thể hiện ý chí quyết tâm bảo vệ tổ quốc của chúng ta. Những việc đó cũng không làm được thì còn nói gì là tinh anh của đất nước, chỉ có thể là chó má tinh anh. Ở chỗ chúng ta không cần loại người ẻo là ngu xuẩn này. Chỉ có điều, cuối cùng là ai cầm roi của thủ trưởng Lang cũng là vấn đề. Thiên Thông vẻ mặt thân thiết cười, Diệp Phàm cảm thấy như vừa nuốt vào ruồi bỏ. Liền hiểu ngay, hóa ra là Thiên Thông là người như vậy. Đến lúc đó, có lẽ cây roi ngâm ớt kia sẽ hung hăng chút trên người mình. Ha ha, chủ nhiệm Khâu đã giao cho tôi làm sao có thể quên. Người thi hành đương nhiên là đồng chí Tiểu Thiên chứ còn ai nữa có phải không? Anh là lãnh đạo đó thôi, chúng tôi đều phải phối hợp công tác với anh. Mọi người thấy có đúng không? Diệp Phàm chua xót cười nói. Đúng, 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 đồng chí Thiên Thông cầm roi. Mấy người đều nói, tuy nhiên, Diệp Phàm hiểu được, họ cũng rất miễn cưỡng. Nếu người cầm roi là gã có lẽ còn có thể dễ chịu một chút. Nếu để Lang Phá Thiên cầm roi thì càng đáng lo. Có trời mới biết gã sẽ trừng phạt mình ra sao. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều nghe nói qua về Thiên Thông, hôm nay xem như nhìn thấy chân nhân. Cũng không dám ai ho he gì. Chương 2083, hai tổng quản đối thoại. Được, được, đồng chí Tiểu Thiên, đến lúc đó Tiểu Lang tôi chắc chắn cho anh một phen trừng phạt đòn roi hoành tráng nóng bỏng nhất. Lang Phá Thiên khẳng định biết về Thiên Thông, không ngờ tự xưng là Tiểu Lang. Có lẽ đồng chí Tiểu Lang cũng muốn đồng chí Tiểu Thiên trừng phạt. Đương nhiên, Lang Phá Thiên tự xưng như vậy lại khiến các đồng chí ngồi trong phòng họp có rất nhiều nghi hoặc. Ngày đầu tiên Diệp Phàm sang bên văn phòng chủ tịch cứ như vậy trôi qua. Buổi sáng ngày hôm sau, chủ nhiệm Khâu Hoa vào văn phòng chủ nhiệm văn phòng Trung ương Điền Giang. Đồng chí Điền Giang mới được cho là đại quản gia chính thức của Nội Viện, được Đường Hạo Đông tín nhiệm. Bằng không cũng không giao trọng trách chủ nhiệm văn phòng trung ương nặng nề như vậy giao cho y quản lý. Điền Giang năm nay 53, tuổi này có thâm niên nghề nghiệp, kinh nghiệm phong phú, lăn lộn không ít năm, tuy nhiên khi thích hợp đã trở về. Người này mặt rộng lược viên, lông mày rậm nhưng trán không cao, làm cho người ta có cảm giác bình thản, dễ gần. Đương nhiên, cái này phải xem là ông ta đối với ai. Đối với người trên mình thì thông thường là với vẻ như vậy. Còn đối với kẻ dưới thì lại là một vẻ uy nghiêm. Điền Giang quen biết chủ tịch Đường không ít năm, năm đó chủ tịch Đường chỉ là bí thư tỉnh ủy Tàng Tây thì Điền Giang chính là phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy tỉnh Tàng Tây. Tuy nhiên, bởi vì ngay lúc đó bí thư Đường không hài lòng với thư ký của mình, cho nên, bí thư Đường khách khí cùng Điền Giang nói về yêu cầu này. Vì nhất thời không tìm được thư ký, cuối cùng Điền Giang ra trận đảm nhiệm chức vụ thư ký lâm thời cho bí thư Đường trong vòng nửa năm. Không thể tưởng tượng được từ đó về sau hai người thật ra hiểu về đối phương, đến tận bây giờ Điền Giang đi theo đồng chí Đường Hạo Đông từng bước chân đến tận vị trí này, trở thành một nhân vật lớn của đất nước.
Thế nào, ngày hôm qua đến bên kia, hắn không gây ra việc gì cho cậu chứ? Điền Giang nhìn Khâu Hoa liếc mắt một cái, bảo y ngồi xuống, vẻ mặt mỉm cười hỏi. Gây sự, không có. Khâu Hoa lắc lắc đầu, nhìn Điền Giang nói. Hắn trưởng thành rất nhiều, đối diện với sự đâm chọc của Tống Phi Vân và Cổ Thuận không ngờ có để đối phó rất tự nhiên. Tuy nói còn trẻ nhưng mấy năm rèn luyện thực sự cũng có hiệu quả. Ngọc không mài thì không thể sáng được, một đồng chí như vậy thật sự là không tồi. Không giống với một đồng chí tính tình thô bạo, chứng tỏ tính tình vẫn có thể thay đổi. Nghe nói đồng chí Thiên Thông cũng lộ diện. Điền Giang hơi vẻ kinh ngạc hỏi. Ừ, lộ diện, tôi cũng có chút buồn bực, việc này cũng không phải tính cách của Thiên Thông, trước kia y đều xuất hiện với thân phận Tiểu Thiên. Toàn bộ phòng cảnh vệ đều không biết gã, ngẫu nhiên còn lấy gã làm trò đùa. Thiên Thông tính tình khá quái dị, khi tâm trạng tốt anh rút tay gã gã cũng không trả đòn. Tính tình như vậy cũng nguy nữa, chính Khâu Hoa tôi nhìn thấy gã cũng nhút nhát. Khâu Hoa hút thuốc thản nhiên cười nói. Chứng tỏ, mặt mũi Diệp Phàm lớn, không ngờ ngay cả đồng chí Thiên Thông cũng lộ diện cùng hắn gặp mặt. Tuy nhiên, hai anh hùng tranh chấp, tất có thương vong. Chủ nhiệm Khâu, cậu phải chú ý điều hòa việc này, đừng làm bị thương. Bọn họ bất luận ai bị thương, đều bất lợi đối với công tác cảnh vệ. Là tổn thất lớn đối với công tác đảm bảo an toàn cho các lãnh đạo, tổn hại không dậy nổi đối với chúng ta. Cũng tuyệt đối không thể để tổn hại. Điền Giang nghiêm túc nói. Ừ, những người có bản lĩnh đều có tính cách riêng. Tạm thời có thể nói có lẽ đồng chí Thiên Thông cũng muốn thử đáy của Diệp Phàm. Mà Diệp Phàm cũng muốn thăm dò gã, hai người đều ở trong giai đoạn thử nhau. Thử là có thể, nhưng không cần toát ra chân hỏa. Nghe nói trong thời gian tới bọn họ còn đến núi Everest huấn luyện dã ngoại. Việc này không biết có phải có chút phiền phức hay không. Nơi đó có lẽ sẽ trở thành nơi đối kháng của hai người. Khâu Hoa hơi lo lắng nói. Việc này là chủ ý của ai? Diền Giang hơi sửng sốt, nhìn Khâu Hoa. Đồng chí Lang Phá Thiên, quan hệ của Lang Phá Thiên và Diệp Phàm khá sâu nặng, có lẽ hôm trước Diệp Phàm đã đến chỗ Lang Phá Thiên. Cho nên, Lang Phá Thiên cũng lộ diện, vừa đúng lúc gặp Cổ Thuận chọc đâm, lần này lão Cổ chọn cách mạnh mẽ, Diệp Phàm chắc chắn đã áp chế được dáng vẻ bệ vệ của lão Cổ. Cho nên, Lang Phá Thiên vừa đến, vừa lúc thấy Tống Phi Vân muốn dùng huấn luyện dã ngoại để thử Diệp Phàm. Không thể tưởng tượng được bị Lang Phá Thiên lợi dụng, muốn đưa huấn luyện dã ngoại lên núi. Mà việc như vậy, vốn theo quy củ của Lang Phá Thiên, hẳn là huấn luyện dã ngoại là việc chính của Diệp Phàm. Diệp Phàm là người cầm roi. Cuối cùng Thiên Thống không ngờ lộ diện, gã tranh giành cầm roi với Diệp Phàm. Kết quả, Diệp Phàm lui một bước. Tuy nhiên, thực sự đi huấn luyện dã ngoại Diệp Phàm không việc gì. Nhưng mấy người lão Cổ thì có lẽ biết tội. Khâu Hoa không ngờ thản nhiên cười. Ừ, Diệp Phàm là đẳng cấp nào, cửu đẳng không thể leo lên ngọn núi này còn gọi là cao thủ trẻ tuổi nhất cả nước sao? Tuy nhiên ha ha, Tống Phi Vân và lão Cổ đã tự đem tảng đá đập chân mình rồi. Chỉ với thân thủ của Diệp Phàm, đường đường là vương bài trẻ tuổi của tổ đặc nhiệm A, phó tổ trưởng, có mấy người có thể so với hắn. Đương nhiên, chỉ sợ đến lúc đó Thiên Thống cố ý gây phiền toái. Hai con hổ này có thể gây ra chuyện gì hay không còn khó nói. Tuy nhiên, chủ nhiệm Khâu cậu xem, hai người bọn họ, người nào mạnh hơn một chút. Điền Giang nói. Diệp Phàm nghe nói đã đạt đến cửu đẳng, trong lịch sử của đất nước cực kỳ hiếm thấy người đạt đến trình độ đó khi chưa đến 30, cũng là kinh người. Khâu Hoa nói đến đây nhìn Điền Giang một cái. Ừ, đẳng cấp võ thuật tuy rằng tôi và anh không rõ ràng, nhưng không cần nói cửu đẳng, ngay cả Tống Phi Vân mới ngũ đẳng cường nhân khi xuất quyền cước cũng làm cho chúng ta cảm thấy không thở nổi. Một phiến đá dày như vậy người ta một cước đã đá vỡ. Máu thịt của họ sau khi luyện công dường như đã biến thành sắt cứng. Cửu đẳng, tôi chưa từng thấy người có thân thủ mạnh mẽ như vậy. Nếu không, Diệp Phàm cũng không có khả năng trở thành con cưng của Cung Khai Hà. Lúc trước điều hắn đến đây, đồng chí Cung Khai Hà còn có chút ý kiến, chỉ sợ làm cho vương bài của gã mệt, cuối cùng tôi còn phải cam đoan không cho hắn làm nhiều việc, đồng chí Cung Khai Hà mới đồng ý. Nói đến đây Điền Giang không ngờ thở dài, nhìn Khâu Hoa một cái nói. Nhất định đừng làm cho hai người thật sự bị thương. Đồng chí Cung Khai Hà có lẽ sẽ trừng phạt tôi. Cung Khai Hà bình thường nhìn dịu dàng, tuy nhiên tôi biết rõ tính tình của gã, khi tức giận thì không ai ngăn được.
Việc này đương nhiên, Vương lão lùi tổ đặc nhiệm A chúng ta trải qua trận chiến trước nhân tài điêu đứng. Ngay cả lãnh đạo cũng cảm thấy khó giải quyết. Vấn đề này khá nghiêm trọng, hơn nữa, nhân tài khó tìm, không phải anh muốn tìm là tìm thấy hoặc là dùng tiền để mua. Cho nên, nếu Diệp Phàm bị Thiên Thông đả thương, thì đồng chí Cung Khai Hà có lẽ sẽ đập nát bàn làm việc này của tôi. Bàn làm việc này đập không việc gì, nhưng bên chỗ đồng chí Thiên Thông cũng không giải quyết tốt. Thiên Thông là ai? Thật ra anh ta là khách mời của đất nước. Anh ta không thuộc bất kỳ bộ môn nào của đất nước, tổ đặc nhiệm A không quản được anh ta, ngay cả chủ tịch Đường đối với anh ta cũng khá khách khí. Người này lão Điền anh có biết rõ không? Khâu Hoa nhíu mày hỏi. Không rõ ràng lắm, nghe nói người này rất thần bí, ngay cả đồng chí Cung Khai Hà cũng không rõ anh ta rốt cuộc là ai. Trước tiên, người ta thấy tên này cổ quái, nước ta có thể không có họ Thiên chứng tỏ đó cũng không phải là tên thật. Tên thật là gì? Chúng ta không thể ép anh ta nói ra. Tuy nhiên, có thể khẳng định một chút, mặc kệ anh ta thần bí như thế nào, anh đến từ gia tộc thần bí nào. Gia tộc này là thần hộ mệnh của đất nước. Nói như Vương lão trước kia, nhiều lắm chỉ có thể nói là thần hộ mệnh của tổ đặc nhiệm A. Nếu nói về Thiên Thông thì bản lĩnh khẳng định còn cao hơn Vương lão. Bằng không, gia tộc anh ta ai cũng là cao thủ của đất nước. Cũng làm cho lãnh đạo đất nước cảm thấy an toàn. Nước Mỹ thế nào Lincoln bị đâm, xem nước ta, có vị lãnh đạo nào gặp chuyện không may không? Đây là năng lực, bản lĩnh. Chẳng lẽ thiên hạ Thái Bình không thể làm? Đương nhiên, đất nước chúng ta vẫn bình yên hơn nước ngoài. Tuy nhiên, bất cứ lúc nào phần tử đối địch cũng có. Chúng ta phải luôn đề cao cảnh giác, một chút qua loa cũng có thể tạo ra một sai lầm lớn. Chúng ta tuyệt đối không cho phép sai lầm. Điền Giang vẻ mặt nghiêm túc nói. Ôi, việc này Cung Khai Hà cũng không điều tra ra thì chúng ta còn có thể làm thế nào? Huống chi, có lẽ cấp trên cũng đã hạ lệnh không cho điều tra. Một gia tộc như vậy đối với đất nước không phải dùng để điều tra. Đây là kết quả khảo nghiệm trường kỳ của thời gian. Tuy nhiên, tôi có chút lo lắng gã làm bị thương Diệp Phàm. Anh đã điều tra rõ Diệp Phàm chưa? Khâu Hoa hỏi. Lão Cung không đề cập đến tư liệu của hắn. Nói tài liệu về Diệp Phàm là bí mật của tổ đặc nhiệm A. Chỉ có mấy vị lãnh đạo bộ chính trị mới có thể xem. Vượt qua quyền quyết định của tổ đặc nhiệm A. Cho nên, tôi và cậu đều không có quyền kiểm tra thực hư. Việc này chắc chắn cấp trên đã đồng ý. Nếu không, dựa vào quyền hạn của tôi và cậu, trên đất nước này có chuyện gì chúng ta không biết. Hơn nữa, cậu cũng biết tính tình của hắn, hiện tại cũng đã là phó tổ trưởng của tổ đặc nhiệm A. Ngay cả tổ đặc nhiệm A cũng không phải nhiều người biết được rõ về thân phận của hắn. Ngoại trừ mấy người trong đảng ủy tổ, đội viên có lẽ còn không biết được đồng chí trẻ tuổi này là lãnh đạo của mình. Việc này, chủ yếu là tổ đặc nhiệm A bảo vệ hắn. Còn hắn đương nhiên là giữ bí mật. Có lẽ, đối với thân phận của hắn, điệp viên của nước ngoài rất muốn biết. Trận chiến Cao Đổ Cung hắn hoạt động mạnh, lập công lao lớn cho đất nước. Tổ đặc nhiệm A nước ngoài đều muốn tìm hiểu chi tiết về hắn. Tuy nhiên, điểm này Lão Cung làm rất khá, tuyệt đối không lộ ra ngoài. Điền Giang nói. Chương 2084, đốc thúc không nổi một con chó. Đúng vậy, 27 tuổi đã đạt đến cửu đẳng, nghe nói hắn là người có khả năng đột phá đến thập đẳng vi siêu. Đồng chí Cung Khai Hà có lẽ trông cậy vào việc này. Tổ đặc nhiệm A có thể có một cao thủ cửu đẳng. Đó thật sự gia tăng sức mạnh của tổ đặc nhiệm A. Nhìn tình hình quốc tế biến đổi trong mấy năm gần đây, tác dụng của tổ đặc nhiệm A càng ngày càng được thể hiện. Chủ tịch Đường cũng thường xuyên nhắc đến việc phải đề xuất trong hội nghị thường vụ tăng mạnh thực lực lực lượng tổ đặc nhiệm A. Bởi vì hiện tại thật sự nhân sự quá ít. Quản lý toàn cầu chỉ có 3-40 đội viên chính thức, tản mát toàn bộ thế giới ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy. Đội viên chính thức của tổ đặc nhiệm A hiện giờ thật vất vả vì đất nước. Bọn họ đều gánh vác những công việc nặng nề, mấy lần hành động lớn, nếu không có tổ đặc nhiệm A, đất nước chúng ta có chút bị động. Trong các trận đánh ác liệt này anh nghĩ xem nếu có người như Diệp Phàm, giống như người ta đi lạc giữa dòng sữa, đồng chí Cung Khai Hà không liều mạng với anh mới là lạ. Khâu Hoa nói, việc này cũng không phải trong phạm vi tôi có thể khống chế. Chuyện chúng ta có thể làm chỉ là hết sức xúc tiến mối quan hệ bình thường giữa hai người họ. Hai. Việc này thật sự là khó khăn cho cậu, đồng chí Thiên Thông không thể bị thương, Diệp Phàm cũng không thể bị thương. Hơn nữa,
Diệp Phàm tuổi trẻ như vậy có thể đạt đến giai đoạn này, người phía sau hắn như sư phụ có lẽ cũng không phải là người bình thường. Điền Giang nói, điều này thì là bí mật, nghe nói cung khai hà cũng không biết sư phụ của Diệp Phàm là ai. Chủ nhiệm Diệp cũng không nói. Có người đoán sư phụ Diệp Phàm có lẽ là thân thủ thập đẳng. Nghĩ lại, đánh Diệp Phàm không phải dẫn dắt cao nhân sư phụ hắn đến sao? Mà Thiên Thông bị thương thì gia tộc kia có lẽ cũng không thiếu cao thủ thập đẳng. Đều là chuyện phiền toái, đi một bước tính một bước. Khâu Hoa nhăn mặt. Có một số việc chúng ta chỉ có thể nhìn thấy nhưng không thể giải quyết, mà chỉ có thể như vậy. Điền Giang không nói tiếp, việc này chỉ là một hành động kỳ lạ. Chỉ có thể như vậy, nhưng thật ra có một cách giải quyết tốt, ha ha, các này không tồi, không tồi. Khâu Hoa gật gật đầu tươi cười nói. Hơn 10 ngày trôi qua, trong khoảng thời gian này mọi việc khá bình ổn. Trong nháy mắt đã đến tháng 3 dương lịch năm 2004. Buổi chiều ngày thứ hai, Diệp Phàm điềm đam bước vào văn phòng. Vừa mới ngồi xuống, thư ký Liễu Ninh đã vội bưng cốc trà xanh vào. Nhìn Diệp Phàm một cái nói. Chủ nhiệm Diệp, vừa rồi trưởng phòng Dương Tiến vẫn đứng ngoài, nói có việc cần báo cáo ngài. Tuy nhiên, y có chút rụt rè sợ hãi, trông giống như không dám bước vào. Ở đâu? Diệp Phàm hỏi, bởi vì khi bước vào không thấy trưởng phòng Dương Tiến. Vừa mới bước vào nhà vệ sinh. Nếu chủ nhiệm muốn gặp y tôi nói với y. Liễu Ninh nói. Được, cậu bảo y vào đây. Diệp Phàm gật gật đầu. Chỉ chốt lát sau, Dương Tiến bước vào. Dương Tiến khoảng 40 tuổi, trông có vẻ rất giỏi giang. Làm trưởng phòng nội bộ, kiểm tra công tác phạm vi chính là địa bàn quanh Bắc Kinh. Thật ra công tác của trưởng phòng Dương không dễ làm. Ở Bắc Kinh một trưởng phòng còn muốn đi kiểm tra, chuyện đề cập đến toàn cán bộ cấp sở cấp bộ. Cho nên, thật sự có chút khó xử. Đương nhiên, bình thường việc liên quan đến cấp thứ trưởng trở lên thì phòng thanh tra sẽ cử lãnh đạo, ví dụ như phó chủ nhiệm dẫn đoàn xuống đó. Ít nhất, phó chủ nhiệm cũng là cán bộ cấp phó giám đốc sở. Bằng không, thật đúng là không tiện ra tay. Việc kiểm tra sẽ trở nên rỗng tuếch, chỉ là trang trí. Tuy nhiên, hôm nay trưởng phòng Dương cũng khác với bình thường mà Diệp Phàm gặp. Sao thế, nhìn sắc mặt anh xem. Có phải trong nhà có chuyện gì không? Diệp Phàm thuận miệng hỏi, cấp dưới thôi vẫn cần quan tâm một chút. Chủ nhiệm, việc này thật sự là phiền toái. Dương Tiến vừa lên tiếng đã oán giận nói. Phiền toái, chuyện gì không phiền toái? Dương Tiến, chúng ta làm việc gì, công tác kiểm tra chính là công tác phiền toái nhất, không phiền còn bảo anh xuống kiểm tra làm gì? Diệp Phàm trầm mặt, giáo huấn một chút rồi nói sau. Bằng không? Mỗi người đều cào nhau thì công việc còn làm thế nào được. Đây cũng là nghệ thuật thể hiện uy của lãnh đạo. Chủ nhiệm, tôi không có ý này. Dương Tiến nhìn Diệp Phàm vẻ mặt sửng sốt, vội vàng giải thích. Không phải ý này vậy thì có ý gì? Anh nói rõ xem. Giọng Diệp Phàm dịu đi một chút. Việc này nhìn qua chính là một chuyện nhỏ, tuy nhiên, rất kỳ lạ, thật đúng là bầy bất bình. Dương Tiến tiếp tục nói. Khu Bắc Ngũ Mã làm cầu qua đường có hai chủ nhà điếm làm ầm ĩ lên, nguyên nhân chính là vì một con chó. Vì một con chó mà làm ầm ĩ, việc này thật đúng là lớn, không ngờ phải gọi người ở trưởng phòng nội bộ ở phòng thanh tra ra mặt. Con chó này chẳng lẽ làm bằng vàng? Xem ra, các đồng chí phòng thanh tra đều đi buôn bán hết không, làm bừa bãi thôi. Diệp Phàm không khỏi chau mày nói. Không thể tưởng tượng được đường đường là trưởng phòng nội bộ phòng thanh tra của văn phòng trung ương, đồng chí Dương Tiến lại hao tổn tâm trí vào chuyện thế này, vì hai cửa hàng tranh nhau con chó làm ầm ĩ, việc này thật đúng là buồn cười. Việc này là do các đồng chí cấp dưới báo cáo lên. Lúc đó tôi cũng rất tức giận, đây là chuyện gì, một con chó của hai cửa hàng cũng phải gọi đến phòng thanh tra của văn phòng trung ương ra mặt. Có phải muốn chúng ta mệt chết không? Cho nên... Tôi lệnh cho các đồng chí cấp dưới nhanh chóng giải quyết việc này. Thật sự là buồn cười. Tuy nhiên, sau đó không ngờ ầm ĩ càng lớn. Chủ nhiệm khu Ngũ Mã phòng thanh tra Thái Thăng xuống giải quyết, không ngờ không bắt, cuối cùng về cay đắng báo lại đây. Tôi cảm thấy có gì đó rất khéo léo, cũng sắp xếp đồng chí khác xuống. Bắc Kinh có một điều không tốt, đừng nhìn đó chỉ là hai cửa hàng, có thể lôi ra cả thứ trưởng. Tuy nhiên... Hai vị đồng chí xuống sau đến vài ngày cuối cùng cũng không giải quyết được. Lúc ấy tôi tức giận quá, tự mình đi xuống. Ôi, chân này thiếu chút nữa bị chó cắn. Chủ nhiệm,
việc này tôi thật sự không có cách nào. Đồng chí Dương Tiến vẻ mặt nhăn nhó, Diệp Phàm thầm bật cười. Tuy nhiên, nghiêm mặt hỏi. Chẳng lẽ trong đó có gì đó? Có lẽ là lôi ra cả thứ trưởng sao? Tôi không tra ra. Lúc đó tôi tức giận, bọn họ không ngờ thả chó cắn tôi. Cho nên, lúc này tôi phản ánh với bí thư quận ủy khu Ngũ Mã Trần Sinh. Không thể tưởng tượng được, bí thư Trần không ngờ không có chút động tĩnh, ngay cả cảnh sát cũng không cử đi phối hợp. Chủ nhiệm Diệp, anh cũng biết phòng kiểm tra của chúng ta chỉ có thể kiểm tra, cũng không phải là cơ quan chấp pháp. Cũng không thể tự chúng ta bắt tên thả chó lại. Và lại, chúng ta cũng không có quyền lực đó có phải không? Anh nói tình hình cụ thể xem sao? Diệp Phàm hỏi. Ở đây tôi có tài liệu, chủ nhiệm Diệp xem trước. Dương Tiến vừa nói vừa kéo túi lấy ra tài liệu. Không cần, anh nói thẳng, tôi không có thời gian xem. Diệp Phàm khoát tay áo. Hai nhà của họ có mặt tiền cửa hàng, một chủ hiệu là Ngưu Nhất Đa bán chó. Trên thực tế là bán chó cảnh, đương nhiên, ông chủ nhà này khá có thanh danh. Nghe nói rất nhiều loại, chỉ cần 2-3 vạn chó ngao cũng có. Một cửa hàng khác là quán rau xào, ông chủ là Chu Đương Lâm. Trên thực tế bán thịt chó hấp, món chó hấp của bọn họ khá nổi tiếng, gọi là Chu Ký, cửa hiệu lâu đời hơn 200 năm. Chủ nhiệm Dương nói, buồn cười, trên thực tế đều là bán chó chỉ có điều nội dung không giống nhau. Diệp Phàm hơi ngạc nhiên cười nói, cũng không phải thế. Dương Tiến gật gật đầu nhìn Diệp Phàm một cái, lại nói. Buổi sáng ngày 11 tháng 9 năm trước, vì đó là ngày lễ của nhà giáo nên người ta nhớ. Một con chó ngao mới từ tỉnh Tàng Tây của ông chủ Ngưu bị mất, theo ông chủ Ngưu thì giá cả là 100 ngàn. Mà thật khéo, lão Chu hôm đó bán quán đến nửa đêm vẫn còn có khách. Ông chủ Ngưu vì chó ngao không thấy, nên trong lòng sốt ruột. Đương nhiên là bởi vì nhiều tiền. Thứ hai là sợ con chó ngao chạy trên đường Bắc Kinh làm bị thương người thì lớn chuyện. Cho nên, nhà họ Ngưu phát động rất nhiều bạn bè thân thiết tìm chó trên đường. Tuy nhiên, kết quả tất nhiên là không tìm được. Ông chủ Ngưu trong lòng tức giận, thêm mệt mỏi, vừa đi đến cửa hàng thấy đám người theo ông chủ Chu từ quán ăn đi ra. Nghe một trong những người đó là một người thanh niên trẻ tuổi hỏi lại có chút nghi ngờ, thịt chó này cũng quá quý, một bát mất hơn 3 vạn. Tuy nhiên, người bạn trung niên của y cũng nói. Không quý, tiểu trương thịt này có giá trị, hai mắt của tôi không hoa, chó này chắc chắn là chó ngao. Lúc trước ông chủ Ngưu đã để chúng tôi thấy chó, cậu nghĩ xem, cậu có mấy cơ hội ăn canh nấu từ chó ngao. Loại chó này một nửa là giống chó sói, chúng ta vừa là ăn thịt chó vừa là ăn thịt chó sói. Hương vị này, cậu nói xem có phải là đủ sức mạnh rồi không? Người thanh niên vừa cầu nhau cũng nói. Đúng thế. Trước kia đến đây ăn thịt chó, nghe thấy có người hỏi có thịt chó thượng hạng không, lúc đó tôi cũng thuận miệng hỏi. Lần này thật đúng là có lộc ăn. Tiền này tiêu cũng có giá trị, đáng tiếc chúng ta chỉ cướp được một chén, nếu toàn bộ thì mấy người bạn chúng ta có thể ăn uống thoải mái. Người trung niên kia nói. Chúng ta đã có vận may, nếu muộn một bước ngay cả một chén cũng không có. Vẫn là cái tên kia có tiền, chỉ để lại cho chúng ta một miếng thịt. Lúc này một người thanh niên có bụng to nói. Lão Tống, cho dù toàn bộ chúng ta cũng không ăn hết. Có lẽ, không có 300 ngàn đừng nghĩ muốn toàn bộ. Thịt chó này quý, tuy nhiên, việc cũng thật sự tinh xảo. Ông chủ Ngưu vừa mới đánh mất chó, lão Chu liền có thịt chó bán, đây cũng là. Diệp Phàm nhìn trưởng phòng Dương một cái, nghi hoặc nói. Cũng không phải. Trưởng phòng Dương lại gật gật đầu nói. Việc này rất tinh xảo. Trong đó chắc chắn có chút vấn đề. Vấn đề chắc chắn có, rất khác thường, anh nói suy nghĩ của anh một chút. Diệp Phàm nhìn trưởng phòng Dương một cái. Chương 2085, việc kiểm tra không nhỏ. Tuy nhiên, ông chủ Ngưu nói là lão Chu làm việc đó không sợ ông ấy phát hiện bởi vì ông ấy bán thịt chó, sao có thể dễ dàng phát hiện. Hơn nữa, lão Chu vì che giấu sự thật, không ngờ bán thịt giữa đêm khuya. Việc này không phải bịt tai đi ăn trộm chuông sao? Ông ta làm sao nghĩ muộn thế ông chủ Ngưu còn trở về quán? Bởi vì, bình thường ông chủ Chu cũng không về quán ngủ, chỉ có thuê một bảo vệ chống quán thôi. Lần này bị đánh chỉ là trùng hợp thôi, thật sự là hiện nguyên hình. Ông chủ Ngưu nghi ngờ cũng có lý, tuy nhiên nếu chỉ giấu con có 100 ngày thì coi như là số phận.
Vì sao ông chủ Ngưu không báo cảnh sát, để công an điều tra không phải tiện hơn sao, việc này phòng kiểm tra làm không thỏa đáng. Phòng kiểm tra cũng không phải là cơ quan công an. Diệp Phàm hỏi. Trong này cũng có nguyên nhân, theo ông chủ Ngưu nói là sợ ảnh hưởng đến kinh doanh của ông ấy. Cho nên, chó Ngao mất tích sẽ không báo cảnh sát, ông chủ Ngưu muốn tự mình giải quyết việc này. Tuy nhiên, phát hiện lão Chu bán canh chó Ngao xong thì ông chủ Ngưu tức giận lập tức đến quan của ông chủ Chu chất vấn. Không thể tưởng tượng được lão Chu nói năng hùng hồn rằng con chó Ngao này ông ta mua từ đâu. Còn nói hơn 6 vạn đồng tiền, lúc ấy ông chủ Ngưu vô cùng tức giận, phi một ngụm lên mặt đất. Chỉ mắng lão Chu, một con chó Ngao 6 vạn đã mua được là không thể nào. Về sau, hai nhà liền ầm ĩ lên, cuối cùng người ngày càng nhiều. Ông chủ Ngưu gọi hết bạn bè thân thích đem chó lại đây, tại chỗ đập rất nhiều bàn ghế nhựa của ông chủ Chu. Mà lão Chu cũng là cửa hiệu lâu đời, đương nhiên không nuốt được cơn giận này. Lập tức cũng gọi bạn bè, không lâu cũng ầm ầm đến mấy chục người. Cuối cùng tất nhiên thiếu chút nữa gây ra sự kiện tập thể. Đây chính là ở Bắc Kinh việc này xảy ra rất lớn. Cho nên, không lâu sau phòng ngũ mã của công an quận nhận được cảnh sát báo mới ngăn lại việc không tiến triển thêm. Trưởng phòng Dương nói, công an ra tay, vụ án này còn chưa có kết luận, còn phải tìm chúng ta để làm gì? Diệp Phàm có chút không rõ hỏi Dương Tiến. Vụ án này cũng có chút tinh xảo, không ngờ không tra được rõ. Sau đó tôi nghe ngóng mới biết có người đã nói trước. Chuyện này cứ kéo dài mấy tháng, hai ông chủ Ngưu Chu đều không thể kinh doanh nổi. Lão Chu muốn làm món ăn, ông chủ Ngưu liền tìm cách gây phiền toái. Ông chủ Ngưu muốn mua chó. Ông chủ Chu cũng ra tay sau lưng. Dù sao cũng dùng mọi thủ đoạn cuối cùng hai cửa hàng kinh doanh xuống dốc không phanh. Mà Chu lão cảm thấy mình oan ức, thấy công an vẫn không làm gì, cho nên phản ứng lên trên. Không thể tưởng tượng được vẫn không được, ông chủ Ngưu một mạch phản ứng đến phòng kiểm tra. Phòng kiểm tra cũng cử người xuống kiểm tra đôn đốc, kết quả vẫn không kết luận được. Lão Chu quả thật có chút thần thông, quận ủy không được liền làm ầm ĩ tới thành phố. Cuối cùng còn phản ánh lên trên, không ngờ đến tận chỗ chúng ta. Trưởng phòng Dương vẻ mặt buồn bực nói. Báo thì báo đi, vì sao các anh không điều tra ra? Các anh tra không ra hoàn toàn có thể đôn đốc cơ quan công an điều tra. Diệp Phàm nói. Chúng tôi đôn đốc người ta cũng buồn rầu, nói là không có manh mối, tra như thế nào? Ngay cả trong lịch sử cũng có những vụ án lớn không điều tra ra. Huống chi trong xã hội hiện đại. Phần tử phạm tội ngày càng giảo hoạt. Nhất thời không điều tra ra cũng là bình thường. Nhưng ông chủ Ngưu vừa thấy ông chủ Chu như thế, ông chủ Ngưu cũng đến phản ánh ở phòng kiểm tra chúng ta. Chúng ta cũng không phải là công an, việc này thật sự là khó khăn. Lưu Tiền nói vẻ mặt giận dữ. Việc này anh muốn là không làm xong, sao không đến tìm chủ nhiệm Tiền Trần, anh ta là lãnh đạo phân công quản lý phòng anh, quản lý nội bộ. Diệp Phàm giọng hơi vẻ trách cứ ý là anh không tìm lãnh đạo phân công quản lý, tìm tới làm phiền tôi làm gì, việc nhỏ nhất cũng gây sức ép lên đầu chủ nhiệm như tôi, còn muốn tôi sống không? Chủ nhiệm Trần lúc đó cũng tiếp nhận, cũng đưa chúng tôi đi điều tra. Tuy nhiên, cũng không có kết quả. Gần đây chủ nhiệm Trần bệnh hoạn, hiện tại đang ở trong viện điều dưỡng. Cuối cùng việc này tôi cũng không biết làm thế nào. Dương Tiền nói. Chủ nhiệm Tiền dưỡng bệnh không phải còn có đồng chí Quý Phát sao? Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói, có chút tức giận, bởi vì Quý Phát là chủ nhiệm thường trực của phòng kiểm tra, chuyện nhỏ như thế này cũng báo cao cấp trên, Dương Tiến có vẻ như vượt cấp. Dương Tiến vừa nghe thế, trán cũng đổ mồ hôi, có chút khó chịu nói. Việc này tôi đã phản ứng với phó chủ nhiệm. Tuy nhiên, phó chủ nhiệm Vu nói phòng kiểm tra nhiều việc, phó chủ nhiệm thường trực như y cũng phải phân ra làm nhiều người. Cho nên bảo tôi tự đi thăm dò, tôi thật sự thấy để hai nhà Ngưu Chu làm ầm ĩ không được, tôi tìm chủ nhiệm Vu, y nói y không có thời gian, để bút đi lên. Thôi vậy các anh cũng vất vả, tài liệu ở đây, ngày mai tan tầm chúng ta xuống đó một chút. Dù sao tôi cũng chưa đi dạo Bắc Kinh, tiện thể đi dạo luôn. Diệp Phàm nhíu mày nói, thầm nói đúng là Vu Quý Phát muốn mình làm thiêu thân. Tuy nhiên, lại không giống. Việc này phát sinh từ tháng 9 năm ngoái, lúc đó mình vẫn đang ở Đông Cống. Mặc dù là đối đầu với hắn cũng không thể biết được hắn sẽ về Bắc Kinh nhậm chức. Tuy nhiên, đối với chuyện cửa hàng thịt chó Diệp Phàm thật sự cảm thấy có hứng thú.
muốn xem rốt cuộc người như thế nào làm khó dễ trong đó. Nếu sau lưng hai nhà Ngưu Chu không có ai, thì chuyện nhỏ này không có khả năng báo đến tận phòng kiểm tra. Xem ra, Bắc Kinh không có việc nào là nhỏ. Có lẽ, một chuyện nhỏ gặp các bộ và ủy ban thành chuyện lớn hết. Dương Tiến vừa mới đi ra điện thoại Diệp Phàm vang lên, vừa thấy dãy số là Vương Triều gọi đến. Anh Diệp, chuyện Lão Phi Thiên đã giải quyết xong. Vương Triều nói. Giải quyết thế nào? Diệp Phàm hừ lạnh nói. Đóng một tháng, về sau nộp tiền bảo lãnh thì về. Bởi vì Hoàng Đẳng chỉ chạm vào, tính ra cũng là chuyện nhỏ. Cũng phù hợp với điều khoản của pháp luật. Đương nhiên, giải quyết việc này có thể lớn có thể nhỏ. Tuy nhiên, Sở Công an cũng phải suy xét, bàn tay cũng có ngón dài ngón ngắn đúng không? Tốt, Chủ tịch Vương Quốc Trương giải quyết thế nào? Còn cả Giám đốc Tập đoàn Tả Mộc Bắc Kinh Thái Bình nữa? Diệp Phàm hỏi. Chỉ là làm thuê thôi, bắt giam một tháng rồi thả hết. Vương Triều nói. Ra tay rất nhanh, xem ra, không đầy 10 ngày, tin rằng. Tuy nhiên, mặc dù bọn họ không muốn thì Diệp Phàm cũng phải chấm dứt việc này. Chuyện liên quan đến mấy vạn dân chúng là chuyện lớn, chúng ta không thể để dân chúng rơi lệ. Nhóm tham quan lớn như Giang Đô, sâu mọt của quốc gia, Diệp Phàm tôi tuyệt đối không nương tay. Tuy nhiên, tin rằng Tề Phóng Hùng cũng giải quyết được đúng không? Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên, Tề Phóng Hùng cũng phải nắm chặt phương diện này để xây dựng. Đầu tư rất nhiều tiền để ủy viên Trương xuống xây dựng dự án. Ví dụ như cải tạo khu nhà ở của người dân, xây dựng khí mê tan nông thôn, tiểu học, hy vọng, tin rằng những công trình này sau sẽ có lợi ích thực tế. Chỉ có điều, cứ như vậy anh Diệp muốn nghiêm trị tên này còn có chút khó khăn. Huống chi Tề Phóng Hùng đã giải quyết một nhóm người. Vương Triều nói, theo cậu điều tra thì Tề Phóng Hùng giải quyết bao nhiêu người? Diệp Phàm hỏi, 1/3 thành viên, còn lại 2/3 cán bộ, có lẽ nhất thời Tề Phóng Hùng không tra ra. Huống chi việc này còn liên quan đến một số lãnh đạo tỉnh ủy Giang Đô, cho nên, mặc dù là Tề Phóng Hùng cũng có điều kiêng kỵ. Vương Triều nói, Tề Chấn Đào mới vừa nhậm chức, Tề Phóng Hùng không thể có hành động lớn ở Giang Đô. Việc này nếu thật sự muốn xử lý một số lãnh đạo của Giang Đô, Tề Phóng Hùng năng lượng còn quá nhỏ. Muốn xử lý phải xin chỉ thị của Trung ương, vừa mới nên ra việc này không phải bị khám phá hết sao, cuối cùng Tề Phóng Hùng chắc chắn bị liên lụy. Cho nên, việc này, Tề Phóng Hùng có lẽ là bắt nhỏ phóng lớn. Nếu trên không có động tác, Tề Phóng Hùng cùng sẽ mắt nhắm mắt mở. Nếu ở trên tra xuống, Tề Phóng Hùng có lẽ đã chuẩn bị tâm lý trước, hơn nữa, việc này kéo dài càng lâu càng tốt. Cho đến lúc này Tề Chấn Đào đã ngồi vững, Tề Phóng Hùng hoàn thành nhiệm vụ của em, cũng có thể thỏa mãn cảm ơn. Tuy nói hắn tự mình xử phạt nhưng so với việc Tề Chấn Đào mất chức mạnh hơn nhiều. Diệp Phàm nói. Việc này đương nhiên. Vương Triều nói. Tuy nhiên, Tề Phóng Hùng có lẽ sẽ không tưởng được việc này lại xảy ra nhanh đến thế. Ừ, Yến Xuân Lai hành động nhanh, xem ra ân oán giữa tôi và ông ta không chết không ngừng. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Ai sống ai chết vẫn còn chưa định số. Tuy nhiên Huyền chủ động nằm trong tay chúng ta. Chúng ta có chứng cứ xác đáng, tin rằng Trương Hướng Đông muốn bắt bẻ chúng ta cũng không dễ dàng. Đến lúc đó, chúng ta sẽ quay giáo phản kích. Vương Triều lạnh lùng nói. Đó là điều đương nhiên, chúng ta cũng dần trưởng thành rồi. Không phải kẻ nào cũng có thể gây khó dễ được. Diệp Phàm nói đến đây thì dừng lại một chút, một lúc sau mới nói. Vương Triều, chuyện cậu về Bộ Công an anh Thiết làm đến đâu rồi? Anh Thiết nói vẫn còn đang tranh thủ, chắc là còn phải đợi một thời gian nữa. Anh ấy bảo tôi không cần phải quá lo lắng. Chắc là sẽ không có vấn đề gì. Không phải chỉ là một là chức phó cục trưởng thôi sao? Vương Triều có vẻ rất tự tin nói. Ừ, nếu là cấp bậc giám đốc sở thì phân lượng phải nặng, muốn tranh thủ được thì anh Thiết cũng có chút khó xử. Cậu bây giờ là cấp phó giám đốc sở nên cũng dễ hơn. Đến lúc đó anh em chúng ta gặp mặt ở thủ đô, cùng nhau lập sự nghiệp. Diệp Phàm nói, hào hứng 10 phần. Chương 2086, chấp nhận làm đầy tớ. Được, Vương Triều tôi chấp nhận làm đầy tớ. Có thể dương cao ngọn cờ vì anh Diệp, đời này của Vương Triều tôi cũng đáng lắm. Vương Triều cũng có lý tưởng và hoài bão lớn, đôi mắt rất sáng. Đúng rồi, việc có người muốn ám sát tôi năm ngoái ở Hải Đông điều tra thế nào rồi?
việc này hình như không phải người Tô gia làm, tình hình phức tạp hơn một chút, rút cuộc là ai muốn lấy mạng Diệp Phàm tôi? Không điều tra ra, nguy hiểm lúc nào cũng tiềm ẩn. Việc này, thật xin lỗi, tôi và anh Thiết không hề dừng việc điều tra, chỉ là đến bây giờ, anh Diệp, việc này chúng tôi vẫn chưa có một chút manh mối nào. Tuy nhiên, chỉ cần trước khi điều tra ra, chúng tôi lúc nào cũng chú ý. Ai muốn hại anh em chúng ta, thì đó chính là kẻ thù của chúng ta. Muốn giết chúng ta sẽ giết chúng trước. Vương Triều mắng xong nói tiếp. Có điều dựa vào phỏng đoán của anh Thiết, việc này L có thể là do đối thủ ở nước ngoài làm. Nước ngoài, theo lý mà nói thì không thể nào. Trước kia chúng ta đi hoạt động ở nước ngoài đều sử dụng thuốc biến đổi khuôn mặt. Hơn nữa, chúng ta làm việc đều bí mật, trừ khi là lãnh đạo tổ đặc nhiệm A bán đứng chúng ta. Điều đó cũng không thể, bởi vì biết rõ việc này có lẽ ngoài Lý Lão thì chỉ có thủ trưởng cung, hai người họ tuyệt đối không thể hại ta, sự trung thành với nước Cộng hòa của hai người họ Diệp Phàm tôi không có một chút nghi ngờ nào. Những người khác, tuyệt đối không biết nhiệm vụ này. Diệp Phàm cho rằng không thể có chuyện đó. Không phải nói đến những người liên quan đến hoạt động đó, ý của anh Thiết là liệu có phải anh đã kết thù với ai ở nước ngoài hay không? Vương Triều nói, nước ngoài, dường như ngoài một nhà Nam Cung ở Hong Kong ra thì không còn ai khác. Tuy nhiên, ở đó chúng tôi đã sớm làm hòa rồi. Có lẽ tên Hồng Sách ở Nam Cung cũng sợ vỡ mật, làm sao dám thuê người ra tay. Hắn không sợ chúng ta tiêu diệt bọn hắn sao? Khẩu khí của Diệp Phàm hống hách. Chắc không phải họ, tuy nhiên chúng ta cũng sẽ điều tra một chút. Có điều có vài khả năng, ví dụ phái Thanh Thành cũng không đối phó với chúng ta, và còn Câu Trần gia ở Nam Hải chẳng phải cũng chịu mất mặt vì chúng ta đó sao? Lại còn Phượng gia ở Thủy Châu cũng bị chúng ta nhổ cỏ. Anh Thiết nói cũng không loại trừ khả năng người của Phượng gia ra tay. Bởi vì, mấy trăm triệu gia tộc lớn tuy nói chúng ta lợi dụng danh nghĩa quốc gia để ổn định họ. Nhưng tài chính của Phượng gia đã giấu rút cuộc có bao nhiêu, có ai dám khẳng định. Hơn nữa, năm đó Cố gia của Cố Thiên Long ở quân khu Liêu Thẩm tuy bị anh Diệp làm cho rất thảm, con trai của hắn đã trở thành thái giám. Tuy nhiên, cây có bóng, người có uy, những người này đều có khả năng làm việc đó. Hơn nữa đều có khả năng mời được những cao thủ phục kích anh hôm đó. Vương Triều phân tích. Có lý. Diệp Phàm nói. Gác máy xong Diệp Phàm lại nhíu mày, bởi vì việc Tạ Quốc Trung nhờ mình vẫn chưa làm xong. Việc này liên quan đến xây dựng khu hành chính của hai địa phương đó là địa khu Tam Dương và thành phố Mặc Hương của tỉnh Nam Phúc, đặc khu phát triển kinh tế khoa học kỹ thuật. Địa khu Tam Dương được sự ủng hộ của Phó Chủ tịch tỉnh Nam Phúc Trang Ninh Phương và Phó Bí thư Nạp Lan Nhược Phong, còn mình ở bên này nếu muốn tìm người ủng hộ thì chỉ có một mình Đoàn Thiên Hải. Còn nhân vật số 2 của tỉnh Nam Phúc lại có khuynh hướng ủng hộ đặc khu Tam Dương. Vì thế, mặc dù có bắt tay với Lô Minh Châu thì cũng không thể xoay chuyển cục diện. Hơn nữa, việc xây dựng khu hành chính kỹ thuật lại là việc của chính phủ. Nghĩ mãi Diệp Phàm nhấc điện thoại lên gọi, nói. Viên Viên, tối chúng ta cùng ăn cơm nhé. Ăn cơm, được, anh không nhắc em cứ tưởng anh quên mất rồi, có phải muốn tìm niềm vui mới hay không? Kiều Viên Viên châm biếm nói. Anh đâu dám, quan hệ của chúng ta là gì chứ, có phải không nào? Diệp Phàm hiểu rõ Kiều Viên Viên vẫn còn giận việc mình hôn Ngọc Kiều Long. Chúng ta quan hệ gì, Diệp Phàm anh chỉ coi tôi như một chiếc bình hoa mà thôi. Kiều Viên Viên nói. Được rồi, nói nữa món rau này cũng chưa rồi, tôi chúng ta đến quán Chu Ký ăn thịt chó. Diệp Phàm nói, muốn mượn bữa cơm này để tìm hiểu việc của ông chủ Chu. Thịt chó có gì ngon chứ, ăn vào nóng lắm. Kiều Viên Viên nói, ăn cái này bổ cho, ha ha. Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Hứ, Kiều Viên Viên hứ một tiếng dài. Đúng 5 giờ, Diệp Phàm lái xe đến đón Kiều Đại Tiểu Thư đi qua cầu Bắc Can của khu Ngũ Mã, đại lộ Đông Trực Môn để đến quán Chu Ký. Nhà hàng Chu Ký này tuy là rất gần với nhà hàng thịt chó Ngưu Ký nhưng thực ra hai quy mô của nhà hàng này không nhỏ. Đều có ba lô mặt tiền, nhưng không có chỗ đỗ xe. Diệp Phàm đành phải đỗ xe ở chỗ khác xong cùng Kiều Viên Viên đi bộ đến. Việc làm ăn của hai nhà hàng thực sự là khác nhau rất nhiều, nghe trưởng phòng Dương Tiến nói trước kia nhà hàng Chu Ký đến 5 giờ là thì rất là náo nhiệt. Trên thực tế nếu không đặt trước thì không có bàn. Diệp Phàm bước vào bên trong nhà hàng đếm thì có 3, 4 bàn khách đang ăn uống. Dưới lầu là đại sảnh,
bày hơn chục chiếc bàn, quầy phục vụ đặt sát vào tường theo kiểu truyền thống, nhìn thì thấy cái quầy này quá cũ rồi, có lẽ đó là phong cách cổ của Chu Ký, đây chính là bảng hiệu cũ hơn 100 năm rồi mà không thay đổi của Chu Ký. Rất nhiều người đến đây chính là thương hiệu Chu Ký này, đồ ăn chính là mang phong cách của Bắc Kinh cũ. Còn tầng 2 là các phòng VIP, Diệp Phàm đến đây không phải chỉ là để ăn mà, ngồi ở tiền sảnh nhất định có thể nghe được rất nhiều thông tin. Vì thế nói với Kiều Viên Viên, chúng ta ngồi ở tiền sảnh ăn là được rồi, ở đây rộng rãi, cũng thoải mái. Phòng VIP rất bí, hơn nữa chúng ta chỉ có 2 người, chiếm một phòng VIP lớn là lãng phí có phải không nào? Ở không không tiện lắm. Kiều Đại Tiểu Thư nhìn quanh một lượt, nhíu mày nói. Có gì mà không tiện, chúng ta nói gì thì để về nhà hãy nói trên giường. Diệp Phàm nói nhỏ vào tai Kiều Đại Tiểu Thư. Anh muốn chết à? Kiều Đại Tiểu Thư đấm Diệp Phàm một cái, mặt hơi chút đỏ lên. Vì sao phải ăn thịt chó, đương nhiên là để cho buổi tối nay rồi. Diệp Phàm cười liên hồi làm cho hai cô gái mặc áo da báo sang trọng ngồi ở bàn cách đó không xa phải cau mày. Nhìn thấy chưa, người ta sang trọng thế kia cũng thích ngồi ở đại sảnh. Chứng tỏ phong thủy ở đây tốt. Diệp Phàm thuận miệng cười với Kiều Viên Viên, làm như không nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ mình của hai cô gái kia. Thực ra hai cô gái cũng có chút thú vị, bởi vì mặc dù hai cô gái này mặc trang phục ra con gì đó cao cấp nhưng diện mạo thì chẳng ra gì. Đương nhiên nhìn thấy vẻ đẹp Nguyệt Cung Hà Tiên của Kiều Đại Tiểu Thư thì có chút hổ thẹn. Chúng ta ngồi ở đây đi. Kiều Viên Viên đương nhiên cũng cảm thấy được ánh mắt khinh thường nhìn chồng mình của hai cô gái kia, tự nhiên Kiều Đại Tiểu Thư có chút không vui. Liếc nhìn hai cô gái một cái rồi ngồi xuống. Còn một nguyên nhân có chút thú vị của hai cô gái, đó chính là ở bàn của hai người họ có mấy gã thanh niên bảnh bao đều ngầm hâm mộ Kiều Đại Tiểu Thư. Tự nhiên hai cô gái cũng không vừa chừng mắt nhìn lại Kiều Đại Tiểu Thư. Còn một gã thanh niên mặt rất trẻ có lẽ để lấy lòng hai người đẹp, lúc này lập tức mở mồm, hắn cố ý nhìn Diệp Phàm một cái rồi quét qua Kiều Viên Viên, nói. Ôi! Than cái gì thế hả Hồng Tử? Một tên khác cắt tóc cua cũng thêm vào, cố ý hỏi. Không nhìn thấy sao, một cây cải tươi ngon mọng nước như vậy lại bị một con lợn ngu đần ủi mất, đáng tiếc, đáng phải than thở rồi. Gã thanh niên kia nhấn mạnh liền ba chữ đáng, hơn nữa còn rung đùi đắc ý để những tên còn lại trong bàn hùa theo. Tự nhiên hai cô gái sang trọng kia cười thích chí, giống như con vịt già đang kêu. Ôi! Hai cọng cỏ nhỏ nhắn thế kia lại bị con chuột vô dụng gặm mất, cũng phải thôi, rất hợp với nhau. Chuột và cỏ khô, đúng là rất hợp. Diệp Phàm không phải là đèn cạn dầu, một câu nói ra, suýt chút nữa làm gã thanh niên kia chết nghẹn. Không ngờ bị so sánh với loài chuột vô dụng. Viên Viên, chúng ta ngồi đi. Diệp Phàm bước lên trước kéo ghế cho Kiều Viên Viên nói. Người anh em, muốn gây sự có phải không? Gã thanh niên kia không chịu nổi, đứng lên chỉ tay vào Diệp Phàm nói. Hồng Tử, người ta còn muốn ăn thịt chuột chăng? Cô gái cao hơn một chút trong hai người hết sức châm chọc gã thanh niên kia. Con mẹ nó. Gã thanh niên không nhịn được chửi. Tuy nhiên. Cảm thấy bên mép có vật gì đó bay vụt qua. Tiếng kim loại vang lên. Gã thanh niên sợ quá hét lên một tiếng thê thảm. Lúc này tên đầu đinh chỉ gã ta nói. Hồng Tử, làm sao thế? Sao cậu lại tự cắn vào môi của mình? Bởi vì, môi của gã hình như bị rách, đang rỉ máu. Việc này đương nhiên là do Diệp Phá Mi. Tuy nhiên ngoài Kiều Viên Viên cười thầm thì những tên kia không biết gì hết. Ha ha ha. Bạn của gã thanh niên cười ầm lên, cả hai cô gái cũng cười đến mức ngực rung lên rất mạnh. Thưa ngài, hay là đi rửa một chút? Lúc này một người trung niên đi đến lịch sự nói. Ta đây thích tự cắn vào môi mình, liên quan gì đến ông? Gã thanh niên tức giận hét vào người trung niên kia, mắt trừng trừng nhìn Diệp Phàm rồi ngồi xuống. Hai vị, tôi là Chu Bản Tân, là nhị trưởng quầy tên chữ của Chu Ký cũ, hai vị muốn dùng món gì ạ? Người trung niên vừa lịch sự nói vừa đưa menu đến. Quái lạ, ông chủ Chu. Diệp lão đại đột nhiên nhíu mày, nhìn quanh nhà hàng, nói. Có chỗ nào ngài cảm thấy lạ thế? Chu nhị trưởng quầy cũng không hiểu, thấy ánh mắt Diệp Phàm nhìn xuống dưới một lượt, đương nhiên vẻ mặt thấy khó hiểu. Chúng tôi là người lạ đến, nghe một người bạn của tôi nói ở đây thường rất náo nhiệt. Cứ đến 5 giờ nếu không đặt trước thì sẽ không có bàn. Tuy nhiên hôm nay, ha ha.
Diệp Phàm cố ý chỉ nói ra nửa câu. Đã nói với em là ăn thịt chó rất nóng, có lẽ là mọi người nghỉ vài hôm rồi lại đến. Thấy Diệp Phàm nhìn mình, Kiều đại tiểu thư cũng không hiểu ý của hắn là gì, nhưng có lẽ là cố ý hoặc buột miệng nói ra. Chương 2087, mượn cớ gây chuyện. Phát nóng, không phải đâu, chỉ có thể nói ăn thịt chó nhiệt lượng tương đối lớn, còn thịt chó ở nhà hàng này hơn 200 năm nay đều kết hợp với rất nhiều loại thuốc quý giúp trung hòa tính nóng. Ví dụ như hoàng liên vốn là thứ giải nhiệt, tuy nhiên nhà hàng không dùng loại hoàng liên bình thường, mà chỉ dùng loại hoàng liên có độ tuổi hơn 10 năm để nhằm trung hòa tính nóng của thịt chó. Còn có, vì thế, nói là phát hỏa thì không đúng lắm. Hơn nữa, canh thịt chó của quán chúng tôi cũng rất bổ, cường dương bổ thận. Chu nhị trưởng quầy thổi phồng lên, canh thịt chó kia được ông ta thổi phồng lên thành thịt đường tăng. Tôi nói là kỳ lạ thôi, tuy nhiên Chu trưởng quầy, hôm nay khách đến ăn không đông lắm nhỉ. Diệp Phàm lại hướng vào chủ đề. Hai, không giấu gì quý khách, không phải là thịt chó của nhà hàng có vấn đề, mà là chuyện khác có chút khúc mắc, ảnh hưởng đến nguồn khách. Chu nhị trưởng quầy nói đến đây thì nhíu mày nhìn qua bức vách ngăn rồi lại nói. Các vị cứ yên tâm đi, nếu các vị không hài lòng về món canh thịt chó này, thì tôi hứa sẽ không lấy tiền của các vị. Hóa ra là thế. Diệp Phàm gật gật đầu, cũng cố ý quay đầu nhìn bức vách ngăn, có vài tên khoác lác, nói. Nghe nói các vị cũng có chút mâu thuẫn với nhà hàng Nghiêu Ký ở bên cạnh, người ta nói, bán anh em xa mua láng giềng gần. Tôi thấy một chút chuyện nhỏ cũng nên dĩ hòa vi quý. Người ta cũng là làm ăn, hòa khí phát tài có phải thế không nào? Việc này anh cũng nghe rồi sao? Chu nhị trưởng quầy vẻ mặt có chút không vui. Việc này đã được truyền đi rất xa, nghe nói là vì một con chó. Hơn nữa còn là một con chó ngao Tây Tạng thuần chủng gì đó. Nghiêu gia người ta nói các ông lòng dạ đen tối, đã ăn cắp con chó ngao Tây Tạng thuần chủng hơn chục vạn người ta đã mua đem đi hấp bán kiếm những đồng tiền tuyệt tử tuyệt tôn gì đó. Diệp Phàm Y nói hình tượng như thế với vẻ hết sức là giống bà Tám. Làm cho Kiều Viên Viên ngồi bên cảm thấy buồn cười, phải hết sức kìm nén nếu không suýt chút nữa đã bật cười. Nói láo, Chu nhị trưởng quầy lại không nhịn được nữa thốt lên, quay sang ngượng ngùng nhìn Diệp Phàm, nói. Xin lỗi anh. Là tôi chửi bên kia, không phải chửi anh. Việc này nói ra thì hoàn toàn do bọn họ địa đặt vu cáo. Biển hiệu Chu Ký của chúng tôi có ở Kinh Thành hơn 200 năm rồi, lão Phật gia còn chỉ đích danh lão gia của chúng tôi vào cung nấu món canh chó cho Hoàng thượng. Thịt chó đó nghe nói chính là được tiếng cung từ Tây Tạng, kết hợp với thiên sơn tuyết liên tạo ra hương vị tuyệt phẩm của mấy chục năm, tuyệt đối là chính tông. Vốn là phải được liệt vào mãn hán toàn tập. Tuy nhiên, lại có người cho rằng loại động vật này không thể đưa vào, vì thế cuối cũng không được liệt vào danh sách những món ăn. Trưởng bối chúng tôi không ngừng thở dài. Thực tế, chó là một loài động vật rất quý và biết nghe lời. Cũng đúng, ông xem, chó cảnh sát còn có thể phối hợp với công an phá án. Tuy nhiên chó ngao Tây Tạng thực sự là rất quý, nấu để ăn rồi thì chẳng phải là đáng tiếc sao. Có điều việc này như thế nào lại khéo như thế? Nhà hàng Nghiêu gia vừa mất một con chó ngao Tây Tạng, theo lý mà nói con chó quý như thế phải được nhốt rất cẩn thận. Hơn nữa, chó ngao Tây Tạng hung ác hơn chó sói, cũng chẳng có mấy tên trộm dám bắt trộm chúng có phải thế không nào. Lúc tôi nghe được cũng cảm thấy khả nghi, các ông có lẽ là bị đâm xe rồi phải không nào. Diệp Phàm nhìn Chu nhị trưởng lão gật gật đầu. Đúng là không thể, không giấu gì ông, chó của nhà chúng tôi nhập vào đều qua con đường đàng hoàng. Tuyệt đối không phải nhập lung tung. Nếu vào một con chó điên cho khách ăn thì đúng là phiền phức, như thế chẳng phải đập đi danh tiếng mấy trăm năm của Chu gia chúng tôi hay sao? Chu nhị trưởng quầy dường như gặp được tri âm, liền gọi phục vụ mang trà tới, ông ta ngồi xuống muốn cùng Diệp Phàm trò chuyện. Dù sao cũng khách cũng không có mấy người nên cũng nhàn rỗi. Mấu chốt là Chu nhị trưởng quầy cảm thấy bị đè nén, tìm một người dốc bầu tâm sự cũng tốt. Cũng đúng. Danh tiếng của các ông tuy đã mấy trăm năm, mất đi thì đúng là đáng tiếc. Tuy nhiên, việc này như thế nào thì chưa thể nói được. Nếu có thể giải quyết mâu thuẫn này của hai nhà các ông, việc làm ăn của ai người đấy làm, thế thì tiền vào như nước. Diệp Phàm dáng vẻ thân mật nói. Giải quyết. Chu nhị trưởng quầy vẻ mặt hơi chút kỳ lạ nhìn Diệp Phàm, không nói gì nữa và đứng lên bỏ đi. Em thấy anh cũng thật lắm chuyện, từ lúc nào trở thành người đàn ông ba hoa thế hả? Chu nhị trưởng quầy đi rồi,
Kiều Viên Viên nửa cười nửa không nhìn Diệp Phàm. Em nói anh sẽ như vậy phải không? Diệp Phàm thản nhiên liếc mắt qua Kiều Đại Tiểu Thư nói. Thế anh đến đây là có mục đích có phải không? Kiều Đại Tiểu Thư hỏi. Em nói xem. Diệp Phàm nhìn cô nói. Hừ, hóa ra anh mời em ăn cơm chỉ là tiện thể thôi có phải không? Em nói anh làm sao lại tốt bụng như thế, hóa ra là vậy. Kiều Đại Tiểu Thư giận dỗi. Công việc và cuộc sống hai cái không tách rời mà. Diệp Phàm trịnh trọng nói. Quỷ mới tin được anh. Kiều Đại Tiểu Thư nói. Được rồi, chúng ta ăn thịt chó. Diệp Phàm gắp cho Kiều Viên Viên một chén nhỏ. Hai người chuyên tâm vào bát thịt chó. Cũng không tồi, em thấy thế nào? Ăn xong một chén nhỏ Diệp Phàm lau miệng cười nói. Gia vị canh nấu rất ngon, nếu có thể học được thì tốt. Về nhà nấu món thịt chó, thịt dê không đúng vị cũng không tồi. Bây giờ Kiều Viên Viên một lòng muốn làm tốt việc gia đình, vì thế đang trong giai đoạn học tập. Danh tiếng người ta hàng trăm năm, em không cần nghĩ cách làm giống như người ta, đó là cách kiếm tiền của Chu gia. Thôi không nói việc này nữa, anh trai của em quay về chưa? Diệp Phàm khoát tay hỏi. Anh hai chưa về, anh ba vừa về. Kiều Viên Viên nói, anh hai đương nhiên là chỉ chủ tịch đặc khu Nam Lĩnh Kiều Báo Quốc. Ôi, Báo Quốc không hiểu có biết hay không, nếu không thì việc này phiền phức rồi. Diệp Phàm cố ý thở dài, đôi lông mày trong lúc vô ý đều nhíu cả lại, việc này hắn diễn đúng là không tồi. Chuyện gì, có liên quan đến anh của em sao? Kiều Đại Tiểu Thư quả nhiên trúng kế, vội vàng hỏi. Anh của em chắc cũng nghe qua rồi, chỉ là việc này còn có chút rắc rối. Nếu hôm nay anh đã rời khỏi Nam Phúc, cũng không giúp được. Tuy nói anh của em bình thường không xem anh ra gì, nhưng anh ấy vẫn là anh của em phải không nào? Diệp Phàm tiếp tục đóng kịch. Rút cuộc là chuyện gì, anh còn không nhanh nói ra, nếu như anh của em thực sự có rắc rối lớn thì phải nhờ anh rồi. Kiều Đại Tiểu Thư hơi chút nũng nịu. Đàn bà mà, trước mặt người đàn ông mình yêu, dù có mạnh mẽ cũng đều có lúc yếu đuối, đều biết làm nũng, nếu không còn có thể gọi là đàn bà không. Là thế này, nghe nói thành phố Mạc Hương xây dựng khu khoa học kỹ thuật Thiên An, là tổng thể phát triển khoa học kỹ thuật và phát triển đời sống của nhân dân. Diệp Phàm đem chuyện ra trao đổi. Anh của em ở đặc khu Nam Lĩnh, chính là khu vực tranh chấp giữa thành phố Mạc Hương và khu hành chính khoa học kỹ thuật của đặc khu Tam Dương. Có liên quan gì tới anh của em? Phàm tử, không phải anh hồ đồ đấy chứ? Kiều Đại Tiểu Thư nhất thời không nghĩ đến phương diện khác, còn lườm Diệp Phàm rồi nói. Hai người chúng ta ra đây là để nói về chuyện này phải không? Ha ha, vậy anh không nói nữa. Diệp Phàm nói, liếc nhìn Kiều Đại Tiểu Thư, sau một lúc thở dài nói. Việc này thôi vậy, không nói nữa. Rõ ràng là đang cố ý diễn kịch. Lẽ nào thực sự có liên quan đến anh của em nhìn không ra có quan hệ gì? Kiều Đại Tiểu Thư hỏi. Em nghĩ đi, chỉ tiêu tổng hợp các ngành của khu vực Tam Dương đều xếp sau khu vực Nam Lĩnh trong toàn tỉnh hiện anh trai em đang nhậm chức. Hai khu vực đều xếp rất thấp ở tỉnh Nam Phúc, nhanh chóng xuống cuối cùng. Anh trai em lẽ nào không muốn phát triển kinh tế? Việc này nếu như khu vực Tam Dương xây dựng khu hành chính khoa học kỹ thuật Vĩnh Hòa, sau khi tỉnh thông qua báo cáo nội các chính phủ phê chuẩn xong người ta sẽ nhận được 9 sự ủng hộ. Đến lúc đó tỉnh sẽ bổ sung vài thứ, em nghĩ xem sẽ xảy ra chuyện gì. Diệp Phàm nhắc nhở. Tam Dương phát triển, dựa vào khu hành chính khoa học kỹ thuật để kéo theo sự phát triển của toàn khu vực. Như thế Nam Lĩnh của anh trai em chẳng phải là có nguy cơ hay sao? Kiều Đại Tiểu Thư không ngốc, lập tức nghĩ ngay đến vấn đề này. Coi như em không ngốc. Không tin thử hỏi anh trai em xem, khu vực Tam Dương và khu vực Nam Lĩnh xếp thứ tự trong toàn tỉnh cách nhau rất gần. Tam Dương chỉ cần cố gắng thì có thể đuổi kịp khu vực Nam Lĩnh. Đến lúc đó, Nam Lĩnh của anh trai em không những không thăng bậc, ngược lại còn tụt xuống sau Tam Dương rơi vào khu vực 2 của tỉnh. Ha ha, sau này anh trai em đến lúc đề bạt. Đúng rồi, lần trước ba em cũng nói về chuyện của anh trai em với anh. Nói là khu vực Nam Lĩnh chỉ là giai đoạn quá độ. Anh trai em ở Nam Lĩnh cũng chờ đợi 2 năm thôi, sau đó nhất định sẽ tranh chức bí thư địa ủy. Đây mới là con đường tất yếu phải trải qua của sự phát triển lên chức vụ cao, nếu như trong thời gian này xảy ra vấn đề gì về xếp hạng, thật đúng là có chút phiền phức. Diệp Phàm nói, vậy phải làm thế nào? Em phải nhanh chóng nhắc nhở anh trai em một chút.
Kiều Viên Viên cầm điện thoại lên gọi. Anh trai em nhất định đã hiểu rõ rồi, là nhân vật số 2 của khu vực Nam Lĩnh, thứ tự trước sau của khu vực anh ta chắc chắn sẽ chú ý, đây chính là ý thức cạnh tranh. Nếu không người khác vượt lên anh ta tụt lại phía sau, như vậy được sao? Diệp Phàm ngăn Kiều Viên Viên lại không để cho cô gọi điện. Vậy tại sao anh của em vẫn chưa hành động, nếu như thực sự để cho khu vực Tam Dương đạt được, thì chẳng phải anh trai em sẽ nguy hiểm hay sao? Kiều Viên Viên hỏi. Anh của em đâu phải thế, giữ thể diện lắm. Lần trước đến nhà em, chẳng phải anh ta đã đổ toàn bộ nhân sâm 50 năm tuổi mà em lấy được từ chỗ bác em xuống đất đó sao? Diệp Phàm thản nhiên hừ một tiếng. Dường như đúng thế, anh luôn ghen tị với anh ấy có lẽ cũng muốn chính mình làm hòa chuyện này. Tuy nhiên ở tỉnh ủy Nam Phúc không có mấy người ủng hộ anh ấy ở tỉnh ủy Nam Phúc. Việc này, có lẽ nhất thời không làm được. Hơn nữa, việc này dù là nhân vật số 2, số 5 và số 6 họ cũng đều nghiêng về khu vực Tam Dương. Vậy thì lực lượng của anh hai quá yếu, cho dù em có ra tay có lẽ cũng không đảo ngược được tình thế. Không được, không được, em phải khẩn trương đi hỏi ba. Kiều Viên Viên nhìn Diệp Phàm nói. Việc này, sao anh không nhắc nhở ba? Việc này anh phải nhắc thế nào, anh của em nhất định sẽ trách anh xen vào chuyện của người khác. Hơn nữa em cũng hiểu rồi đấy, anh của em với anh không hợp nhau, lại cho rằng anh đang chế cười anh ấy, thế chẳng phải là càng rắc rối sao? Diệp Phàm nói. Cũng phải, không được, em ăn no rồi, em đi trước nhé. Kiều đại tiểu thư ngồi không yên muốn đi về trước, Diệp Phàm không cách gì đành phải tiền cô ta về với chút không cam lòng. Tuy nhiên, Diệp Phàm không về Kiều gia mà nói có việc phải đi. Thực ra hắn cũng chột dạ, sợ tính toán của mình bị Kiều Viễn Sơn nhìn ra.